Chương 1117, hai mẹ con kỳ lạ. Ông em thật khí phách, cái này, có lẽ đây là lý do cậu ngồi vào vị trí ủy viên thường vụ thành phố, còn tôi vẫn chỉ là một phó chủ tịch thành phố xếp hạng bét thôi. Túc Nhất Tiêu thở dài, trầm mặc một lúc lại cười. Ra ngoài một chút cho thoải mái không? Tôi muốn giới thiệu với cậu vài người bạn. Chúng ta đều tới từ Nam Phúc, sau này anh em chúng ta cũng phải sát cánh bên nhau, so với bọn họ anh em chúng ta vẫn thân thiết hơn. Hơn nữa, kết giao thêm vài người cũng có lợi cho việc phá án của cậu đó. Được, đang muốn tìm anh thì anh lại gọi điện thoại trước, uống mấy cốc cũng hay. Diệp Phàm cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, tới Ngư Đồng này là chẳng quen một ai, nửa năm trôi qua trong nháy mắt, phải nắm cho thật chặt. Hiện nay ở Ngư Đồng, Túc Nhất Tiêu chính là một người có thể giúp đỡ mình tương đối nhiều, Diệp Phàm cũng có dự tính. Thiên Nhai Các ở Ngư Đồng là nơi khá nổi tiếng. Trong phòng có 5 người đang ngồi, 2 nam 3 nữ. Túc Nhất Tiêu đích thân tới cửa đón Diệp Phàm, tới phòng riêng. Bên trong có mấy người đứng lên chào. Không ngờ khách chủ tịch Túc mời đến đúng là khách quý, Bí thư Diệp, xin chào. Sau màn giới thiệu, người đàn ông trung niên để chút râu hai mắt sáng trong hai người đàn ông đó tên Trịnh Nhất Sinh, cục trưởng cục xây dựng thành phố. Người mặt béo tròn là phó cục trưởng thường trực cục quản lý đất đai thành phố Phan Tiểu Xuân. Ba người phụ nữ, trong đó một người tóc búi cao, còn che mất hai người thanh mảnh, khuôn mặt thanh lịch là cục trưởng cục tài chính thành phố An Lôi. Cô gái này có chút kiêu ngạo, ban nãy người khác đều đứng lên, chỉ có cô ta, hình như có vẻ không nhiệt tình lắm, chỉ hơi nhấc mông lên một chút coi như chào hỏi, Diệp Phàm dĩ nhiên là để tâm đến chuyện này. Còn hai cô nữ kia khuôn mặt hơi giống nhau, lúc đầu nhìn tưởng hai chị em, nhìn kỹ mới thấy một người hơi già chắc là hai mẹ con, dung mạo đều rất đẹp. Mắt sáng, lông mày lá liễu, mặt trái xoan, eo nhỏ, trông rất cuốn hút, da mặt sáng bóng, mơ hồ tràn ra một tia ngọc chất rực rỡ. Đặc biệt là cô gái đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên, chắc không đến 20 tuổi tóc cũng búi cao, tóc không phải đen tuyền mà trong màu đen có ánh sắc vàng trông như cô công chúa nhỏ, Diệp Phàm nhìn thấy cô trong đầu đã xuất hiện hình tượng công chúa Thiên Thiến. Hai mẹ con một người tên Mai Hồng, một người tên Đồng Oanh Oanh. Nghe Túc Nhất Tiêu giới thiệu Mai Hồng hiện là chủ tịch tập đoàn Hoàng Triều ở thành phố, Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, một người phụ nữ giữ chức vụ to như vậy thì chồng cô ta làm gì? Không phải là một người đàn ông đáng thương ở nhà nội trợ giặt giũ nấu cơm đấy chứ? Sau vài ly rượu hai bên dần dần thân thiết hơn. Diệp Phàm phát hiện Mai Hồng rất chủ động mời rượu nhưng Đồng Oanh Oanh thì rất lạnh nhạt, thỉnh thoảng do mẹ Mai Hồng ép mới phải mời rượu, miệng bĩu ra không hài lòng, hình như có gì không vui. Hơn nữa sau khi mời Diệp Phàm một ly còn liếc Diệp Phàm một cái. Làm Diệp Phàm trong lòng thầm buồn bực, suy nghĩ chẳng biết tướng mạo mình có gì khiến cho cô nàng này không thích đến như vậy. Bí thư Diệp, nghe nói Sở Công an tỉnh gần đây phái một tổ điều tra đặc biệt xuống, chuyên điều tra thảm án 88. Cục trưởng Cục Xây dựng Trịnh Nhất Sinh cười nói. Tổ điều tra, làm gì có chuyện đó? Diệp Phàm thản nhiên nói, còn lắc đầu. Ha ha. Đây là bí mật của Cục Công an chúng tôi không hỏi nữa. Trịnh Nhất Sinh cười nói. Có bí mật gì đâu, không có là không có thôi. Diệp Phàm thái độ kiên quyết, Trịnh Nhất Sinh trên mặt lộ chút nghi hoặc. Phái tổ điều tra cũng bình thường, thảm án 88 đến bây giờ vẫn chưa có manh mối, làm cả thành phố Ngư Đồng hoảng sợ, sau 11 giờ tối ra khỏi quán rượu đều hơi lo lắng, Ngư Đồng trước kia yên tĩnh biết mấy, an toàn biết mấy, còn ngày nay... Từ bao giờ đã thành ra thế này? Cục trưởng Cục Tài chính An Lôi trách móc nhìn Diệp Phàm một cái, lại cười nói. Bí thư Diệp, tôi đây không phải đang trách Cục Công an, tôi chỉ hy vọng Ngư Đồng có thể trở về thời yên ổn như ngày xưa. Mọi người đều sống rất tốt đẹp. Cục trưởng An, Bí thư Diệp tới rồi còn sợ Ngư Đồng không thể trở về thời an toàn trước kia sao? Nên biết rằng Bí thư Diệp đã quyết tâm thì sẽ thành công. Hôm nay đã nói ra rồi trong nửa năm sẽ phá được án Ngư Đồng. Nhân dân nghe xong trong lòng đều rất vui vẻ. Trịnh Nhất Sinh khen tặng. Diệp Phàm biết những lời này vừa khích lệ vừa châm biếm, trên mặt không hề thay đổi thản nhiên cười nói. Bên trên lãnh đạo ép bên dưới nhân dân mắng, thực sự là một loại áp lực, lãnh đạo bên thành ủy thành phố cũng nhìn chằm chằm vào, không làm ra chuyện cũng không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng vụ này rất phức tạp, tôi là người mới tới. Các vị ở Ngư Đồng đã lâu có thể nói một chút về thảm án Ngư Đồng không? Việc này chúng tôi đều chỉ suy đoán,
có người nói là có liên quan tới mỏ Dương Điền, có người nói là có liên quan tới khu du lịch Cửu Tử Câu, còn có người nói là khai thác bất động sản gì đó, dù sao cũng chỉ là giả thuyết không có tin nào chính xác cả. An Lôi lại cười. Đều là bậy bạ. Trịnh Nhất Sinh đột nhiên nói. Sao vậy cục trưởng Trịnh? Diệp Phàm cười hỏi. Thư ký Diệp, mỏ Dương Điền, khu du lịch Cửu Tử Câu đều là những công trình trọng điểm của thành phố chúng ta, gần đây làm ăn tương đối tốt, lợi nhuận kinh tế cực cao, có một số người ghen tị, nhân cơ hội thảm án 88 muốn bịa đặt sinh chuyện thôi ấy mà, ha ha. Trịnh Nhất Sinh bình tĩnh cười nói. Hai, thế gian này loại người nào cũng có. Có người không làm chỉ nói, có người lẳng lặng làm lại không được mọi người ghi nhận, anh kiếm được tiền người khác ghen tị, họ đâu biết phải khổ sở thế nào. Người đẹp Mai Hồng đột nhiên phát biểu, thở dài. Những người này đều đáng chết. Đồng Oanh Oanh đột nhiên nói ra một câu tương đối cực đoan làm mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Oanh Oanh không được nói bậy, tại sao lại nói giết người, loại người này trong xã hội nhiều lắm, có thể giết hết được không? Mai Hồng trách móc con gái nhìn. Diệp Phàm một cái cười. Để bí thư Diệp chê cười rồi, con bé nó không hiểu chuyện. Tại sao không đáng giết, trong tập đoàn bố tôi những người như vậy là. Đồng Oanh Oanh vừa nói tới đây Mai Hồng đã ngắt đoạn nói. Oanh Oanh, nhà chúng ta chẳng có chuyện gì, đừng ở đây nói chuyện linh tinh làm bí thư Diệp chê cười. Mẹ! Đồng Oanh Oanh kêu lên một tiếng, bĩu môi nhưng không nói tiếp, tuy nhiên, Diệp Phàm đã âm thầm ghi nhớ trong đầu rồi. Có lẽ tập đoàn Hoàng Triều thành phố có vấn đề gì đó, Đồng Oanh Oanh không phục muốn nói nhưng mẹ không cho nói, trong chuyện này lẽ nào có gì đó không thể cho ai biết, hay là Mai Hồng cố ý tiết lộ tin này, tất cả đều có khả năng. Không biết tập đoàn của Chủ tịch Mai làm gì mà phát tài vậy, ha ha. Diệp Phàm cười nói, tập đoàn của Chủ tịch Mai tương đối lớn, kinh doanh khoáng sản, ô tô, nhưng tôi nghe nói tập đoàn của Chủ tịch Mai chủ yếu kinh doanh bất động sản. Túc Nhất Tiêu nói. Diệp Phàm phát hiện khi Túc Nhất Tiêu nói ánh mắt của Mai Hồng đảo liên tục. Cô lại cười nói. Đúng, nhưng gần đây bất động sản cũng không thuận lợi. Đặc biệt là sau vụ án 88, người dân cả thành phố đều hoang mang. Ngư Đồng đã trở thành khu đất xui xẻo. Nếu loại bỏ nhân tố trị an thì môi trường Ngư Đồng cũng không tệ. Chỉ là, gần đây căn bản không có người đến mua nhà. Người bên ngoài nói Ngư Đồng trị an kém như vậy ai dám đến mua nhà. Trong lời nói của Mai Hồng có chút bóng gió, Diệp Phàm sao có thể không nghe ra, cười nói. Đúng rồi, mạng còn không bảo đảm ai dám yên tâm ở chứ. Điều này là cục công an chúng tôi làm chưa tốt, nhưng cô cũng đừng vội, tôi tin không lâu sau tình hình này sẽ thay đổi. Đương nhiên, bí thư Diệp là ai chứ, khi là chủ tịch thị trấn thì là chủ tịch thị trấn trăm triệu, khi là phó chủ tịch huyện có thể lãnh đạo nửa huyện, khi là chủ tịch huyện có thể có công trình lớn 400 triệu. Các anh có thể không biết, bí thư Diệp đã từng được Phó Thủ tướng Yến Vân đích thân tiếp đón, trong các cán bộ chúng ta đây là một vinh dự lớn. Túc Nhất Tiêu nhân cơ hội tạo thanh thế cho Diệp Phàm. Phó Thủ tướng Yến, Mai Hồng thốt ra một câu, làm cho mọi người ngạc nhiên, xem ra danh tiếng của Phó Thủ tướng Yến tướng tương đối lớn. Điều này đối với viên quan bình thường mà nói, không dám mong tới. Diệp Phàm chỉ cười đáp lại mọi người, Phó Thủ tướng Yến thì tính gì? Ngay cả Triệu Bảo Cương và ông lão họ Phượng lợi hại hơn mà tôi đây cũng gặp qua. Cục trưởng An, kinh tế của thành phố chúng ta nghe nói xếp thứ tư toàn tỉnh, tình hình tài chính cũng không tồi nhỉ. Diệp Phàm thâm ý sâu sắc, nói. Cái này, nói thế nào nhỉ? Chỉ có thể nói là tốt hơn so với những chỗ nghèo, so với những nơi giàu thì còn kém nhiều. Lấy thành phố của chúng ta mà so với thành phố Việt Châu thì thu nhập của họ gấp mấy lần chúng ta. Tài chính trong túi chúng ta cũng có dược một chút, nhưng cũng không phải là quá dư giả. Đặc biệt là thảm án 88 năm ngoái, vì không tìm được hung thủ, cuối cùng để bình ổn cơn giận của dân chúng, tài chính của thành phố vì thế mà phải tiêu phí mất mấy triệu, tên phạm tội đáng chết này. Nếu cục công an thành phố có thể sớm ngày phá án, tìm được thủ phạm, có lẽ người ta đã có tiền bồi thường chứ không phải do cục tài chính của thành phố chúng ta tự bỏ tiền túi. Thật đáng tiếc là hình như chuyện này có vẻ khó giải quyết quá. An Lôi hơi có vẻ bất mãn nói. Hơn nữa, trong lời nói mơ hồ trách cục công an chẳng có năng lực. Điều đó cũng bình thường, thành phố Việt Châu là thành phố cấp tỉnh, Ngư Đồng đương nhiên không thể so sánh được rồi. Hơn nữa người ta là đất của tỉnh, các lãnh đạo tỉnh ủy ngó chằm chằm vào, gần quan thì phải được ban lộc có đúng không nào? Túc Nhất Tiêu cười,
vì anh cũng nhìn ra người phụ nữ An Lôi này cũng có chút bóng dáng. Tôi thấy có chút buồn bực thôi, nếu tình hình tài chính không tệ, theo lý thuyết để nhân dân yên ổn lâu dài, sẽ phải đầu tư nhiều tiền hơn vào ngành công an mới đúng. Nhưng chiều nay tôi tới Cục Công an thành phố thì lại có chút thất vọng về sự ủng hộ của Ngư Đồng đối với ngành công an. Diệp Phàm nói thẳng dù sao việc này hai ngày cũng phải làm rõ. Chương 1118, Cục Công an chẳng làm được gì công ty xây dựng. Bí thư Diệp có phải muốn nói Cục An ninh chẳng có được mấy tòa nhà cho ra hồn không? Thực sự tình hình quả đúng là như vậy, Cục Công an thành phố ngoài tòa nhà ở bãi cỏ kia là mới xây dựng mấy năm gần đây. Còn những cái khác toàn là xây dựng cách đây 6-70 năm, đã cũ kỹ lắm rồi. Cô nàng An Lôi này quản lý tài chính của một thành phố, quả thực cũng có chút tài năng, Diệp Phàm vừa nói một chút, cô nàng lập tức hiểu ý ngay. Đúng, trước kia tôi ở tỉnh Nam Phúc mà nói, cũng có những thành phố cấp 3 kinh tế không được như Ngư Đồng, tuy nhiên, Cục Công an thành phố còn ra dáng hơn ở Ngư Đồng nữa. Thành phố yêu cầu phá án, ở tỉnh càng gay gắt hơn, Bộ Công an cũng đã lên tiếng. Cái này, còn chẳng phải là muốn ngựa chạy nhanh nhưng không cho ăn cỏ, đây đúng là chẳng cách nào làm nổi. Có một tòa lầu được xây dựng tốt, cảnh sát cũng yên tâm, phúc lợi đãi ngộ nâng lên một chút, mới có thể toàn tâm toàn sức đầu tư vào phá án. Nếu không có nơi ở cố định ngay cả cơm cũng ăn không no, đi công tác phải tự bỏ tiền túi, lấy đâu ra tinh thần để phá án. Công an không phải thần tiên, chỉ là một người bình thường thôi mà. Diệp Phàm cảm thán lắc đầu. Bí thư Diệp, điểm này anh sai rồi. An Lôi liếc Diệp Phàm một cái, nói thẳng, thậm chí trong giọng nói có chút tức giận. Sai. Diệp Phàm cố ý lấy vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm An Lôi. Chắc chắn là sai, Cục Tài chính thành phố mỗi năm cấp cho ngành công an không ít tiền, năm ngoái đã cấp xuống hơn chục triệu bạc. Khoản xây dựng nhà năm ngoái cũng cấp hơn 8 triệu rồi. Cái này, so với những ngành khác là có sự ưu ái hơn. Cục của người ta một năm còn chẳng bằng con số lẻ của các anh nên biết thế là đủ chứ. Nhưng nói tới những ngôi nhà này, tôi cũng muốn nói, cuối cùng, tòa lầu đó vẫn chưa xây xong. An Lôi nói vẻ châm chọc. Vậy khoản tiền 8 triệu để xây nhà đã đi đâu? Diệp Phàm nhìn An Lôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi đâu biết, anh là cục trưởng cục công an sao hỏi tôi, số tiền lớn như vậy nói không có là không có à, trước kia Trịnh Hà Minh có cả ngày đòi tôi tiền, tôi thấy. Cục Công an thành phố sắp thành. An Lôi liếc Diệp Phàm một cái, không nói. Cái này tôi biết một chút, nghe nói số tiền này sau khi tới Cục Công an thành phố Bí Thư Trịnh đã lập tức triển khai kế hoạch xây dựng, giao hạng mục này cho công ty xây dựng Ngư Đồng 1. Từ cách làm của Bí Thư Trịnh mặc dù nói có chút bất công, tuy nhiên, công ty xây dựng Ngư Đồng 1 mặc dù là công ty tư nhân, nhưng vốn đăng ký kinh doanh của công ty cũng hơn 40 triệu. Những tòa cao ốc trên 10 tầng cũng từng xây qua không ít, công ty này còn có chứng nhận tư chất doanh nghiệp xây dựng cấp 2, xây tòa nhà 6 tầng cho Cục Công an thành phố thì hoàn toàn đủ tư cách rồi. Hơn nữa, công ty xây dựng Ngư Đồng 1 trong toàn tỉnh Ngư Đông chúng ta mà nói tên tuổi cũng không đến nỗi kém. Mai Hồng nói tới đây liếc nhìn Trịnh Nhất Sinh, kết thúc câu chuyện. Bên trong chắc chắn có vấn đề, Diệp Phàm suy nghĩ nhìn Trịnh Nhất Sinh một cái, cười nói. Cục trưởng Trịnh là cục trưởng xây dựng thành phố, việc xây tòa nhà đó vẫn phải qua tay các anh, tình hình ban đầu của chuyện này có lẽ anh cũng biết được một chút nhỉ. Đúng, việc xây nhà phải được phê duyệt, chuyện này đương nhiên tôi biết một chút, lúc đó tất cả các điều kiện đều phù hợp để phê duyệt, trình tự cũng hợp pháp. Chỉ có điều sau này xảy ra vấn đề, nội bộ công ty xây dựng Ngư Đồng một đại loạn, ngay lập tức bị tê liệt. Kết quả, tòa nhà này mới xây được một tầng đã đình công rồi. Tiền cũng chẳng còn nữa, hay, vì việc này mà Bí Thư Trịnh bị phê bình không ít. Trịnh Nhất Sinh thở dài, Mai Hồng nhìn Trịnh Nhất Sinh một cái, ánh mắt hơi kỳ lạ. Cái này, đương nhiên chỉ có đôi mắt ưng và thuật xem tướng của Diệp Phàm mới nhận ra được chút kỳ lạ đó, người bình thường không thể nhìn ra, vì Mai Tổng cũng là con cáo giả trên chốn thương trường, làm sao có thể tùy tiện để lộ chút gì. 8 triệu chẳng còn nữa à? Túc Nhất Tiêu chắc hẳn là muốn giúp Diệp Phàm hỏi thăm một chút, cố ý ra vẻ ngạc nhiên, hỏi. Đúng, lúc đó điều kiện của công ty xây dựng Ngư Đồng 1 đưa ra khá ưu ái, cho nên Cục Công an đã đưa trước tiền cho bọn họ, ai ngờ đâu không lâu sau lại xảy ra chuyện. Cả công ty xây dựng Ngư Đồng 1 sắp đổ, công nhân xây dựng cũng không có lương, cả ngày làm loạn, mấy trăm người tới cửa lớn ủy ban nhân dân thành phố.
Hơn nữa còn tuyên bố sẽ tới Ủy ban Nhân dân tỉnh kháng nghị, cuối cùng cục công an thành phố còn làm gì được nữa, đâu thể nào ép người ta đi nhảy lầu chứ. Lúc đó việc này đã được báo cáo lên thành phố, để yên ổn đại cục, thành phố đành nuốt quả đắng này. Trịnh Nhất Sinh thở dài có chút buồn bực. Diệp Phàm phát hiện, Mai Hồng Chu mồm thè lưỡi, cuối cùng không nói gì, xem ra trong vũng nước sâu này, chắc chắn có chuyện gì không thể để ai biết. Thành phố nuốt quả đắng này, thì cũng phải bồi thường cho cục công an một ít chứ, tòa nhà đó đã nát ra như vậy rồi. Diệp Phàm cố ý hỏi. Đâu ra nhiều tiền vậy chứ, gần cả chục triệu đó. Ăn Lôi trên mặt có chút chua xót nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói. Cho dù là có cấp thêm vài chục triệu nữa cũng chẳng được gì, tòa lầu đó cũng chẳng xây được. Công ty xây dựng Ngư Đồng một hiện tại đang lung lay, đường đường là cục công an thành phố mà chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau này người ta sẽ chế nhạo cục công an thành phố chúng ta vô dụng, tiền bị người ta lừa hết mà còn phải bảo vệ người ta. Bảo vệ, tại sao lại nói như vậy? Diệp Phàm hỏi. Bảo vệ an toàn sinh mạng và tài sản của nhân dân chẳng phải là trách nhiệm của ngành công an sao? Mới đợt trước có xảy ra xung đột giữa công ty xây dựng Ngư Đồng 1 và công ty vật liệu xây dựng Tinh Hà Ngư Đồng. Người ta tìm đến cửa, nói công ty xây dựng Ngư Đồng 1 nợ bọn họ mấy triệu tiền vật liệu, như xi măng, sắt thép, ống dẫn. Nhân viên hai bên công ty đánh nhau một trận, vụ đó đúng là dọa người thật, mấy trăm người tụ tập lại, tay ai nấy cũng cầm ống sắt thành một đám loạn xạ. Trận huyên náo đó chẳng cách nào can được, cuối cùng cục công an thành phố phải đứng ra can ngăn. Nghe nói là lúc đó có không ít cảnh sát bị đả thương. An Lôi có vẻ vui vẻ vì người khác gặp họa, nói. Mặc dù nói Diệp Phàm là ủy viên thành ủy thành phố, bí thư đảng ủy công an nhưng An Lôi có thể ngồi vững chức cục trưởng tài chính đương nhiên là tài rồi. Cho nên, nói chuyện với Diệp Phàm hoàn toàn ngang hàng nhau, thậm chí giọng điệu có lúc còn hơi châm chọc, kỳ thực tuổi tác của Diệp Phàm làm người phụ nữ này có chút đố kỵ. Bảo vệ nhân dân là việc của cục công an chúng tôi nên làm. Nhưng ai làm tổn thất lợi ích của chúng tôi thì cũng phải chiếu theo luật mà đòi về. Cục an ninh không phải là đơn vị nhu nhược, hừ. Diệp Phàm lạnh lùng nói, có chút bất mãn với điệu bộ của An Lôi. Thôi, không bàn chuyện này nữa, chúng ta uống rượu thôi. Túc Nhất Tiêu thấy không thể cứ nói chuyện thế này, cứ nói nữa thì Diệp Phàm với An Lôi sẽ cãi nhau mất. Cho nên khẩn trương bàn sang chuyện khác. Sau khi chia tay Túc Nhất Tiêu và Diệp Phàm lại tới chỗ khác uống trà. Xin lỗi ông em, An Lôi nghe nói hơi kiêu ngạo, bình thường đối với ai cũng như vậy. Biểu hiện hôm nay, coi như cũng chẳng tệ rồi. Lúc tôi vừa tới mấy ngày, người phụ nữ đó mông chồng lên trời, chẳng thèm nhìn tôi một cái nữa. Túc Nhất Tiêu xin lỗi nói. Xem ra anh Túc cũng có chút thủ đoạn nhỉ, mấy ngày đã nắm được An Lôi. Diệp Phàm có chút hàm ý. Nắm cô ta, tôi đâu có gan đó. Bài học ở Ma Xuyên đã đủ lắm rồi, hơn nữa. An Lỗi kỳ thực không thể nói là phụ nữ, vì cô ta vẫn chưa kết hôn, chỉ là một gái già mà thôi. Cô nàng chắc cũng là của vị nào đó, Túc Nhất Tiêu tôi có bị lừa đá cũng chẳng dám làm chuyện đó. Túc Nhất Tiêu thẳng thắn nói. Đúng, nếu không, làm sao có thể ngồi ở vị trí cục trưởng cục tài chính, dáng dấp cũng đẹp. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Túc Nhất Tiêu một cái cười nói. Anh Túc, tình hình lãnh đạo Ngư Đồng này thế nào? Diệp Phàm đương nhiên là hỏi thăm một vài thành viên nòng cốt của Ngư Đồng, cũng tiện cho mình làm việc sau này, tránh tự dưng đắc tội với người ta. Cái này tôi chỉ tới sớm hơn cậu một thời gian, cũng chẳng biết được bao nhiêu. Hơn nữa, những chuyện của tầng hạt nhân của thành phố, đều xảy ra tại hội nghị thường vụ, tôi không có tư cách để biết, đương nhiên những tin tức nhỏ thì có, tôi nói cho cậu nghe. Túc Nhất Tiêu khiêm tốn một chút. Vậy em phải cảm ơn anh Túc rồi. Diệp Phàm gật đầu. Nghe nói quan hệ của 10 vị trên tầng cao của Ngư Đồng rất phức tạp, Bí Thư Hà là nhân vật số 1, thế của ông ta đương nhiên mạnh nhất. Bộ trưởng Khang Văn Sinh và trưởng ban tuyên giáo Phan Kim Ngọc đều là đồng minh với nhau, còn những người khác thì không rõ. Còn Chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng cũng tương đối mạnh, Phó Thường vụ Thôi Minh Khải phối hợp ăn ý với ông ta, được mọi người gọi là sao song tử trên hội nghị thường vụ. Bí thư đảng quần chúng Thái Chí Dương và bí thư thị ủy thị xã Thiên Đông Phí Thủy Đông quan hệ không tệ, rốt cuộc quan hệ thế nào chúng ta không thể nào biết rõ. Còn lại tư lệnh quân khu Lô An Cương nghe nói rất ít tham dự hội nghị, cho dù có đến cũng không nói gì, nếu có phải bỏ phiếu cũng đều là bỏ phiếu trắng thôi.
trừ phi có việc liên quan đến dân ngư đồng ông mới ra tay nhưng cũng rất ít, người này nghe nói rất chính nghĩa, có kỷ luật. Túc Nhất Tiêu nói, đối với thảm án 88, anh thực sự không nghe được tin tức gì từ phía đó sao? Diệp Phàm gật đầu hỏi, mặt này tôi cũng không rõ, mấy lãnh đạo thành phố hình như cũng có vấn đề. Ông em, chuyện quan trường không thể lường trước được, cậu phải chú ý điểm này, nếu không bản thân sẽ lâm vào bùn lầy không ra được. Túc Nhất Tiêu hình như còn e dè điều gì đó, không muốn nói ra, nhìn Diệp Phàm một cái lại nói. Nhưng, nghe nói trong cục các cậu mấy vị cục phó đều do đồng chí phó bí thư thứ nhất ủy ban chính trị pháp luật Mã Bách Sinh đề bạt. Mã Bách Sinh lại có mối quan hệ thân thiết với bí thư Hà. Việc trong cục cậu tự biết tôi sẽ không nói nhiều nữa, ha ha. Túc Nhất Tiêu cười nhắc nhở. Diệp Phàm có chút cảm kích, Túc Nhất Tiêu có thể nói tới bước này, rõ ràng anh coi mình như bạn bè, những chuyện thế này, cán bộ bình thường sẽ chẳng tự dưng đi sinh sự. Sáng hôm sau, Diệp Phàm đến luôn cục công an, cùng chủ nhiệm văn phòng an vệ dân CD dạo một vòng, càng đi lông mày càng cau lại, điều kỳ lạ là chẳng nhìn thấy tòa nhà đang xây dựng dở dang đâu, trong lòng nghĩ chắc An Lôi nói bậy, hẳn là không có khả năng. Chủ nhiệm An, tôi nghe nói năm ngoái cục tài chính có cấp cho cục chúng ta 8 triệu để xây dựng một tòa lầu đó ở đâu vậy? Diệp Phàm hỏi. Cái này, tình hình hồi đó rất phức tạp. An vệ dân nói na ná như những gì buổi tối hôm trước đã nghe được. Tòa nhà đó đâu rồi? Chẳng phải đã xây được tầng 1 sao? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Chương 1119, đe dọa cảnh sát. Lúc đó là xây dựng được một tầng lầu rồi. Nhưng khi ấy ngay cả xi măng cũng không có, chỉ là bãi đất trống cắm lên mấy khung sắt. Sau đó bí thư Trịnh nói là mấy khung sắt để đó trông giống như vườn viên minh bị người ta đốt, nhìn vào rất chướng mắt. Cho nên đã gọi người đến nhổ toàn bộ, mấy cái cột xi măng cốt thép lớn giống như thùng dầu thô, cũng chẳng dễ nhổ, lúc đó cũng mất không ít tiền chuyển đi, đây là đạo lý gì chứ, xây rồi nhổ nhổ rồi chẳng đem xây. An vệ dân có chút tức giận nói. Cục không đến công ty xây dựng ngư đồng một đòi lại tiền sao? Diệp Phàm nghiêm mặt hỏi. Sao không đòi chứ, đã đi hơn chục lần rồi, đều là giao cho tôi đi. Vô dụng, công ty xây dựng ngư đồng một lớn như vậy, một tên chủ nhiệm quèn như tôi đi thì có ích gì? Ban đầu giám đốc tổng công ty xây dựng ngư đồng một Đới Chí Quân có gặp tôi mấy lần, sau đó có lẽ là không chịu được phiền phức nữa, nên không chịu cho tôi gặp. Tôi cũng chẳng có cách nào khác. Bí thư Chính cứ nhìn chằm chằm, toàn bộ công an trong cục cũng dán mắt lên tôi. Tôi đành chơi trò theo dõi chặn đầu xe. Không ngờ bọn họ cũng có biện pháp, ý tôi muốn nói là đạo cao một thước ma cao một trượng. Cuối cùng thì sao, Đới tổng tổ chức cho trăm công nhân xây dựng đến làm đổ cửa của cục. Còn phao tin quan bức dân phản, muốn lên tỉnh, thỉnh nguyện, khiếu nại, kháng nghị gì đó. Vụ huyên náo này cũng không nhỏ, lãnh đạo trong thành phố lo lắng cho nên ra mặt. Nói là cho qua chuyện này. Không lâu, tôi còn nhận được một cú điện thoại cảnh cáo nói là tôi phải chú ý một chút, đừng tới công ty số xây dựng ngư đồng số 1 gì đó, nếu không cẩn thận con gái tôi. An vệ dân vẻ mặt oán giận, đồng thời trên mặt cũng có chút lo lắng. Chuyện này có chút thú vị, không ngờ có người lại dọa cả cảnh sát, lẽ nào ngư đồng không phải ở Trung Quốc? Diệp Phàm giọng châm chọc, trong mắt lóe lên tia hàn quang. Dọa bằng điện thoại tôi không sợ, chỉ có điều sau này cấp trên có dặn, không cần phải đòi nữa, cho nên, trong cục cũng chẳng ai đi quản chuyện này. An vệ dân sắc mặt có chút khó coi. Công ty xây dựng ngư đồng số 1 thật sự không có tiền. Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Tiền chắc cũng không nhiều, nhưng, xe của Đới tổng không rẻ, nghe nói phải hơn 1 triệu đó, BMW. Hơn nữa người nhà Đới tổng sống rất xa hoa, toàn bài bạc. Thì cũng xốc dĩa, rượu chè không ngớt. Có mấy cảnh sát trong cục chúng ta cũng chịu tội vì chuyện này, số tiền đó một phần để xây ký túc xá, đúng là nực cười, rất nhiều cảnh sát không có phòng ở. Cảnh sát không có phòng ở Đới tổng lại ngày ngày rượu thịt, so sánh hai chuyện này với nhau, ai cũng không phục. An vệ dân cười một cách khổ sở, còn nhìn Diệp Phàm một cái, dường như đang dò xét xem Diệp Phàm ý kiến như thế nào. Nợ tiền chúng ta còn lái BMW, ăn chơi ca hát. Xem ra người này cũng bản lĩnh, coi cục chúng ta như một món ăn đây mà, y. Diệp Phàm mỉm cười, trong lòng nói chuyện này quả là hoang đường. Nghe nói trước khi tiếp nhận tòa nhà của cục chúng ta Đới tổng toàn lái Santana 2000,
sau kho cầm được khoản tiền từ tòa nhà của chúng ta đới tổng lập tức lái BMW. Xe đó, chắc lấy tiền của chúng ta mua. An vệ dân nói. Sau lưng đới tổng chắc hẳn có ai đó. Diệp Phàm liếc an vệ dân một cái, thản nhiên nói. Không rõ, nghe nói là đới tổng có quan hệ với phó chủ tịch tỉnh, mọi người cũng chỉ là phỏng đoán nhưng họ đới ở tỉnh ta cũng không ít, nhưng cũng có khả năng. Nếu không ông ta dựa vào cái gì mà các kiêu căng như vậy chứ? An vệ dân nói. Phó chủ tịch tỉnh, một chức quan lớn. Diệp Phàm gật đầu. Cuối năm rồi, tiền thưởng Tết của cảnh sát cục chúng ta sắp xếp thế nào đây? Còn có thể sắp xếp thế nào, nghe nói tài chính trong cục đều âm cả rồi. An vệ dân nói, thằng nhãi này hôm qua còn chọc phải cái sọt lớn, hôm nay biết gì đều nói ra hết, đương nhiên là có ý lập công chuộc tội. Nên biết một câu nói của Diệp Phàm có thể làm anh ta mất chức chủ nhiệm. Diệp Phàm giật mình, mặt lập tức trông khó coi, nhanh chóng hử giọng nói. Lập tức gọi trưởng phòng tài vụ tới, tôi phải nghe anh ấy nói xem thế nào. Trưởng phòng hậu cần Lưu Đông Thăng béo tròn, chẳng biết bao nhiêu tiền của nhà nước đã vào bụng ông ta, nên mới tạo được cái bụng lớn như vậy. Diệp Phàm trong lòng nghĩ, sau khi chào hỏi, ông ta vừa ngồi xuống liền hỏi ngay. Cục chúng ta còn lại bao nhiêu tiền, cuối năm rồi phải thưởng tiền Tết cho cảnh sát về quê chứ? Vất vả một năm rồi, họ cũng không dễ dàng gì. Bí thư Diệp, thực sự hết tiền rồi, hơn nữa còn bị âm. Lưu Đông Thăng trả lời một cách cẩn thận, sợ đắc tội với vị lãnh đạo trẻ tuổi này. Hết tiền rồi, lại còn bị âm, âm bao nhiêu? Diệp Phàm nghe xong hỏi, nhưng trưởng phòng Lưu đã toát mồ hôi, bộ dạng khó chịu nói. Âm 2.683.505 đồng. Âm không nhiều lắm nhỉ, sao không âm cỡ chục triệu, có phải hay hơn không? Diệp Phàm cười lạnh một cái, trưởng phòng Lưu đau khổ, tự nhiên đứng thẳng lên. Tên này lập tức nói. Bí thư Diệp, cái này tôi cũng không có cách nào, chủ yếu là do thảm án 88 năm ngoái tạo thành. Lúc đó Bộ Công an phái người tới, Sở Công an tỉnh cũng phái người tới, mười mấy người gộp lại, ăn ở, đi lại. Tài liệu, đủ các phí hợp lại, án thì chưa điều tra ra, nhưng số tiền 200.000 còn lại trong cục ta đều bị dùng hết. Hơn nữa, náo loạn mất hơn một tháng, nợ hơn 2 triệu. Lúc đó lãnh đạo thành phố nói là số tiền này nếu không đủ sẽ do cục tài chính thành phố đặc biệt trợ cấp thêm. Ai ngờ, sau đó án không phá được, nhân dân mắng thậm tệ, lãnh đạo cấp cao cũng mắng, bí thư Trịnh cũng có hỏi đến khoản tiền này, kết quả là bị phê bình một trận. Nói là án không phá được chỉ xê biết đòi tiền tiền, cục công an các người có phải chỉ biết ăn không biết làm. Vị lãnh đạo nào nói những lời này, lúc đó có những ai ở đó? Diệp Phàm hỏi, dĩ nhiên là có dự định. Cái này, lúc đó. Lưu Đông Thăng có chút giấu giếm không muốn nói. Biết tên này có chút coi thường mình Diệp Phàm liền cười, nói. Nếu không muốn làm nữa lập tức nói với trợ thủ của anh một tiếng, chỗ nào mát mẻ hơn chỗ nào. Anh là trưởng phòng hậu cần của Cục Công an, ngay cả khoản tiền đó chân tướng thế nào cũng chẳng biết, thế thì tôi rất nghi ngờ số tiền này có phải do anh không làm rõ không, sổ sách lúc đó có phải là không chính quy không, hay để tôi gọi đồng chí giám định lên kiểm tra lại thế nào. Diệp Phàm nói mà vẻ mặt không hề thay đổi lại gây áp lực lớn cho Lưu Đông Thăng, biết lãnh đạo tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù nói chuyện trước kia mấy vị phó cục đều đã đánh tiếng với mình rồi, nhưng... Lưu Đông Thăng vẫn cảm thấy đứng không vững, hơi run rẩy. Nếu không nhân vật số một nổi giận ghẻ lạnh với mình, có muốn đánh tiếng với mấy phó cục kia thì họ đứng ra chống đỡ hay không vẫn còn khó nói. Hơn nữa, nếu thực sự muốn kiểm tra sổ sách nội bộ, bên trong chắc chắn có vấn đề, cũng đủ để anh ta mất việc, cho dù không vấn đề gì thì nhân vật số một muốn có vấn đề càng chẳng khó khăn gì, tới lúc đó một câu nói có thể cho anh vào lãnh cung. Chưa biết chừng còn bị bắt giam vài ngày cũng có khả năng. Tên này thay đổi rất nhanh, cảm thấy tránh voi trả xấu mặt nào. Cho nên lập tức nói. Là phó chủ tịch thường trực thành phố Thôi Minh Khải nói, lúc đó ở đấy còn có mấy vị lãnh đạo trong cục, như phó cục trưởng thường trực Chu Kiếm Thiết, phó cục trưởng Vi Minh Phi và tôi đều ở đó. Hơn nữa lúc đó bí thư Trịnh cũng sớm có chuẩn bị, còn bảo tôi ghi lại, cấp trên có phó chủ tịch thành phố Thôi ký tên. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Sở Công an tỉnh Tề Bân cũng ký tên. Cái này thật kỳ lạ, ghi chép rõ ràng như vậy thì lúc đó chỉ cần trưởng phòng Lưu đem ra thôi, chắc chắn phó chủ tịch thành phố Thôi không thể nào quỵt nợ được. Diệp Phàm cố ý hỏi lại,
Cái này tôi không rõ, hình như bí thư Trịnh chưa từng hỏi chủ nhiệm An bản ghi chép đó. Lưu Đông Thăng nói Diệp Phàm lập tức hiểu, Trịnh Hà rõ ràng không phá án, ngại không dám mở miệng, sau này biết mình phải lui về tuyến 2, nợ cũng nợ rồi, cho nên, trong cơn giận dữ ngút trời, đã đem số nợ rối mù này đổ lên đầu người tiếp nhận chức vụ của mình. Sau khi tính toán xong, Diệp Phàm trong lòng cười lạnh nói. Năm nay cục sẽ ăn Tết thế nào? Tôi đã mượn mấy trăm rồi, việc này còn phải nhờ bí thư Diệp Anh sắp xếp một chút. Lưu Đông Thăng nhỏ giọng trả lời. Mấy trăm đó thì làm được gì, ắt hẳn là tiền xăng xe cho cảnh sát cũng không đủ, khoản nợ quỷ quái trước đây của các người, việc này giải quyết thế nào? Diệp Phàm tức tối. Nhà nước sẽ chịu một nửa, nếu như chuyên án khá phiền phức, kéo dài thời gian, thường đối phương sẽ tặng thêm chút tiền xăng dầu. Lưu Đông Thăng đột nhiên nói rất nhỏ. Đối phương mà anh nói là ai? Diệp Phàm dĩ nhiên đã hiểu. Người bị hại. Lưu Đông Thăng nói, đầu cúi nhanh xuống. Được đấy, được đấy. Đúng là mở mang kiến thức mà, người ta bị hại các anh còn bắt người ta cung cấp tiền xăng xe, có phải còn đợi người ta tới mời các ông nội này tới phá án không? Thứ khốn kiếp. Chẳng trách ấn tượng của nhân dân Ngư Đồng đối với cục công án chúng ta xấu như vậy, trong hệ thống công an tỉnh. Bất kể là tác phong bàn bạc hay là hiệu suất phá án, ngay cả xây dựng đội ngũ công an, xem xét trong quần chúng. Năm nay chúng ta đều xếp hạng bét, hạng nhất từ dưới lên đấy có biết không hả, anh không mất mặt à, tôi thì xấu hổ lắm rồi đây. Diệp Phàm tức giận, đập bàn. Hét to với yên vệ dân đang đứng bên ngoài. Lập tức thông báo chiều 2 giờ chính thức họp toàn cục cảnh sát, ngoại trừ cán bộ trực ban và đi công tác những người khác không được vắng mặt. Trừ những người đang nằm viện ốm nặng phải có chứng nhận của bác sĩ mới được, nếu tự ý vắng mặt sẽ bị trừ tiền thưởng, trừ lương gấp 3 lần. Chủ nhiệm An, truyền đạt lời của tôi một cách cụ thể rõ ràng, nghe thấy không? Tôi hiểu rồi, lập tức đi làm ngay. An vệ dân tinh thần run lên, cảm thấy hình như bí thư Diệp không nhắc đến việc anh làm hôm qua, có lẽ bí thư Diệp đã thứ lỗi cho mình rồi, trong lòng cảm thấy mừng. Đương nhiên cũng càng gắng sức hơn. Chương 1120 Bí thư Diệp ra uy tại hội trường. Đợi một lát, anh cầm những ghi chép trong cuộc họp liên quan đến chủ tịch thành phố thôi nói sẽ có biện pháp xử lý chi phí tiệc tùng chiêu đãi của thảm án 88 lại đây, tất cả những tài liệu liên quan đến vấn đề này cũng đem lại hết. Diệp Phàm lại nói, quay sang liếc nhìn trưởng phòng hậu cờ Lưu Đông Thăng đang có chút bất an, cười nói. Trưởng phòng Lưu, nếu hôm đó anh cũng có mặt ở đó, anh đúng là người làm chứng thích hợp nhất rồi. Chúng ta cùng đi một vòng chứ. Tôi, phòng tôi còn có chút chuyện, việc cuối năm nhiều. Trưởng phòng Lưu chân mềm nhũn biết sắp có chuyện xảy ra rồi, vội trốn tránh. Nhưng Diệp Phàm chẳng cho anh ta bất kỳ cơ hội nào, nghiêm mặt hừ giọng nói. Thế nào, trưởng phòng Lưu tôi mời anh cùng đi gặp các vị lãnh đạo thành phố anh không muốn đi sao, có phải là xem thường lãnh đạo thành phố không? Lãnh đạo thành ủy hình như là tổ chức đại biểu mà. Xem ra trưởng phòng Lưu không muốn đi lên rồi ôi, thôi vậy, anh về đi, đợi tôi nói mấy câu với chủ tịch thành phố thôi là được rồi. Tôi, đi. Giọng trưởng phòng Lưu nói như sắp khóc, Diệp Phàm kinh ngạc xoay người lại, phát hiện anh ta đang run sợ, trên mặt không có nước mắt, chắc là chưa khóc chỉ là muốn khóc thôi. Nếu ở một mình ắt là đã khóc rồi. Sau một lát an vệ dân cầm hồ sơ chạy như bay tới. Được rồi, anh đi thông báo đi. Diệp Phàm gật đầu, nhận bản ghi chép tiện tay chuyển cho Lưu Đông Thăng nói. Anh cầm đi. Lưu Đông Thăng trả lời nhỏ một tiếng cẩn thận cầm bản ghi chép cất vào túi, Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Bảo anh cầm anh không nghe thấy sao? Vâng, vâng. Lưu Đông Thăng vẻ mặt hơi kinh ngạc đành phải cầm bản ghi chép trên tay, Diệp Phàm đi lên trước, Lưu Đông Thăng đi phía sau nhưng cứ nhìn bốn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, không biết đang tìm cái gì. Đi được một lát. Phát hiện phía trước một người đang mở cửa bước ra, Lưu Đông Thăng phía sau đột nhiên xông lên trước, tốc độ không thua kém thỏ bao nhiêu, chào hỏi nói. Chào sếp Chu. Diệp Phàm ngạc nhiên, tự nghĩ Lưu Đông Thăng có chuyện gì vậy, sao lại dám bắn lên trước mặt mình để chào hỏi Phó Cục trưởng Chu, dù nói Chu Thiết Kiếm là Phó Cục trưởng thường trực, nhưng so với một bí thư thường vụ đảng ủy công an kiêm cục trưởng như mình, thế thì phân lượng không phải kém hơn một chút rồi sao? Lưu Đông Thăng là trưởng phòng hậu cần, hẳn cũng là người thông minh nhanh nhẹn, vì trưởng phòng hậu cần phụ trách công tác tiếp đón, anh ta không thể phạm lỗi nhỏ này, xoay người lại, Diệp Phàm lắng tai nghe, trong lòng nháy mắt đã hiểu rõ,
cười nói. Phó cục trưởng Chu cũng ở đây à? Ơ, là bí thư Diệp, nhìn tôi, hình như thấy ánh mắt không được tốt lắm nhỉ? Chu Thiết Kiếm thản nhiên lên tiếng, toàn bộ tính chất lễ phép, Tịnh không lộ chút cung kính khiêm tốn nào. Diệp Phàm trong đầu hiểu rõ, người này trong lòng không phục mình, chợt cười nói. Đúng lúc phải làm chút chuyện cầm nam, bên ủy ban thành phố, tôi mới đến không quen biết nhiều, phó cục trưởng Chu, anh ở trong cục đã lâu chúng ta cùng nhau đi một chuyến được không? Việc này, tôi còn có chút chuyện phải làm. Lão già phiền phức Chu Thiết Kiếm lập tức lộ ra bộ dạng khó xử. Đương nhiên là ông này nghe nói đi tới ủy ban thành phố, biết chắc chắn không phải là chuyện tốt gì, chuyện tốt Diệp Phàm đã tự đi cần gì phải dẫn cả ông đi, cho nên ông mượn cớ từ chối. Nếu không phải là chuyện gấp thì gác lại một chút, đi thôi. Diệp Phàm cười thản nhiên bước lên trước một bước, Chu Thiết Kiếm nhìn trưởng phòng Lưu một cái rồi khuôn mặt lập tức thay đổi, bất đắc dĩ khóa cửa đi theo phía sau. Một lát đã tới văn phòng phó chủ tịch thường trực thành phố Thôi Minh Khải làm việc, Thôi Minh Khải đang ở đó thấy Diệp Phàm đích thân tới, cùng là ủy viên thường vụ thành phố đương nhiên cũng không dám ra oai, nhiệt tình đón tiếp. Không ngờ bí thư Diệp bận như vậy mà cũng có thời gian ghé thăm cái miếu nhỏ của tôi, ha ha ha. Thôi Minh Khải trên mặt lộ vẻ rạng rỡ tươi cười. Chỗ của anh còn là miếu nhỏ vậy chỗ của tôi thì là lều vịt rồi, ha ha ha. Diệp Phàm cũng cười trả lời, cố ý đánh mắt nhìn bản ghi chép bìa cứng Lưu Đông Thăng đang cầm. Mới nói, chủ tịch thành phố Thôi lần này lại phải làm phiền anh rồi. Chuyện gì cứ nói. Thôi Minh Khải hơi khách khí. Nghi ngờ nhìn tập hồ sơ trên tay Lưu Đông Thăng, lại nhìn Chu Thiết Kiếm không biết Diệp Phàm đến có ý gì. Còn không phải là thảm án 88 năm ngoái sao, lúc đó người trong tỉnh đều tới, phí tiếp đón, rồi sang xem ăn ở, đều là dùng tiền mượn cả đấy, gần đây đã nợ gần 3 triệu rồi, trong cục giờ thiếu thốn lắm. Năm nay tôi không biết đón Tết thế nào đây. Diệp Phàm giả bộ khổ sở nói. Là chuyện này à, tôi nhớ ra rồi. Lúc đó tôi có nói là đồng ý để Cục Tài chính thành phố bỏ một phần khoản chi này, nhưng sau đó đồng chí Trịnh Hà Minh không nhắc đến chuyện này, việc cũng nhiều nên tôi nhất thời quên mất. Thật xin lỗi, nếu bí thư Diệp đã nhắc chuyện này rồi thì, thế này đi, các anh làm thủ tục xong chưa? Thôi Minh Khải rất rõ ràng, nói thẳng nói. Lưu Đông Thăng từ trong bao lấy ra những thứ có liên quan đẩy tới trước, Thôi Minh Khải không nói mà trực tiếp cầm hồ sơ phê luôn. Sau khi phê chuyển cho Diệp Phàm cười nói. Việc này phải xin lỗi các đồng chí cục công an. Mải bận việc quên mất nhưng số tiền gần 3 triệu là số tiền tương đối lớn. Dù nói tôi giúp chủ tịch Lý chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhưng dù sao số tiền này cũng lớn quá, vẫn phải thông qua chủ tịch Lý phê duyệt mới được. Diệp Phàm gật đầu, biết trình tự này lập tức tới văn phòng của Lý Quốc Hùng. Thôi Minh Khải sau khi đóng cửa lập tức rút điện thoại ra. Bí thư Diệp. Chủ tịch thành phố như tôi trong lòng có chút hổ thẹn, cảnh sát không có cả tiền xăng xe đi lại, việc này là do tôi có chút vô tâm. Thế này đi, 2.680.000 này là phó chủ tịch Thôi ký, tôi phê chuẩn, mặt khác phê thêm cho cục công an 2 triệu đón xuân. Tôi trực tiếp phê cho cậu, bảo đồng chí bên cục công an tới cục tài chính làm cho xong những thủ tục liên quan để rút tiền, vài ngày nữa là Tết rồi, không thể kéo dài đâu. Chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng nói những lời này làm Diệp Phàm cảm giác việc này có ẩn chứa chút gì khác thường. Nhưng, người ta phê rồi Diệp Phàm cũng không dài dòng nữa, nói mấy câu rồi đi, nhìn đồng hồ cũng sắp đến bữa ăn rồi, dặn Lưu Đông Thăng buổi chiều lập tức đi làm thủ tục, tranh thủ lấy tiền về trong buổi chiều nếu không cục công an chết đói. Ngủ trưa, 1 giờ 55 phút Diệp Phàm đúng giờ tới cửa phòng họp lớn. Chủ nhiệm An lập tức bước lên trước nghênh đón. Theo Diệp Phàm vào phòng hội nghị. Ngẩng mặt lên nhìn trên ghế chủ tịch đã có mấy lãnh đạo ngồi, Diệp Phàm ngồi vào ghế của mình, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Chủ nhiệm An để tay xuống, hội trường yên lặng, anh nhìn đồng hồ nói. Hôm qua bí thư Diệp thông báo là 2 giờ họp, giờ đã đúng 2 giờ rồi, mời bí thư Diệp phát biểu. Hội trường lại vang lên tràng pháo tay, sau khi yên lặng Diệp Phàm điều chỉnh micro nhìn xuống dưới đài một cái vẫn còn thiếu 3 vị. Khuôn mặt trầm mặc lập tức nói. Trước khi họp tôi điểm danh một chút, chủ nhiệm An điểm danh chưa? Ban nãy các phòng ban đã báo cáo rồi, cảnh sát phía dưới ngoài những người đang trực ban các đồng chí khác đều có mặt. Đây là, chính là. An vệ dân nhìn 3 chiếc ghế trống trên đài chủ tịch có chút khó xử. Là cái gì, tôi không thích dài dòng.
Diệp Phàm quát. Báo cáo Bí thư Diệp, Phó Cục trưởng Vi Minh Phi ốm, tối qua số T đã xin nghỉ. Còn Phó Cục trưởng Từ Lâm, chủ nhiệm Trung Nhất Minh phòng giám sát công tác chính trị không biết vì nguyên nhân gì vẫn chưa tới. Ngoài ba đồng chí này thì những người khác đều tới rồi. An Vệ Dân nói, âm thanh truyền qua micro cảnh sát trong cục đều nghe thấy. Bây giờ mấy phút rồi? Diệp Phàm hỏi. 2 giờ 10 phút. An Vệ Dân đáp. Buổi sáng bảo anh thông báo với mọi người còn có căn dặn thêm điều gì, anh nói với mọi người đi. Diệp Phàm nói. Mỗi đồng chí tôi đều đích thân nói một lần, 2 giờ họp, ai không đúng giờ coi như vắng mặt không lý do trừ tiền thưởng, phúc lợi của năm, trừ 3 ngày lương, đồng thời xử phạt cảnh cáo. Lời của An Vệ Dân rất to, trong lòng nghĩ không biết có phải Bí thư Diệp muốn khai đao với ai chứ. Vậy cứ thi hành đi. Diệp Phàm nói quay đầu lại nói với chủ nhiệm phòng chính trị Hoàng Minh Chí. Chủ nhiệm Hoàng, anh làm công tác chính trị tư tưởng, việc này giao cho anh tuyên bố. Việc này, Bí thư Diệp có thể đợi thêm mấy phút không? Hoàng Minh Chí có chút khó xử, cái này, vắng họp một lần mà phải cảnh cáo xử phạt, có hơi quá một chút. Hơn nữa anh cũng hiểu việc hôm nay rõ ràng là Từ Lâm và Trung Nhất Minh cố ý gây khó dễ cho Diệp Phàm, hai người này đều là phó bí thư đảng ủy công an thứ nhất đề bạt. Mã Bách Sinh là cốt cán của Hà Trấn Nam, luôn luôn bao che khuyết điểm cho nhau, làm không tốt bản thân còn bị Mã Bách Sinh ghi hận. Hoàng Minh Chí là người cẩn thận, kỳ thực cũng có ý nhắc nhở Diệp Phàm. Đợi mấy phút, trên chiến trường một phút là đã có bao nhiêu người chết. Diệp Phàm quát. Vậy được rồi. Hoàng Minh Chí bị Diệp Phàm ép buộc phải thi hành, gật đầu cầm micro lên. Tôi đại diện phòng chính trị thành phố Ngư Đồng, theo chỉ thị Bí thư Diệp, vì hai người Từ Lâm và Trung Nhất Minh vắng mặt trong cuộc họp quan trọng tổ chức quyết định xử phạt cảnh cáo và trừ tiền thưởng Tết, trừ lương 3 ngày của hai người. Những lời nói của Hoàng Minh Chí còn chưa truyền đi, hai người đã từ cửa lớn đi vào, một béo một gầy. Cười nói với Hoàng Minh Chí. Muộn mấy phút, chân chúng tôi hơi chậm một chút. Khi chủ nhiệm An thông báo với các anh nói không rõ ràng đúng không? Diệp Phàm nghiêm mặt hỏi, dưới đài mấy trăm cảnh sát giỏng tai lên nghe. Nói rồi, ban nãy chúng tôi chẳng phải nói với chủ nhiệm Hoàng rồi sao, chậm một chút, hai, già rồi, chân không còn khỏe như những người trẻ. Người trung niên béo nói với Diệp Phàm. Đúng vậy, muộn mấy phút mà tính toán vậy sao? Dù sao cũng đâu phải là tham gia chiến trận. Người kia cũng phối hợp chĩa nòng súng vào Diệp Phàm. Hội trường tạm thời yên ắng, mọi người đều đang nhìn, đang nghe, xem Bí thư Diệp mới tới sẽ xử lý như thế nào. Chương 1121, quả quyết nắm lấy. Biết dân chúng nói cục công an thành phố Ngư Đồng chúng ta thế nào không? Họ nói, một ổ giá áo túi cơm. Chúng ta không phải túi cơm, chúng ta là thần hộ mạng của nhân dân, thế mà lại bị người dân mắng như vậy, các anh vẫn còn muốn tiếp tục à? Giọng Diệp Phàm có lực truyền khắp toàn hội trường, trong đám đông cảnh sát phía dưới có người hét. Chúng ta không phải là kẻ hèn nhát. Nhất thời cả hội trường xôn xao. Diệp Phàm nhấn hai tay xuống, hội trường lại yên lặng, hắn lạnh lùng nhìn Từ Lâm và Trung Nhất Minh một cái nói. Xem ra hai đồng chí vẫn chưa nhận ra lỗi của mình, trong tư tưởng nhận thức đầu tiên mà đã lệch lạc rồi. Các anh không thích hợp trên cương vị lãnh đạo nữa rồi, như vậy sẽ làm cảnh sát chúng ta đều thành những kẻ chậm chạp. Cục công an thành phố Ngư Đồng chúng ta phải vùng dậy từ hôm nay, chúng ta không muốn để nhân dân châm chọc nữa, phải không Từ Lâm và Trung Nhất Minh? Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu chỉ hai người nói. Tôi tên Từ Lâm, anh ta tên Trung Nhất Minh, thế nào, đến muộn mấy phút lẽ nào muốn khai trừ chúng tôi? Từ Lâm nhìn Diệp Phàm. Từ Lâm, anh nói gì? Chú ý lời nói và việc làm của mình. Chính ủy Hoàng Minh Chí thực sự không chịu được lên tiếng. Ở đây không có việc của cậu chủ nhiệm Hoàng. Trung Nhất Minh nói. Hôm nay tôi đại diện tổ chức tới hội trường làm việc, những người đang ngồi đây ai là thành viên tổ chức đảng của cục xin mời giơ tay. Diệp Phàm nói, liếc nhìn những đồng chí ngồi ở hàng ghế đầu. Hoàng Minh Chí nhìn rồi giơ tay lên, một lát sau những ủy viên khác cũng giơ tay. Từ Lâm và Trung Nhất Minh cũng giơ tay lên nhưng Diệp Phàm nói. Hôm nay thương lượng xử lý việc của hai người, cho nên... hai người phải tránh mặt. Các đồng chí, Cục Công an thành phố Ngư Đồng chúng ta đã rơi vào thời khắc nguy hiểm nhất, nếu không phấn đấu, chúng ta sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm. Ban nãy các đồng chí toàn cục đều nói không chịu làm kẻ hèn nhát,
Vậy tốt, phải lấy hành động thực tế để tạo thành tích cho nhân dân xem. Mục tiêu của chúng ta là trong nửa năm sẽ phá được thảm án 88, bằng không trước khi án chưa phá được chúng ta không còn cách nào thẳng lưng làm người được. Hôm nay, trong cuộc họp của bộ máy tổ chức đảng cục, tôi đề nghị khai trừ hai vị có tư tưởng vô cùng lệch lạc Từ Lâm và Trung Nhất Minh, hành vi cực đoan lười nhác, không phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Hai đồng chí không nghe theo lệnh chỉ huy. Chủ nhiệm Hoàng, anh xem thế nào? Diệp Phàm trước tiên là ép Hoàng Minh Chí nhân vật số 2 của thị cục. Việc này, tôi... Hoàng Minh Chí thì thào, đương nhiên không muốn giơ tay rồi, lúc đang suy nghĩ thì Diệp Phàm đập tay xuống bàn. Đồng chí Hoàng Minh Chí, anh thực sự muốn trở thành tội nhân của Ngư Đồng đúng không? Anh muốn cục chúng ta trở thành năm bè bảy mảng, là ổ giá áo túi cơm giống như nhân dân nói đúng không? Tôi đồng ý. Hoàng Minh Chí toàn thân kích động, bị ép cho không còn cách nào khác, chỉ còn cách gật đầu. Còn chưa gật đầu chắc bị cảnh sát phía dưới mắng cả mẹ lên, trong lòng chửi Diệp Phàm thâm độc, không ngờ trước bao nhiêu người như vậy lại chơi trò lập uy. Diệp Phàm gật đầu cùng Hoàng Minh Chí, còn dùng ánh mắt để ép những thành viên khác trong đảng. Mà cảnh sát phía dưới lại đang nhìn chằm chằm, làm khó mấy thành viên trong đảng. Kết quả, ngoài 3 người không thể tham gia còn lại 10 người ủy viên thì trong đó 6 người giơ tay, 1 người bỏ phiếu trắng, 2 người phản đối. Thông qua, nếu hai đồng chí Từ Lâm và Trung Nhất Minh bị tổ chức đảng chúng ta khai trừ, đại diện tổ chức đảng cục là tổ chức cao nhất của cục ta, là lãnh đạo đại diện đảng. Các đồng chí cảnh sát phía dưới lại không ai có ý kiến phản đối, đề nghị hai đồng chí ra ngoài đi, ở đây không còn thuộc về các người nữa. Diệp Phàm sắc mặt thay đổi nói với Từ Lâm và Trung Nhất Minh. Dựa vào cái gì mà khai trừ tôi, chúng tôi không đi, chúng tôi có quyền ở lại, muốn khai trừ chúng tôi phải có sự phê chuẩn của đảng ủy công an. Từ Lâm hét lớn, đề nghị hai đồng chí đi ra, còn hét nữa là bị bắt can tội làm loạn hội nghị, gây rối trật tự. Diệp Phàm nói với mấy vị cảnh sát đứng trước cửa. Vâng, thưa bí thư Diệp. Hai cảnh sát trẻ tuổi cướp lấy tiên cơ, cùng lúc đứng lên chào theo chuẩn mực cảnh sát C đi về phía Từ Lâm và Trung Nhất Minh. Chờ xem tiểu tử. Từ Lâm môi run rẩy hét lên với Diệp Phàm, quay người đi cùng Trung Nhất Minh. Việc ở hội trường làm cho tất cả cảnh sát có một ấn tượng mạnh, cái Diệp Phàm muốn chính là ấn tượng, hắn phải nhanh chóng tạo uy thế. Vì thời gian không đợi người, nếu như tiếp tục lười biếng thì chuyện phá án phải mất 1001 đêm mất thôi. Còn mấy phó cục trưởng trên hàng ghế chủ tịch cũng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Phàm đầy sự kiêng kỵ. Các đồng chí, tôi tin đại đa số các đồng chí cảnh sát đều có niềm tin vào cục, từ thời khắc này chúng ta phải dốc hết sức phá vụ thảm án 88, đương nhiên người có công sẽ được trọng thưởng. Ví dụ anh có được manh mối quan trọng, cục sẽ có thưởng, thưởng bao nhiêu, 10.000 không tính là nhiều. Nếu bắt được tội phạm vụ án này đương nhiên sẽ thưởng lớn, để xem các anh có dũng khí tranh phần thưởng và vinh dự không. Việc này tôi sẽ thương lượng với chủ nhiệm Hoàng một chút, đưa ra cách thưởng động viên cụ thể. Diệp Phàm triển khai hàng loạt kế hoạch, các đồng chí cảnh sát có mặt ở đó cũng phấn chấn hẳn lên, muốn có thưởng thì phải dũng cảm, là chiêu thức mà Diệp Phàm áp dụng. Cái gì, khai trừ các anh, hắn có quyền gì mà khai trừ các anh, rốt cuộc là có chuyện gì? Phó Bí thư Đảng ủy Công an Mã Bách Sinh vẻ mặt kinh ngạc, sau khi nghe xong Từ Lâm thuật lại khuôn mặt tỏ vẻ tức giận. Anh thôi, có kịch hay xem rồi. Chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng sau khi tắt điện thoại liên cười nói kể lại chuyện xảy ra ở Cục Công an thành phố ban nãy. Xử lý như vậy là cầu thả rồi, sợ sẽ gây thị phi. Muộn mười mấy phút phạt cảnh cáo đã coi như là quá nặng rồi, Diệp Phàm không thể hồ đồ như vậy. Thôi Minh Khải có chút cảm thán, lắc lắc đầu. Hồ đồ, hắn ngốc thế sao, đem anh, tôi so với hắn đi. Tuổi chúng ta so với hắn anh gần gấp đôi nhưng người ta thăng quan nhanh như hỏa tiễn ấy. Tại sao, đây gọi là quyết đoán, thủ đoạn mạnh mẽ, tuyên bố nửa năm phá án, đã ép hắn đến đường cùng, không sớm ra oai sống yên ở thành phố này chắc. Chưa yên ổn đã đòi phá án, vậy chỉ có thể là nói suông, muốn dẹp ngoài phải yên trong đã, đặc biệt là cục công an, các đoàn thế phòng ban phải thống nhất trên dưới mới có thể có sức mạnh lớn. Tên này mặc dù còn trẻ nhưng không đơn giản. Chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng nhắm hai mắt thở dài nói. Sợ những quyết định của hắn khó được hội nghị thường vụ thông qua, dù sao Từ Lâm và Trung Nhất Minh đều là cán bộ cấp cục phó, không thể trong nội bộ công an nói khai trừ là khai trừ được.
Huống hồ những người đằng sau Từ Lâm không đứng ra sao, đúng là có chuyện náo nhiệt để coi rồi. Thôi Minh Khải nhìn Lý Quốc Hùng một cái, phát hiện ông ta đang nhắm nửa mắt, hình như phát hiện ra điều gì đó, uống ngụm trà nói. Hay, hay, kế hay, không ngờ Chủ tịch Lý đã đi trước một bước, đây chính là quyền mưu, thật bái phục. Ờ, anh cũng nhìn ra à? Lý Quốc Hùng cười nói. Tôi cũng mới nghĩ ra, thảo nào anh ban nãy lại hào phóng như vậy, kế hoạch đó không? Khoản tiền đó, chẳng những thực hiện lời hứa của tôi mà còn cấp cho thị cục 2 triệu. Nhưng số tiền gần 5 triệu này không dễ cầm. An Lôi là Hà Chấn Nam một tay để bạt lên. Chủ tịch Lý tính toán hay lắm, ha ha ha. Thôi Minh Khải mỉm cười. Khó nói, Hà Chấn Nam chỉ là tên cáo giả, chúng ta có thể nghĩ đến ông ta chưa chắc không thể nghĩ được. Lý Quốc Hùng khẽ lắc đầu, cũng không lạc quan. Cũng có thể. Thôi Minh Khải trên mặt hiện lên một tia dị sắc, bỗng trầm mặc. Diệp Phàm đang cùng chủ nhiệm Hoàng bàn chuyện phần thưởng khuyến khích phá án, bóng dáng béo béo tròn của trưởng phòng hậu cần Lưu Đông Thăng đang thập thò ở cửa phòng hội nghị. Nhanh vậy đã về rồi. Trên mặt Diệp Phàm có chút kinh ngạc, nhìn đồng hồ, mới 3 giờ, vừa tan họp Lưu Đông Thăng đã từ cục tài chính về rồi, chắc lại có chuyện rồi. Bí thư Diệp, tôi không lấy được tiền. Đầu Lưu Đông Thăng hơi rủ xuống, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cục tài chính không có tiền à? Diệp Phàm tiện miệng hỏi. Sao lại không có tiền, cục tài chính khi đón năm mới đều béo bở lắm. Hai ngày trước Chủ tịch Lý có báo cáo rồi, năm nay thành, phố Ngư Đồng lại là một năm được mùa, mỏ quặng Dương Điền và khu thắng cảnh Cửu Tử Câu xây dựng xong, sau 2 tháng kinh tế thành phố thông báo đã tăng 0,5%. Đừng có coi thường con số 0.5 này, biến thành thuế là phải mấy chục triệu. Phó Cục trưởng Tạ Hiểu Lâm được phân quản giúp đỡ Chu Thiết Kiếm quản lý tài vụ rất chú ý phương diện này thuận miệng nói. Cục trưởng An của Cục Tài chính nói là gần đây các đơn vị đều đòi tiền, Cục Tài chính có mấy khoản tiền còn chưa vào tài khoản, cấp trên đã không có tiền rồi. Nói là nếu muốn phải đợi 3-4 tháng sau khi đón Tết, cuối năm thì chịu rồi. Lưu Đông Thăng có chút buồn bực nói. Vậy sao, còn mấy ngày mới Tết cục tài chính sao lại không có tiền? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Bí thư Diệp, tiền này là ai phê? Tạm giữ chức phó cục trưởng Tạ Hiểu Lâm thâm ý sâu sắc hỏi. Chủ tịch Lý. Diệp Phàm tiện miệng trả lời. À thảo nào. Tạ Hiểu Lâm gật gật đầu, thốt lên một câu kỳ quặc Diệp Phàm nghe hiểu liền. Lập tức nói với đội cảnh sát hình sự. Lập tức kiểm tra cục tài chính của thành phố chúng ta xem có phải còn tiền hay không, in đơn đến đây. Bí thư Diệp, việc này sợ có chút không ổn, kiểm tra cục tài chính, việc này. Cao Bình có chút khó xử, sợ vướng vào đấu đá giữa tầng cao trong thành ủy. Không ổn đúng không, vậy cục chúng ta trên 1000 cán bộ công an hít không khí đón tến là ổn chứ gì. Diệp Phàm nghiêm mặt quát. Vậy tôi thử xem sao. Cao Bình bất đắc dĩ gật đầu rồi đi. Không lâu quay về, đưa cho Diệp Phàm một tờ đơn. Tiền còn nhiều, mấy trăm triệu. Diệp Phàm thuận tay viết lên đơn hy vọng cục trưởng An có thể rút số tiền này ra, công tác cục công an thành phố không thể dừng, để các đồng chí công an đón Tết vui vẻ mới có thể bảo đảm yên bình xã hội. Sau khi viết xong thuận tay đưa cho Lưu Đông Thăng nói. Anh lại đi chuyến nữa. Mấy phó cục trưởng nhìn nhau không hé răng. Nghe nói Lưu Đông Thăng không lấy được tiền. Thôi Minh Khải bộ dạng vui vẻ trước nỗi đau của người khác, sau khi liếc nhìn Lý Quốc Hùng một cái lại có chút phẫn nộ. Chương 1122, Đoàn Hải Thiên ra tay. Sớm biết là sẽ như vậy rồi, An Lôi không những là do Hà Chấn Nam đề bạt, mà hình như cô nàng còn có mối quan hệ phức tạp với Mã Bách Sinh. Lý Quốc Hùng mặt trầm xuống, lập tức khôi phục bình tĩnh, hừ giọng nói. Chủ tịch Lý, Diệp Phàm sẽ chút giận lên An Lôi chứ? Thôi Minh Khải lộ ý cười. Điều này khó nói, bình thường thì không thể nhưng chưa biết chừng hắn cầm đơn đi tìm Hà Chấn Nam, nghe nói cục công an thành phố đã tới mức không có gạo cho vào nồi rỗng nữa rồi. Còn nợ người ta gần 3 triệu, sao ăn được cái Tết này đây, hơn 1000 cảnh sát đang dương mắt trông mong, hơn nữa các cán bộ dưới huyện thị hình như cũng cả mấy ngàn người. Danh vọng của Diệp Phàm có thể sẽ xuống dốc không phanh. Cho dù thế nào hắn chắc chắn phải lấy được số tiền này. Lý Quốc Hùng đa mưu túc trí, nhìn Thôi Minh Khải một cái cười. Còn về áp dụng phương pháp gì thì khó nói lắm. Mèo có cách của mèo, chó có cách của chó.
có thể ngồi vào vị trí này thì không phải là một người tầm thường. Ha ha, đây là Hà Chấn Nam ngầm chỉnh hắn. Thôi Minh Khải cười nói, liếc nhìn Lý Quốc Hùng một cái. Không biết hiệu quả chấn chỉnh như thế nào, nếu ép quá thì cũng không tốt. Việc này vẫn chưa xong, Từ Lâm và Trung Nhất Minh không dễ bị bãi nhiệm đâu. Lý Quốc Hùng gật gật đầu. Chúng ta có nên giúp hắn một tay không? Tại hội nghị thường vụ đưa việc này ra, nhân cơ hội chỉnh ả An Lôi, cũng quá kiêu ngạo rồi. Diệp Phàm là người ngoại lai nên cô ta chẳng thèm để vào mắt, dù sao thì trên tờ giấy kia còn có chữ ký của chủ tịch thành phố Lý mà. Thôi Minh Khải có vẻ tức giận nói. Cô ta luôn như thế, nói ra chủ tịch thành phố như tôi cũng thấy xấu hổ, một cục tài chính nhỏ mà nắm cũng chẳng xong. Đã như vậy chỉ cần Diệp Phàm chịu ra tay chúng ta không ngại liên hợp với Thái Chí Dương cho An Lôi một bài học. Mặc dù lực lượng của chúng ta còn kém Hà Chấn Nam nhưng Chu Ngọc Minh trước đều đi theo chủ tịch thành phố cũ Đoàn Hải Thiên. Từ khi Đoàn Hải Thiên đi rồi thì không tỏ thái độ theo ai, gần đây có vẻ trầm mặc cũng có thể lần này Diệp Phàm chính là biến số. Nếu có thể đưa phó chủ tịch thành phố ủy viên thường vụ Chu Ngọc Minh này về phía chúng ta hoặc liên minh lại thì lực lượng của chúng ta sẽ mạnh chưa từng có. Thời kỳ độc đoán của Hà Chấn Nam chắc chắn không còn. Lão thôi, anh xem mặc dù tôi tới Ngư Đồng không lâu nhưng tôi thực sự muốn làm chút chuyện. Làm quan một lần, làm người một đời, đã tới Ngư Đồng rồi thì cũng phải lưu giữ lại điều gì đó chứ. Lý Quốc Hùng có chút cảm thán, trong cảm thán còn có chút phẫn nộ. Ừ, kể ra Hà Chấn Nam cũng thật hống hách, những đề nghị tương đối hợp lý của chúng ta nhưng không hợp ý ông ta đều bị phủ quyết hết. May ủy ban nhân dân thành phố có hai người chúng ta phối hợp mới đảm bảo có khối địa bàn, bằng không ngay cả việc của ủy ban nhân dân thành phố cũng đều bị ông ta nắm toàn quyền. Các lãnh đạo tầng cao ở trung ương kêu đảng quản ngũ quan, nhưng Hà Chấn Nam chẳng những muốn quản ngũ quan, chỉ cần chỗ nào có lợi thì ông ta đều muốn nhúng tay vào. Một An Lôi đã đứng ngồi chẳng yên rồi, cái gai này mà không nhổ đi, túi tiền sẽ bị siết chặt, làm gì cũng chẳng thuận tay. Tôi tốt xấu gì cũng là phó chủ tịch thường trực thành phố phụ giúp anh quản lý tài chính, người phụ nữ An Lôi kia lợi hại lắm, khoản tiền 100 ngàn của tôi đã được phê đến cục tài chính rồi nhưng vẫn chẳng thể lấy được tiền. Hà Chấn Nam lẽ nào quản cả cái chuyện 100 ngàn còn con này, có lẽ khoản tiền nhỏ này là do An Lôi đè lại không chịu nhả ra thôi, đây chính là lộ rõ quyền uy của bí thư. Quyền uy của bí thư chúng ta đều biết, anh ta đại diện đảng, đại diện tổ chức. Nhưng, đảng cũng có nói. Có tập trung cũng phải có dân chủ, ở thời đại của Hà Chấn Nam, chỉ có tập trung mà không có dân chủ. Thôi Minh Khải tương đối tức giận, liếc nhìn Lý Quốc Hùng, cười nói. Cho nên, Diệp Phàm mà không lấy được 5 triệu thì cũng bình thường thôi, nhưng, phân lượng của hắn so với tôi, e là còn nhẹ hơn một chút. Lão Lý, nếu có cơ hội, anh có làm không? Làm. Lý Quốc Hùng đột nhiên đập bàn một cái, hung hăng dí tắt điếu thuốc đang cháy trong tay. Gọi điện cho Lão Thái đi, chuyện Diệp Phàm ắt hẳn là ông ta cũng đang chú ý. Không riêng gì ông ta, lẽ nào Chu Ngọc Minh lại không nhìn chằm chằm, chỉ làm việc một mình nên ở hội nghị thường vụ thành ra thứ trang trí, ngay cả một cái giám cũng chẳng dám thả, sống như thế đúng là mất mặt. Ngay phó bí thư phân quản ủy ban kỷ luật Vu Chí Hải lúc nào cũng nghiêm mặt không lên tiếng, cũng ít khi bầu phiếu cho ai. Hà Chấn Nam cũng quen với người này rồi. Tôi hơi lạ là Vu Chí Hải về Ngư Đồng cũng được mấy năm rồi, chẳng làm ra được chuyện gì, vậy danh hiệu phó bí thư treo trên đầu ông ta dễ làm gì. Chuyện dám gì cũng chẳng làm, lời dám gì cũng chẳng nói, kiến nghị dám gì cũng chẳng có, lẽ nào ông ta thực sự đã tới mức thanh tâm quả dục cái tâm trong sạch và ít ham muốn. Vậy chi bằng xuất ra làm cửa Phật làm hòa thượng cho tiêu dao tự tại, tội gì mà mặt mày đau khổ ngồi ở hội nghị thường vụ hóa ngu hóa ngốc. Thôi Minh Khải vô cùng nghi hoặc khó hiểu, lắc đầu hớp ngụm trà. Lão thôi, đừng vội, nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng đó là lúc nhỏ, lớn rồi mà vẫn không tư lợi, cái đó thì không thể nào. Có lẽ, Vu Chí Hải đang tìm kiếm cơ hội, trong thời đại của Hà Chấn Nam ông ta không muốn gây chuyện, đó là vì ông ta chưa phát hiện được bước ngoặc. Nếu xuất hiện bước ngoặc, có lẽ ông ta sẽ rét ai không nhân nhượng. Xếp hạng của ông ta trong đảng cũng không thấp. Nếu như mà đã muốn ngáng rồi thì có thể là đồng chí bí thư Lão Hà đừng có mà hy vọng nữa. Lý Quốc Hùng cười gượng một tiếng, lại nói. Hơn nữa, chúng ta phải giúp Diệp Phàm gây rối một chút, nhưng cũng phải tìm cơ hội mới đúng. Không thể vừa bắt đầu đã giúp hắn,
như vậy lộ rõ chúng ta quá yếu, phải để cho hắn biết chúng ta lực lượng chúng ta không nhỏ. Phải để hắn cầu đến chúng ta, như vậy mới càng thể hiện có sức mạnh. Có những cái, anh đưa lên tận miệng người ta không cần, còn nếu phải cầu chúng ta thì lại khác. Thế nào, lão Chu, gần đây sống thoải mái không? Ha ha ha. Đoàn Hải Thiên cười thoải mái trong điện thoại. Thoải mái, hai. Phó Chủ tịch thành phố, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Ngư Đồng Chu Ngọc Minh trong lời nói có chút chua xót. Lão Chu, anh vẫn chưa lựa chọn được à, tôi đã đi rồi, anh cũng không cần phải cố chấp. Nếu không hợp với Hà Chấn Nam, thì theo Lý Quốc Hùng cũng không tệ, hình như Thái Chí Dương cũng hơi động lòng rồi. Hợp tác hay không hợp tác với Thiết Chiêm Hùng cũng được, dù sao thì cũng chẳng được mẹ yêu nhiều bằng một tổng tư lệnh như anh. Đoàn Hải Thiên dù nói rời khỏi Ngư Đồng mấy tháng, nhưng cũng luôn chú ý đến bên này. Dù nói Đoàn Hải Thiên đến thành phố Thủy Châu tỉnh Nam Phúc đảm nhiệm chức bí thư, vừa mới vào bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng Đoàn Hải Thiên vẫn không thoải mái với Hà Chấn Nam hống hách. Trong khoảng thời gian ở Ngư Đồng, chưa có lần này qua được uy phong của Hà Chấn Nam, Đoàn Hải Thiên trong lòng vẫn khó chịu, luôn cảm thấy tiếc vì chuyện này. Lão Đoàn, anh vỗ mông đi rồi, hại tôi chỉ có một mình. Hiện nay tuy Lý Quốc Hùng và Thái Chí Dương đều chĩa cành ô liu về phía tôi, nhưng tôi vẫn đang xem đã. Dù sao tôi cũng là người Ngư Đồng, không giống anh, thực sự không muốn vỗ mông chạy lấy người, cho dù là thăng chức cũng vậy. Chắc hẳn Hà Chấn Nam đang nhìn thấy vị trí của anh cũng đỏ mắt hộc máu đó. Y thế mạnh, hống hách thì có cái dám gì, lão Đoàn anh giờ là quan lớn cấp phó tỉnh, hơn nữa còn có cái ủy viên thường vụ. Hà Chấn Nam y... Nhảy qua nhảy lại nhiều năm không phải cứ luôn khoe khoang tổng sản lượng kinh tế thành phố Ngư Đồng xếp thứ tư toàn tỉnh, cái vị trí bí thư của y cũng phải được vào thường vụ gì đó. Nhưng, hình như ở tỉnh chẳng ai để ý gì đến y, tuy nhiên, gần đây ở tỉnh có đồn phong phanh, có lẽ 1-2 năm nữa, bí thư thành ủy thành phố Ngư Đồng cũng có khả năng được vào thường vụ. Chu Ngọc Minh nói, thế này đi lão Chu, tôi giới thiệu với anh một người. Đoàn Hải Thiên đột nhiên nói. Ai? Chu Ngọc Minh giật mình, hỏi. Thành phố các anh không phải có một bí thư đảng ủy công an mới tới. Đoàn Hải Thiên nói. Anh đang nói Diệp Phàm, hắn, hơi non một chút. Chu Ngọc Minh hơi có vẻ chần chừ, miệng nói, trong lòng lắc đầu. Non, lão Chu, anh đừng để cái vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. Đoàn Hải Thiên cười nói. Không thể đâu, hôm qua hắn mới đến cục công an thành phố. Ở cửa lớn bị một con đứa nhỏ dùng trứng gà ném vào, giận không chịu được. Sau cơn tức giận, lại lớn tiếng tuyên bố, nói trong nửa năm sẽ phá thảm án 88, không phá được sẽ cởi quân phục cảnh sát gì đó. Anh xem, biểu hiện tương đối thiếu chính chắn. Các quan trong thể chế đều hiểu, nói gì cũng đều để lại chút đáy, có 7 phần chỉ nói 2, có 10 phần nắm chắc cũng chỉ nói thành 5 phần. Mũ quan có nền móng vững chắc thì mới có điều kiện ổn định lên cao. Một câu nói, mà đã bước anh vào đường chết rồi. Trong nửa năm, lão Đoàn à, phá án thế nào đây? Thảm án 88 lúc trước cả Bộ Công an và Sở Tỉnh kết hợp điều tra 2 tháng, cuối cùng để lại cho Cục Công an thành phố 2 triệu chi phí ăn ở, chứ chẳng tìm được cái manh mối rắm gì. Cuối cùng nghe nói nắm vài người bị tình nghi chịu tội thay. Nhưng, hình như bị người ta lôi ra sạch rồi, ngay cả chuyện này cũng chẳng làm được. Diệp Phàm hắn nghe nói mới 23 tuổi, câu này mà sao cũng nói ra được chứ? Chu Ngọc Minh nói, có chút tức giận. Cái gọi là quyết đoán mà cũng không hiểu sao, lão Chu, anh với tôi đều qua tuổi thanh niên phải trả một cái giá, chuyện này anh với tôi đều hiểu. Nhưng những người trẻ tuổi bốc đồng cũng là điều kiện chuẩn bị làm nên chuyện lớn, anh xem, trầm ổn cũng tốt, nhưng có thăng quan được nhanh như người ta không? Lúc trước tôi gọi cậu ta đi đảm nhiệm bí thư khu kinh tế mới Hồng Liên kiêm chức thành phố Thủy Châu phó chủ tịch thành phố, hắn cũng cố gắng chạy, thuyết phục được 2 ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lúc đó ở hội nghị thường vụ tỉnh tôi cũng ra sức ủng hộ hắn, nhưng thực lực hơi mỏng. Khu kinh tế mới Hồng Liên bên đó không thông được. Vốn tôi định gọi cậu ấy lên Thủy Châu trông coi cục xây dựng cho tôi trước, biết trong lòng cậu ta hơi không muốn. Không thể ngờ. Trong nháy mắt người ta đến thành phố Ngư Đồng đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an, hơn nữa, còn được vào thường vụ. Hôm đó uống rượu với Trần Quân bạn trai con bé Hạnh Nhi, trong lúc vô ý, tôi mới biết được, sau lưng của thằng nhóc đó cũng hơi chói mắt đó.
Đoàn Hải Thiên cố ý dừng một chút, chọc khẩu vị của Chu Ngọc Minh. Chu Ngọc Minh đương nhiên hiểu, giả bộ bình tĩnh, hỏi. Kẻ sau lưng cái gì, lão Đoàn, đừng có nhà thơ lửng lơ nữa được không? Bạn gái của Diệp Phàm chính là Phượng Khuynh Thành, cháu giá của ông cụ Phượng ở Bắc Kinh đó. Đoàn Hải Thiên phán một câu. Chu Ngọc Minh lập tức tâm thần chấn động, trầm ngâm hồi lâu mới thở dài nói. Khó trách, mới 23 tuổi đã là ủy viên thường vụ, quan lớn cấp phó giám đốc sở. Người như vậy, đến Ngư Đồng thì chắc Hà Chấn Nam gặp bất hạnh rồi, ha ha ha. Chương 1123, cái này cũng dám bán. Ha ha, thế nào hả anh Chu, lẽ nào anh muốn cả đời ở thành phố Ngư Đồng đấy? Cho dù là muốn ở thì lẽ nào chỉ muốn làm một phó chủ tịch thường trực thành phố chẳng có thực quyền gì, lẽ nào không muốn làm chủ tịch hoặc bí thư thành ủy, để lại tiếng thơm cho trăm họ hay sao? Anh bây giờ cũng không được như ý, ở bên chính quyền thành phố thì cũng bị Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải phân chia hết quyền lực rồi. Hiện nay anh được phân công quản lý cái gì nào, chắc chắn toàn là những cơ quan rác rưởi mà hai tên kia cùng đám người của Hà Chấn Nam để thừa lại. Đoàn Hải Thiên nói không nể nang gì. Mục đích cũng là muốn đưa Chu Minh Ngọc lại phía Diệp Phàm. Ừ, nhưng anh cũng biết đấy, hồi trước anh còn ở đây thì tôi vẫn còn sống được, đơn vị được phân công quản lý cũng không tồi. Anh vừa đi, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Tôi là thường vụ thành ủy, nhưng đơn vị được quản lý lại không bằng những phó chủ tịch không nằm trong thường vụ, nào là cục giáo dục, cục gia súc gia cầm, cục tôn giáo, toàn những thứ rác rưởi. Đến bây giờ, bảo phát triển khoa học giáo dục chấn hưng đất nước. Trung ương ngày càng coi trọng giáo dục, kinh phí cũng không ít, thì lại chiếm lấy luôn cục giáo dục của tôi, để lại toàn những thứ cho chết. Muốn hợp tác cũng được, anh đã nói thế, chỉ cần Diệp Phàm tìm tôi sẽ bắt tay với cậu ta. Chu Ngọc Minh cũng có chút động lòng, bởi uy danh của ông cụ Phượng ở Bắc Kinh quá lớn, nếu liên kết với Diệp Phàm mà có thể bám được vào Phượng gia thì cũng không phải là một việc tồi. Cậu Diệp Phàm này, anh đừng thấy cậu ta còn trẻ, nhưng rất có khí chất lãnh đạo. Hợp tác với cậu ta anh phải nhún mình một chút, sau này tuyệt đối không thiệt. Đoàn Hải Thiên nói, làm trợ thủ cho cậu ta là được chứ gì, gọi là theo đuôi cũng được, ha ha. Chu Ngọc Minh hóm hỉnh nói, không nói linh tinh nữa, tôi đã nói chuyện của anh với cậu ta rồi, có lẽ không lâu nữa cậu ta sẽ liên hệ với anh. Anh phải nhún nhường một chút, đừng có khiến cậu ta sợ chết khiếp thì lại sôi hỏng bỏng không. Cả đời người cơ hội không nhiều, thoáng chốc đã qua mất. Phải nắm bắt lấy anh Chu ạ. Tôi chỉ nói đến thế thôi, cần làm thế nào anh tự quyết định. Diệp Phàm cũng không phải người quá cao ngạo, tính tình khiêm tốn, hơn nữa, rất chân thành. Con rể tôi còn đối xử với cậu ta tốt hơn với tôi nhiều. Đoàn Hải Thiên dập điện thoại. Ôi! Chu Minh Ngọc thở dài, ánh mắt nhìn ra xa xăm. 4 giờ chiều, Lưu Đông Phong lại quay lại. Lần này quay lại mặt càng đỏ hơn, nhìn thấy Diệp Phàm liền mở miệng luôn. Tức chết đi được, tôi đem chứng từ tài khoản ngân hàng của Cục Tài chính tìm An Lôi, không ngờ chị ta lại lên mặt với tôi. Nói là Cục Công an của chúng ta lợi dụng quyền hạn làm trái pháp luật, vô cớ đi điều tra tài khoản của Cục Tài chính, chị ta sẽ phản ánh với lãnh đạo thành phố, cuối cùng còn bảo sẽ tố cáo chúng ta, con mụ này, thật tức chết đi được. Lưu Đông Thăng tức giận văng tục, thấy Diệp Phàm nhíu mày lại, ngượng ngùng nói. Xin lỗi bí thư Diệp, tôi tức quá hồ đồ rồi. Ra tòa và chuyển tiền xuống là hai chuyện khác nhau, ít nhất chứng minh trong tài khoản của Cục Tài chính vẫn còn tiền. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Chứng minh thì cũng vô dụng, chị ta lại bịa ra một lý do khác, nói là tiền trong đó là của người khác, người ta sớm đặt sẵn rồi. Tôi cũng không có cách nào khác, lẽ nào lại đi đập bàn với chị ta. Sau đó bị tôi bám lấy bực mình quá, chị ta liền trốn vào nhà vệ sinh chẳng thèm ra nữa. Một thằng đàn ông như tôi. Lẽ nào lại chạy vào trong nhà vệ sinh nữ, hừ. Lưu Đông Thăng giận dữ nói, nhưng thực ra là đang cố diễn kịch, Diệp Phàm sao lại không nhìn ra chứ? Cục trưởng An, số tiền của Cục Công an khi nào có thể rót xuống? Diệp Phàm bực mình, đích thân đến Cục Tài chính, nhìn An Lôi đang ngồi trên ghế xoay ở đối diện. Người đàn bà này cũng rất cao ngạo, thấy Diệp Phàm vào vẫn ngồi im trên ghế, không hề có ý đứng dậy tiếp Diệp Phàm, chỉ lấy tay ra hiệu mời Diệp Phàm ngồi. Dáng vẻ của lãnh đạo bề trên. Bí thư Diệp, tôi đã nói với Lưu Đông Thăng ở cục của anh rồi, tiền trong tài khoản đó là của người khác, tôi không dám động vào, nếu người ta đến lấy thì tôi biết ăn nói với người ta thế nào. Người bất tín thì không tồn tại được,
Câu này cũng là một trong những quy tắc làm việc, làm người, chắc là anh biết. An Lôi liếc Diệp Phàm một cái, vẻ mặt thản nhiên nói. Của người khác, chị nói xem, là của ai? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Cái này bảo mật, tôi cũng không dám nói linh tinh. Các anh là công an, hiểu rõ việc bảo mật mà, ha ha. An Lôi cười, bộ dạng như mụ yêu tinh, chị ta vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tình cảnh khó khăn của cục công an thành phố tôi cũng biết, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền rót xuống, nhưng không thể nào trước cuối năm được, có lẽ nhanh nhất cũng phải sang đến tháng tư. Cũng chẳng có cách nào khác, gần đây bao nhiêu người đến đòi tiền. Cái ghế của chị rất vững chãi thì phải. Diệp Phàm gõ gõ xuống bàn, nói đầy ẩn ý. Cái ghế này của tôi làm bằng gỗ đỏ đặc biệt, rất vững chắc. Hơn nữa, cũng ngồi được 2 năm rồi mà chẳng có ai mù mà dám động vào. An Lôi liếc Diệp Phàm một cái, không hề sợ hãi trước lời uy hiếp của Diệp Phàm. Hơn nữa còn nhân tiện châm biếm Diệp Phàm. Vậy sao, ha ha. Diệp Phàm đứng dậy, đập nhẹ vào cái ghế của An Lôi một cái rồi đi. Đằng sau hắn, vẻ mặt của An Lôi trầm hẳn xuống. Bí thư Hà, số tiền 5 triệu mà không rót xuống, lẽ nào bắt cả cục công an đi ăn không khí hay sao? Diệp Phàm ngồi trên chiếc ghế đối diện với nhân vật số 1 của thành phố Ngư Đồng, mỉm cười hỏi. Có chuyện đó sao? Để tôi hỏi xem. Hà Chấn Nam vẻ mặt ngạc nhiên, trực tiếp gọi điện thoại cho An Lôi, một lúc, vẻ mặt có chút khó coi, thở dài một cái, nói. Cục tài chính cũng có cái khó, gần đây thành phố có mấy hạng mục công trình, tiền rót hết vào đấy rồi. Kinh phí mới lại chưa về kịp, thế này đi đồng chí Diệp Phàm, nếu không còn cách nào khác thì tôi lấy 100.000 từ quỹ bí thư của tôi ra rót cho các anh, dù sao cũng phải để cho các đồng chí cảnh sát ăn Tết chứ. 100.000, nhiều quá, thôi đi vậy, để tôi đi hỏi chỗ khác vậy. Diệp Phàm mỉm cười đáp rồi đi ra khỏi phòng. Hừ, chưa ngồi ấm chỗ đã đòi tinh tướng, đây là địa bàn của Hà Chấn Nam này. Nhìn bóng Diệp Phàm đi ra, Hà Chấn Nam hừ nhỏ. Địa bàn của ông, vậy tôi đến để cướp đây. Không ngờ tai Diệp Phàm rất thính, nghe thấy ông ta nói vậy, thầm hừ nói. Biết là Hà Chấn Nam đang giao uy với mình, bảo mình phải ngoan ngoãn đi theo ông ta, đây là thiên hạ của Hà Chấn Nam. Lẽ nào Hà Chấn Nam có liên quan đến thảm án 88, cố ý dùng tài chính để hạn chế cục công an triển khai công tác? Không có kinh phí, tiền xăng dầu còn không có thì triển khai phá án thế nào được nữa? Diệp Phàm đột nhiên thầm nghĩ. Vừa bước vào văn phòng, thấy trên bàn có một tờ báo, dở ra xem, phát hiện ra lời tuyên bố nửa năm phá án và cảnh trứng gà ném đầy người ngày hôm qua không ngờ đã lên trang nhất của Nhật báo Ngư Đồng. Ngay cả bức ảnh cũng rất chân thật, thậm chí còn nhìn thấy rõ cả sao sao vạch vạch, chỉ có điều là màu đen trắng mà thôi. Diệp Phàm thậm chí còn nghi ngờ tòa soạn báo này đã mời chuyên gia nhiếp ảnh tầm cỡ quốc tế về chụp ảnh này. Được lắm, mấy người đang ép tôi phải không? Diệp Phàm mỉm cười, gọi Lưu Đông Thăng và An Vệ Dân vào trong văn phòng. Cục công an của chúng ta còn có bất động sản nào khá không? Diệp Phàm đưa ra 2 điếu thuốc, hòa nhã hỏi. Bất động sản. Lưu Đông Thăng miệng lẩm bẩm, trong đầu đang lục lọi thông tin về thứ này. Thứ có thể bán được cũng được. Diệp Phàm nhắc thêm. Một lúc sau, An Đông Dân vẻ không dám chắc, nói. Cục chúng ta ngoài bãi tập bắn và xe cảnh sát ra thì chẳng còn thứ gì đáng tiền cả, lẽ nào lại đem trụ sở làm việc này đi bán, mà có bán cũng chẳng ai dám mua. Ừ. Lưu Đông Thăng cũng nói chen vào. Ha ha. Hình như phía trước trụ sở làm việc của chúng ta có một bức tượng rất lớn, là đồng nguyên chất phải không? Diệp Phàm mỉm cười hỏi. Vâng, tượng đó là tượng Lâm Tắc Từ, mấy năm trước đồng bào Hoa Kiều ở hải ngoại gốc thành phố Ngư Đồng chúng ta quyên tặng. Gia đình đó cũng họ Lâm, gia chủ tên là Lâm Hào Đống, là người giữ cổ phần khống chế của tập đoàn Thái Mậu Hồng Kông, gia sản không dưới 200 triệu. Ông ta nói rằng 500 năm trước là người một nhà với Lâm Tắc Từ. Còn mời chuyên gia điêu khắc tượng nổi tiếng thế giới tiến hành đúc, nặng 15 tấn, dùng đồng tinh khiết, nên nhìn bề ngoài óng ánh như là vàng vậy. Hồi đó nghe nói tiêu hết hơn 3 triệu, điêu khắc tinh xảo. Do cục công an thành phố giúp Lâm ra tìm được một người thân đã bị mất tích, nên ông Lâm cảm kích, quyên tặng. Hôm khánh thành tượng đích thân phó chủ tịch thường vụ tỉnh Lâm Phong đến cắt băng khánh thành, báo tỉnh báo thành phố đều đăng, vô cùng long trọng. An Vệ Dân nói rất rõ ràng. 3 triệu, cũng rất có giá,
lập tức ra thông báo, nói là cục công an thành phố chuẩn bị bán tượng đồng Lâm Tắc Tử ở trên bãi cỏ, sáng ngày mai tiến hành đấu giá ở ngay tại hiện trường. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Bán tượng đồng. Lưu Đông Thăng và An Vệ Dân đều trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ cái này cũng dám bán, thật là to gan. Tôi từng nói đùa sao? Lập tức làm, thông qua mọi con đường tuyên truyền, thanh thế càng lớn càng tốt. Tôi hy vọng sáng mai là có thể đấu giá xong tượng đồng, sắp nghỉ Tết rồi, không thể bạc đãi anh em chiến sĩ được. Việc này làm không xong hai anh cũng nên nghĩ xem có nên chuyển chỗ không. Tôi thưởng phạt nghiêm minh, làm tốt có thưởng. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng. Hai người vẻ mặt ngơ ngác đi ra. Chủ nhiệm An, việc này phải làm thế nào, rơi xuống đầu chúng ta rồi. Cái tượng đó không thể bán được, còn mở buổi bán đấu giá, chẳng phải để ai cũng biết sao. Sau này Phó Chủ tịch Lâm mà trách thì hai chúng ta cũng không chạy nổi. Lưu Đông Thăng mặt xám xịt. Làm đi, không làm chúng ta lập tức sẽ phải chuyển chỗ. Bí thư Diệp tức giận, chúng ta mà không làm xong việc này thì cái ghế này cũng đi tong. An Vệ Dân sắc mặt cũng xám xịt. Ôi, tôi lập tức về tổ chức người đi thông báo, anh có người quen ở đài truyền hình không, lên phát trên đài truyền hình thì ai cũng biết. Lần này xui xẻo thật, không chết thì cũng vỡ mặt. Lưu Đông Thăng nghiến răng nói. Chương 1124, phải dạy bảo người đàn bà này mới được. Hai người vội vàng đi. Chị Mai, tôi cần chị giúp. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Mai Phán Nhi. Giúp gì vậy, cậu ở Ngư Đồng, tôi ở Thủy Châu, muốn giúp cũng chẳng được. Mai Phán Nhi nói như châm biếm. Công ty truyền thông Giang Nam chắc cũng rất có thế lực ở Việt Đông phải không? Diệp Phàm hừ nói. Đúng vậy, công ty Giang Nam không chỉ giới hạn trong phạm vi Giang Nam mà ảnh hưởng ở phía Nam cũng rất lớn. Mai Phán Nhi trở nên đắc ý, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Sốt của cậu muốn làm gì, lại định bảo tôi tuyên truyền miễn phí hả, lần này không được, lần trước đã giúp cậu rồi, lần này phải thu phí. Thu phí, được thôi, đến lúc đó tôi đi cày, gieo thêm ít hạt chỗ chị là được. Diệp Phàm cười nói. Đáng ghét. Mai Phán Nhi mắng một câu, mặt đỏ lên, hơn nữa, nghĩ đến sự mạnh mẽ của Diệp Phàm, đột nhiên lại nóng bừng người lên. Xem ra nữ cũng giống nam mà thôi. Cục chúng tôi bây giờ đang. Diệp Phàm nói ra một lượt. Cậu định làm cho Hà Chấn Nam xem phải không, nhưng cái chị An Lôi kia có phải rất xinh đẹp, cậu muốn ép chị ta phải ngả vào lòng cậu phải không? Mai Phán Nhi cố ý hừ nói. Cũng chẳng phải xinh đẹp lắm, bình thường thôi, hơn nữa tôi cũng nào dám có tâm tư đó, chị chẳng phải sẽ xé xác tôi ra sao? Diệp Phàm cười nói. Nhìn cái bộ dạng đấy, tôi có thể làm gì được cậu chứ, lần nào cũng là cậu làm tôi đấy chứ, hừ. Mai Phán Nhi buột miệng nói ra, nói xong mới cảm thấy không được thích hợp lắm, nhưng cũng rút lại được nữa, lập tức thay đổi chủ đề. Vậy được, tôi lập tức bố trí mấy người xuống, đảm bảo ngày mai sẽ có phóng viên xuống phỏng vấn tại hiện trường, hơn nữa, cậu muốn tin này sáng mai lên báo hả? Đương nhiên, sáng sớm mai tôi hy vọng có thể đăng trên tờ báo nào có sức ảnh hưởng một chút để tuyên truyền. Chưa biết chừng người đến sẽ còn đông thêm, tượng của tôi cũng sẽ bán có giá hơn. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Quỷ mới tin được cậu. Mai Phán Nhi cười hi hi. Không tin thì thôi. Diệp Phàm nói. Báo Đô Thị Châu Giang thế nào? Mai Phán Nhi cười nói. Quyết định như vậy đi. Nếu báo tỉnh Việt Đông mà chịu đăng thì sức ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn nữa. Cái này có chút khó khăn, nhưng... Mai Phán Nhi cố ý trêu Diệp Phàm. Tôi biết chị lại nói điều kiện rồi, nói đi, ai bảo tôi xui xẻo rơi vào tay chị chứ? Diệp Phàm vẻ mặt khổ sở hừ nói. Được, mụ An Lôi đó cũng thật chẳng ra gì, phải dạy cho mụ ta một trận mới được, nhưng như vậy cậu sẽ đắc tội lớn với Hà Chấn Nam, sau này ở Ngư Đồng mà không được sự ủng hộ của Hà Chấn Nam thì sẽ không dễ sống đâu, ha ha ha. Mai Phán Nhi sung sướng trước sự đau khổ của Diệp Phàm. Chồng chị xui xẻo mà chị còn cười tươi như vậy được sao, muốn ăn đòn à? Diệp Phàm châm chọc. Hừ, ai là vợ cậu? Mai Phán Nhi hừ nói. Vậy thì là vợ bé vậy, ha ha. Diệp Phàm lại cười nói. Nhớ kỹ, lần này cậu nợ tôi, sau này việc để Bạt Diệp Thu giao cho cậu. Nghe nói cậu có nhiều mối quan hệ trong quân đội lắm. Mai Phán Nhi cuối cùng cũng để lộ mục đích của mình ra. Được.
Diệp Phàm cười gác điện thoại. Ha ha, em An, em đã khiến bí thư Diệp Phàm của chúng ta tức thổ huyết rồi. Phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật Mã Bách Sinh cười lớn. Thì đã sao, mấy người có biết hắn ta uy hiếp tôi thế nào không? An Lôi tức giận nói. Uy hiếp cô, thật sao? Phó cục trưởng cục công an thành phố đã bị Diệp Phàm khai trừ, Từ Lâm vẻ mặt kinh ngạc, đương nhiên là đang muốn kích động An Lôi đối kháng mạnh hơn nữa với Diệp Phàm. Lại còn không hay sao, người ta là công an, lại còn cười hì hì đập ghế của tôi nói, cục trưởng An, cái ghế của cô phải ngồi cho vững. Ý gì chứ, các anh còn không rõ hay sao? An Lôi vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy cô trả lời thế nào? Lẽ nào sợ rồi? Từ Lâm cố ý hỏi. Sợ hắn, hắn là cái thá gì? Lúc đó tôi hừ nói, cái ghế của tôi rất vững, chẳng có thằng nào mù mà đụng vào đấy cả. Ha ha ha. An Lôi cười lớn, liếc Từ Lâm một cái, nói. Nghe nói hai người bị Diệp Phàm trước mặt mọi người khai trừ rồi à? Ôi, sau này chẳng có chỗ nào mà đi rồi. Em An, định cười chúng tôi sao? Khai trừ, tên Diệp Phàm đó vẫn chưa ghê gớm đến mức đó được. Tôi sẽ bắt hắn phải khóc lóc đến xin tôi quay về. Lâm Từ lập tức trả đũa. Chỉ giỏi nói mồm thì có tác dụng gì chứ? An Lôi hừ nói. Đừng sợ Từ Lâm, cậu và Trung Nhất Lâm mà không có cách nào nữa thì chuyển sang Ủy ban Chính trị Pháp luật đi, để tôi xem tên họ Diệp đó có thể làm gì được các cậu. Mã Bách Sinh đột nhiên cao hứng, cứ như thể hắn ta là Hà Chấn Nam. Đến Ủy ban Chính trị Pháp luật, không đi, tôi muốn xem. Tên họ Diệp làm gì được chúng tôi? Từ Lâm hừ nói, vẻ mặt đanh lại. Trung Nhất Lâm không nói gì, thầm nghĩ anh có chỗ dựa đương nhiên không sợ, tôi có thể so sánh với anh được hay sao? An Lôi, đòn lần này của cô cũng thật là hiểm, kinh phí của Cục Công an thành phố bị cô giữ lại mấy tháng, có lẽ sẽ loạn hết cả lên. Diệp Phàm lớn tiếng nói nửa năm phá án, không có kinh phí thì phá án thế nào, e rằng đến lúc đó xe cảnh sát cũng phải lấy châu ra lôi đi. Mã Bách Sinh cười nói. Cho vào xưởng đúc thép cũng chẳng sao, ha ha ha. An Lôi cười đáp, ngực không ngừng rung lên, khiến Mã Bách Sinh không khỏi thầm nuốt nước bọt, thầm nghĩ mụ đàn bà này ngày càng dâm đãng, nhưng đây là hàng chuyên dụng của Hà Chấn Nam, người khác chỉ có thể thầm nuốt nước bọt mà thôi. Bí thư Hà có ý gì? Mã Bách Sinh cười hỏi. Bí thư Hà rất thông cảm với Cục Tài chính, nói là Cục Tài chính cũng có khó khăn. Bảo đồng chí Diệp Phàm khắc phục một chút, chẳng phải chỉ có 1-2 tháng hay sao? Hơn nữa bí thư Hà còn lấy 100.000 từ quỹ bí thư ra rót cho Cục Công an, nhưng tên họ Diệp đó không ngờ còn không chịu lấy. An Lôi hừ nói. Người ta chê ít, mẹ kiếp, không ngờ còn không nể mặt cả bí thư Hà. Từ Lôi hừ nói, ánh mắt cố ý dừng lại trên ngực An Lôi. An Lôi đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của mấy gã này, lại còn cố ý ưỡn ưỡn ngực. Khiến bộ ngực càng có vẻ to hơn. Phó Chủ tịch Chu, hồi còn ở Nam Phúc tôi đã nghe bí thư đoàn nói về ông, nói ông là một cán bộ tài năng. Ha ha! Diệp Phàm ngồi trên ghế sofa cười nói, vừa rồi đã xách hai chai rượu đi đến Chu gia. Ha ha, đều do anh đoàn nói linh tinh mà thôi, tôi già rồi, sao có thể so với các cậu được. Chu Ngọc Minh mỉm cười nói, liếc Diệp Phàm một cái, biết hôm nay hắn ăn phải cục tức. Chắc là đang tìm cách liên lạc với mình, muốn gây chút phiền phức cho Hà Chấn Nam trên cuộc họp thường vụ. Nghe nói Chu Văn công tác ở thành phố Việt Châu, dù sao cũng là tỉnh lỵ, rất tốt. Diệp Phàm cố ý khen, liếc Chu Văn ở bên cạnh một cái. Chiêu này là do Đoàn Hải Thiên mách cho, nói là con trai cả của Chu Ngọc Minh tên là Chu Văn, tốt nghiệp cao đẳng cảnh sát Việt Châu đã 2 năm rồi. Cậu ta muốn ở lại Việt Châu, nhưng Chu Ngọc Minh lại chẳng có chỗ dựa nào ở đấy. Sở công an tỉnh chẳng thèm nể nang gì ông ta. Hơn nữa, Chu Văn tốt nghiệp cao đẳng cảnh sát, văn bằng cũng chẳng có gì đặc biệt, lại chẳng có tài năng gì lớn, Chu Ngọc Minh đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa ăn thua. Chu Văn tuy đã ở lại Việt Châu nhưng lại bị nhét vào một khu ngoại ô, cách trung tâm thành phố hơn 1 giờ đi xe. 2 năm rồi, Chu Văn vẫn chỉ là nhân viên quèn, bạn gái lại làm việc trong thành phố, đòi Chu Văn phải nghĩ cách chuyển về sở. Nhưng Chu Ngọc Minh đã nghĩ nát óc mà vẫn không được như ý. Nghe nói bạn gái Chu Văn đã ra thông điệp cuối cùng, nếu vẫn không chuyển về thành phố thì sẽ chia tay. Nhưng bạn gái Chu Văn yêu cầu quá cao, không nhưng đòi quay về thành phố, còn yêu cầu phải lên được chức đội phó, điều này quả thực quá khó. Ôi! Chu Ngọc Minh liếc Chu Văn một cái, có chút bất lực,
biết là Diệp Phàm nói đến chuyện này thì đã sớm hỏi thăm cặn kẽ rồi, nên cũng không giấu giếm gì nữa, nói. Chỗ tốt gì chứ, đúng là ở Việt Châu thật, nhưng là ở ngoại ô, làm 2 năm mà vẫn là nhân viên quèn, chẳng có chức vụ gì cả. Ở Việt Châu tôi cũng chẳng làm gì được, đừng thấy tôi ở Ngư Đồng cũng có chút tiếng nói, nhưng vào đến Việt Châu thì chẳng ai thèm để ý. Tiếng nói con khỉ gì, ông tuy là phó chủ tịch thường vụ nhưng toàn quản lý mấy đơn vị rác rưởi. Diệp Phàm cười thầm, vỗ vai Chu Văn, nói. Thế nào Chu Văn, cố gắng lên, lãnh đạo không thích những người mềm yếu đâu. Bí thư Diệp, biết làm thế nào chứ? Có người thích Giang Linh, nên cố tình chèn ép tôi. Vốn dĩ có 2 lần có cơ hội đề bạt, năm ngoái, tôi đích thân bắt được một tên tội phạm bỏ trốn, được huân chương quân công hạng 2, cái thứ đó có lúc như báu vật, có lúc lại như rác rưởi. Chu Văn vẻ mặt chua chát. Giang Linh chắc là bạn gái cậu hả? Ai thích cô ấy? Nói nghe xem nào. Diệp Phàm giả bộ thản nhiên hỏi. Tên con trai khốn kiếp của Lão Đinh ở phòng nhân sự cục công an thành phố, mẹ kiếp. Chu Văn không kìm được nói tục một câu. Gã đó tên là Đinh Hỷ Căn, là trưởng phòng nhân sự công an thành phố Việt Châu. Tay này có con trai tên là Đinh Phong, mở một công ty ma gọi là công ty Sơn Thủy, lấy cái danh của bố hắn đi làm mấy trò cò mồi không mất tiền. Có lần Giang Linh đến tìm Chu Văn, bị Đinh Phong nhìn thấy, liền bám lấy. Giang Linh rất ghét tên này, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Nếu Chu Văn mà chuyển về cục thành phố, 2 người tổ chức xong thì có lẽ Đinh Phong sẽ không bám lấy nữa. Còn Đinh Hỷ Căn thì vẫn luôn ra tay chèn ép Chu Văn, lão còn ở đó thì Chu Văn đừng mở được đề bạt gì cả, càng không thể nào chuyển về cục thành phố được. Chu Ngọc Minh cũng có chút tức giận. Một tên trưởng phòng. Phó Chủ tịch Chu còn là cán bộ cấp sở cơ mà. Diệp Phàm có chút không hiểu. Nếu chỉ có lão thì tôi cũng xử lý được, nhưng phiền phức là Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Tôn Tuấn Đồng lại là thân thích của lão, hình như còn rất thân nữa. Mấy trưởng phòng trên tỉnh căn bản không dám nhận việc phiền phức này. Mấy Phó Giám đốc Sở còn lại tôi cũng đã đi tìm một vị, nhưng ông ta cũng không muốn vì Chu Văn mà đối đầu với Tôn Tuấn Đồng. Lên cao hơn thì tôi không liên hệ được. Người ta căn bản không gặp tôi, cũng chẳng có cách nào cả. Tôi cũng đã khuyên Chu Văn rồi, chuyển cả Giang Linh về Ngư Đồng là xong, nhưng nó không chịu. Hơn nữa, Giang Linh cũng không chịu về Ngư Đồng. Chu Ngọc Minh vẻ mặt buồn rầu nói. Chương 1125, xôn xao dư luận. Phó Chủ tịch Chu, tôi có ý này. Chẳng phải Đinh Phong có mở một công ty ma tên là công ty Sơn Thủy hay sao, chúng ta có thể bắt đầu từ đây điều tra. Chỉ cần nắm được chứng cứ, chưa cần tuyên bố ra, chỉ cần vứt bản sao chứng cứ đó lên bàn của Đinh Thủy Căn, lão ta tự nhiên sẽ phải biết điều. Cái này, nhưng đã kết oán với người ta, sau này Chu Văn muốn ở lại thành phố Việt Châu cũng khó. Chu Minh Ngọc vẫn có chút không yên tâm, từ điểm này Diệp Phàm có thể nhận thấy người này có lẽ theo chủ nghĩa trung dung. Bố, con không sợ, con đã sớm thu thập được một ít chứng cứ rồi. Chu Văn đột nhiên nói. Khóe mắt cũng có chút đỏ lên, xem ra anh chàng này cũng không ngốc, vì người đẹp cũng đã sớm chuẩn bị rồi. Con đưa cho bí thư Diệp xem đã rồi tính. Chu Minh Ngọc nhíu mày, nhưng cũng có vẻ đã có chút động lòng. Việc đại sự của con không giải quyết được, ông ta cũng vô cùng phiền muộn. Diệp Phàm dở đống tài liệu ra, một lúc sau cười nói. Không tồi Chu Văn, rất có tài đấy. Dựa vào đống tài liệu này, để bạt cậu lên làm đội phó không có gì là khó cả. Cái này cũng vô dụng, bây giờ toàn dựa vào quan hệ cả. Chu Văn vẻ mặt thiểu não. Nhưng cho dù Đinh gia chịu ngồi yên thì chuyện đề bạt Chu Văn lên làm đội phó vẫn chưa có hy vọng gì. Chu Minh Ngọc nói đầy ẩn ý. Việc này mà sớm nói thì có lẽ tôi đã giúp được, thật là đáng tiếc. Diệp Phàm cố ý lắc đầu. Ý cậu là chuyện giám đốc Sở Trần hôm qua xuống đây. Chu Minh Ngọc rất nhanh liền nghĩ ra, nhìn Diệp Phàm một cái, thăm dò. Bí thư Diệp và giám đốc Sở Trần chắc là có quan hệ, hơn nữa, quan hệ hình như cũng không phải tầm thường. Thực ra thì cũng vừa quen, nhưng, nếu Phó Chủ tịch Chu mà muốn đi một chuyến thì tôi cũng có giới thiệu được. Còn thành công hay không thì cũng khó nói. Diệp Phàm nói. Được. Ánh mắt Chu Minh Ngọc đột nhiên trở nên sắc lẹm, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói. Bí thư Diệp, nghe nói Cục Công an và Cục Tài chính có chút khúc mắc. Cũng không đến nỗi gọi là khúc mắc, nhưng An Lôi quá cao ngạo, tiền đã được Chủ tịch Lý phê duyệt rồi mà chị ta cũng không coi ra gì.
Nói ra cũng thật xấu hổ, tôi đích thân đi một chuyến mà người ta cũng không thèm nể nang gì. Diệp Phàm thản nhiên nói. Việc này ở thành phố của chúng ta cũng thường xảy ra. Nếu số tiền chủ tịch Lý phê mà vượt quá 1 triệu, An Lôi sẽ làm khó dễ một thời gian, cuối cùng, lãnh đạo bộ phận đó không chịu được, phải đi tìm Bí Thư Hà, Bí Thư Hà gật đầu một cái tiền sẽ được rót xuống, ha ha. Trò này họ diễn nhiều rồi. Chu Minh Ngọc đột nhiên nghĩ đến người đứng sau Diệp Phàm, đột nhiên vô cùng tự tin, nói ra bí mật trong này. Thủ đoạn hay thật, cứ như vậy, chủ tịch Lý sẽ thành bù nhìn, uy danh của Bí Thư Hà sẽ ngày càng tăng. Nói ra thì hôm nay tôi đến văn phòng của Bí Thư Hà cũng bị làm khó. Nhưng tính cách của tôi cũng rất ngang, ông có thể không nể mặt, nhưng cũng không được thái quá. Đều làm việc công cả, tôi nghĩ, phải chăng nên cho An Lôi một bài học. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Người đàn bà này, sớm đã có người muốn dạy cho cô ta một bài học rồi. Có lẽ Chủ tịch Lý và Phó Chủ tịch Thôi đều có chút không hài lòng. Ở thành phố này, Lý Thôi được người ta gọi là song tử tinh. Thực ra không chỉ có vậy, Bí thư Thành ủy Thanh Châu, La Bình, thuộc thành phố chúng ta cũng có quan hệ không tồi với Lý Quốc Hùng. Có lúc họp ông ta cũng ủng hộ Lý Quốc Hùng, nhưng đương nhiên chưa bằng quan hệ của Lý Thôi, chắc cũng có chút dây dưa vì lợi ích. Quan hệ kiểu này cũng không được bền vững, lúc nào cũng có thể thay đổi. Còn Bí thư Thái Chí Dương và Bí thư Thành ủy thành phố Thiên Đông, Phí Thủy Hương, hình như có quan hệ họ hàng xa, có lúc Thái Chí Dương ra tay, Phí Thủy Hương cũng ủng hộ một chút. Khiến Hà Chấn Nam cũng phải nể mặt. Nhưng cơ hội của bọn họ quá ít. Chu Minh Ngọc phân tích tình hình trong thường vụ. Ông ta biết, việc của con trai phải trông cậy vào Diệp Phàm. Quan hệ của Diệp Phàm và Giám đốc Sở Công an Trần Bố Hà không thể nào đơn giản như anh ta vừa nói, nếu không Giám đốc Trần cũng không đích thân đưa Diệp Phàm đến Cục Công an thành phố nhậm chức. Việc này rõ ràng là có ý tạo uy thế cho Diệp Phàm. Nếu quan hệ của hai người rất bình thường thì có quỷ mới tin được. Nhưng thực ra, Diệp Phàm lại đang nói thật, chỉ có điều là Trần Bố Hà nghĩ đến thân phận của Kiều Viên Viên nên mới làm như vậy. Trước mắt Trần Bố Hà vẫn chỉ là quyền giám đốc Sở Công an tỉnh, vẫn còn chưa được là chính thức. Ông ta cần sự ủng hộ của Thường vụ tỉnh ủy, mà trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Kim Thụ Dương lại có quan hệ thân mật với trưởng ban tổ chức Trung ương Kiều Viễn Sơn, Trần Bố Hà đương nhiên không thể bỏ qua. Việc đi cùng Diệp Phàm đến Ngư Đồng chẳng qua là để thể hiện thái độ với con rể tương lai của Kiều gia mà thôi. Vậy xem ra thế lực của Lý Quốc Hùng cũng không nhỏ, đã có 3 phiếu rồi. Tôi cũng lấy làm lạ, Lý Quốc Hùng sao lại không hợp tác cùng Thái Chí Dương, ít nhất cũng có 5 phiếu, tuy chưa thể có tác dụng quyết định trong cuộc họp thường vụ, nhưng nếu có thể lôi kéo thêm một vài người trung lập vào, phản kích Hà Chấn Nam 1-2 lần có lẽ là không khó. Diệp Phàm có chút khó hiểu. Khó. Trong 13 người của thường vụ, ít nhất phải lôi kéo thêm được 2 người nữa mới được. Tư lệnh quân khu Lô An Cương rất ít khi xuất hiện, bình thường họp thường vụ rất ít khi thấy mặt ông ta. Hơn nữa, người ta ở trong quân đội, bên quân đội cũng có chút chỗ dựa, cũng chẳng cần phải nể nang ai, tự làm việc của mình. Còn Phó Bí Thư Vu Phân quản ủy ban kỷ luật là người rất thận trọng, rất ít khi tham gia vào những tranh chấp nhân sự ở thành phố. Nói thật. Từ lúc chủ tịch đoàn đi thì tôi cũng im hơi lặng tiếng, trong cuộc họp thường vụ cũng sắp thành ông già câm đến nơi, ha ha. Chu Minh Ngọc cười, cũng không sợ mang tiếng. 9 giờ sáng ngày hôm sau, chỗ tượng Đồng Lâm Tắc từ trước cửa trụ sở Cục Công an thành phố rất náo nhiệt, suốt cả đêm, Lưu Đông Thăng và An Vệ Dân cũng đã phải tìm mọi cách, tin tức lan truyền đi rất nhanh. Mới sáng sớm trước cổng Cục Công an thành phố đã có người đến ngó nghiêng. Còn một vài phóng viên dường như cũng đánh hơi thấy tin sốt dẻo, vác theo máy quay, đợi ở dưới chân tượng Đồng. Lưu Đông Thăng và An Vệ Dân suốt đêm không ngủ, chạy như con thoi, cho người lau rửa tượng Đồng sạch bóng, còn phủ cả vải đỏ lên, nhìn qua rất có khí thế. Không biết ai hô to lên một tiếng, Bí Thư Diệp đến rồi, hiện trường đột nhiên ồn ào hẳn lên, hàng nghìn người tò mò ngẩng cổ lên chờ đợi giây phút trọng đại. Láo toét. Cùng lúc đó, Bí thư thành phố Ngư Đồng Hà Chấn Nam đập mạnh tay xuống bàn, khiến trưởng ban thư ký thành ủy Giang Ly Ly ở phía đối diện giật nảy mình. Bí thư Hà, lẽ nào anh ta dám bán tượng Đồng? Trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Khang Văn Sinh ngồi trên ghế sofa mặt không chút tình cảm gì, nói. Bán tượng Đồng, hắn có gan to bằng trời thì cũng không dám. Tượng Đồng đó đã được đích thân phó chủ tịch tỉnh Lâm Cát Băng khánh thành, người của Lâm gia ở Hồng Kông có thể bỏ qua cho hắn sao? Đúng là hoang đường.
Giang Ly Ly lắc đầu. Diễn kịch cho tôi xem mà thôi, định ép tôi đây mà. Cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ phải lập tức gật đầu cho An Lôi chuyển tiền xuống. Hắn cho rằng làm như vậy là có thể ép được tôi. Coi thường tôi quá đấy. Việc này cứ mặc kệ, chúng ta đợi xem hắn sẽ giải quyết thế nào, hừ. Hà Chấn Nam sắc mặt đanh lại. Đúng vậy, nếu chúng ta mà rót tiền xuống, sau này hắn càng được thể, nhất định sẽ lại dở trò làm khó chúng ta. Cứ như vậy thì khí thế của chúng ta sẽ bị mất hết, lại còn tạo cơ hội cho Lý Quốc Hùng nữa. Có lẽ lúc này Song Tử Tinh đang ngồi ở một góc nào đó cười thầm đây. Khang Văn Sinh dáng vẻ trầm tư nói. Việc này mọi người cứ coi như không biết, sau này mà có chuyện gì Phó Chủ tịch Lâm mà có tức giận hỏi xuống chúng ta cũng có cái mà ăn nói. Giang Ly Ly nói. Thông báo với trưởng ban Phan, tất cả báo tạp chí trong thành phố đều không được đăng tin tức này. Đài truyền hình cũng phải quản lý chặt. Hà Chấn Nam hừ nói, gõ nhẹ tàn thuốc lá. Như vậy thì ảnh hưởng cũng sẽ không lớn lắm, có lẽ khó mà đến tai Phó Chủ tịch Lâm được. Khang Văn Sinh có chút không hiểu. Đừng sợ, chúng ta không làm thì hắn cũng sẽ làm. Hà Chấn Nam đột nhiên nhếch mép cười. Trò khá lắm. Lý Quốc Hùng mỉm cười nói. Nhìn thì có vẻ náo nhiệt, chẳng qua là trò cười mà thôi. Bán tượng đồng thì sẽ mất ghế quan, Diệp Phàm ngốc vậy sao? Thôi Minh Khải lắc đầu, nhìn Lý Quốc Hùng một cái, cười nói. Chủ tịch, anh nói xem lão Hà có ngồi yên được không? Theo Lý mà nói thì ông ta hiện tại cưỡi hổ khó xuống. Rót tiền xuống thì Diệp Phàm được thế, sau này ông ta biết làm thế nào, mọi người sẽ nhìn ông ta thế nào, quyền uy của ông ta chẳng phải sẽ bị khiêu khích hay sao? Cho nên ông ta không thể khuất phục. Ông ta sẽ làm rắn đến cùng. Lý Quốc Hùng không ngờ lại đoán được tâm tư của Hà Chấn Nam. Bất luận kết quả thế nào, rót tiền thì ông ta sẽ mất mặt mất thế, không rót tiền thì Diệp Phàm khó mà giải quyết hậu quả được, có lẽ cơn giận của Phó Chủ tịch Lâm và Lâm gia ở Hồng Kông cậu ta khó mà có thể chịu đựng nổi. Đây là hành vi thế nào, chẳng phải là trò cười cho cả tỉnh hay sao? Người ta quyên tượng đồng, anh lại đem đi bán, ha ha, cũng thật lắm trò. Không ngờ chuyện hoang đường như vậy cũng có thể xảy ra ở thành phố Ngư Đồng của chúng ta. Tới cuối cùng Diệp Phàm cưỡi ngựa khó xuống, chắc chắn cũng sẽ liều đến cùng, tới lúc đó Hà Chấn Nam cũng khó mà thu xếp ổn thỏa, ít nhất thì tiếng thối sẽ tăng thêm không ít. Đối với chúng ta mà nói, kết quả thế nào cũng không tồi. Không ngờ Diệp Phàm vừa tới đã tặng chúng ta món quà lớn đến như vậy, ha ha ha. Thôi Minh Khải cười thoải mái. Vẻ mặt của bí thư đảng quần chúng Thái Chí Dương lại rất nghiêm túc, ngồi trong văn phòng nhíu mày hút thuốc, không biết đang nghĩ gì. Xin hỏi bí thư Diệp, nghe nói Cục Công an thành phố muốn bán đấu giá tượng đồng Lâm Tắc Tử do tập đoàn Thái Mậu Hồng Kông quyên tặng, có chuyện này không? Một phóng viên khuôn mặt gầy gò dáng vẻ rất hưng phấn, cố hết sức mới đẩy được đối thủ sang bên cạnh, chen lại trước mặt Diệp Phàm hỏi. Ừ, đúng là có việc này. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Dáng vẻ rất nghiêm túc. Tại sao lại bán tượng đồng? Đó là tượng người ta quyên tặng, là biểu tượng của anh hùng. Nghe nói lúc đó ông Lâm Hào Đống cũng đã nói, Lâm Tắc Tử là anh hùng, phải để cho chính khí của ông ấy soi chiếu Cục Công an thành phố Ngư Đồng, để cho bầu trời ở đây mãi được trong xanh. Hơn nữa, Phó Chủ tịch Lâm lúc đó cũng đích thân cắt băng khánh thành, nghi thức đặt tượng cũng rất long trọng. Một phóng viên khác hỏi lớn, dáng vẻ cũng rất kích động. Chương 1126, phiên đấu giá là vũ khí tấn công. Nghi lễ ngồi xuống tôi chưa thấy, tuy nhiên, chắc cũng nên long trọng một chút. Diệp Phàm gật đầu, đột nhiên chỉ lên trên không trung, nói. Vì sao phải bán tượng đồng, chính là do mấy nguyên nhân này. Thứ nhất là bầu trời ở đây không còn trong sáng, nó đã bị che khuất đi bởi lớp lớp mây đen. Bí thư Diệp, lời này của cậu có hơi hạ thấp lãnh đạo đảng. Một người đột nhiên kích động cào nhau một câu, cái mũ lớn đó cũng khá to, rất dọa người. Lãnh đạo đảng, không, tôi từ trước đến nay đều tin tưởng đảng của chúng ta, và mãi mãi sẽ đi theo đảng, làm một đảng viên. Độ trung thành của tôi không cần phải nghi ngờ. Vậy vì sao lại nói như thế? Hẳn là vụ thảm án xảy ra trên đường vào năm ngoái mọi người đều đã nghe nói. Hôm qua ở đây tôi còn bị một đứa bé ném trứng gà vào đầy người. Nó chỉ trích Cục Công an thành phố không làm tròn trách nhiệm. Lúc đó, tôi chỉ lên trời, nói là nửa năm sẽ phá được vụ thảm án này. Mây đen của vụ thảm án đã bao phủ Ngư Đồng,
chỉ có cách phá án không nề hà gì, mang lại cho người dân Ngư Đồng cuộc sống bình yên, mới có thể làm tròn được trách nhiệm một bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng của tôi. Là việc mà Cục Công an thành phố nên làm. Diệp Phàm vừa nói đến đây, mọi người đều vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Cái này tôi không rõ có liên quan gì đến tượng đồng Lâm Tắc Tử. Một nữ phóng viên hỏi, nhưng thật ra đây cũng là câu mà mọi người đều muốn hỏi. Ha ha, nói đến việc này là lại thấy hổ thẹn. Vụ thảm án khiến cho Cục Công an thành phố Ngư Đồng chúng tôi hoàn toàn mất mặt. Tôi cũng không biết giấu mặt vào đâu. Năm ngoái, để phá đại án này, Bộ Công an và Sở tỉnh đã phái đến một đội cảnh sát hình sự và chuyên gia có năng lực ở Ngư Đồng 2 tháng. Điều tra vụ án không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao cũng phải ăn ngủ, xe dù sao cũng phải đi, đúng không? Tuy nói cuối cùng vụ án không phá được, nhưng về việc này, các cảnh sát và chuyên gia cũng đã dốc toàn tâm toàn lực. Chuyện phá án, tôi nghĩ rất cần nói đến yếu tố ngẫu nhiên, trong tất nhiên có ngẫu nhiên, trong ngẫu nhiên có tất nhiên. Tuy nhiên, vì lần này mà Cục Thành phố lại cấp cho khoản tiền lớn mấy triệu, đối với Cục ta mà nói đây là một khoản chi tiêu không nhỏ. Cuối năm, tình hình kinh tế của Cục đã đi đến bước đường cùng, đến chi phí xăng dầu của xe cảnh sát đều do cán bộ tạm thời trả trước, nói ra không sợ mọi người chê cười, sổ sách trong Cục đều là âm cả rồi. Tuy nhiên, tinh thần của những cán bộ cảnh sát cũng rất cao, quyết không thu binh nếu không phá được thảm án. Nhưng, tôi là nhân vật số một trong Cục. Không thể nhìn các cán bộ cảnh sát phải đi xe đạp để phá án. Đem chuyện báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch thành phố, Thôi Minh Khải lập tức tỏ thái độ đồng tình. Ký tên, chuyển tới chỗ Chủ tịch thành phố, Lý Quốc Hùng. Ông ấy không những ký tên, hơn nữa, còn nói thấy quyết tâm của cán bộ cảnh sát lớn như vậy, còn cấp thêm 3 triệu kinh phí phá án. Cả Cục Cảnh sát càng thêm phấn chấn, mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ dùng khoản tiền này hợp lý. Diệp Phàm mới nói đến đây. Một giọng nói không hài hòa chợt ngắt lời. Đã có tiền rồi các anh vẫn ăn no chẳng chịu làm việc chính, còn đòi bán tượng đồng, có phải muốn nằm trong quán rượu, ngủ trên mâm cơm, ôm váy phụ nữ để phá án không? Lập tức một chàng cười vang khen ngợi. Đừng vội, người anh em, nghe tôi giải thích đã, ha ha. Diệp Phàm liếc người nọ, vẻ mặt tươi cười, nói. Điều đáng tiếc là Cục Tài chính thành phố chúng ta vì cuối năm có vài khoản tiền chưa thu được. Nghe nói là trong tài khoản không có tiền, cho nên, khoản tiền này tạm thời vẫn chưa cách nào đến tay. Tôi báo cáo việc này với Ban Thư ký Thành ủy, Hà Chấn Nam. Ông ta lập tức hỏi Cục trưởng Cục Tài chính, An Lôi. Câu trả lời giống nhau. Bí thư Hà cũng rất hiểu khó khăn tạm thời của Cục Tài chính thành phố, lấy ra 100.000 trong nguồn quỹ bí thư hạn hẹp để cấp cho Cục chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi phải rất cảm ơn sự khẳng khái và suy nghĩ cho các cán bộ cảnh sát của Bí Thư Hà. Tuy nhiên, có nợ thì phải trả. Khi tôi về đến Cục thì đã có vài ông chủ đang đợi. Hơi giống công an Cục chúng tôi cắm vùng bắt tội phạm. Một loạt thanh âm nhao nhao, tôi phải làm gì khi rơi vào bước đường cùng này. Lại nghĩ đến bức tượng Lâm Đại Nhân trong này bị oan khuất, cho nên tôi nghĩ, có thể thỉnh pho tượng Lâm Đại Nhân ra ngoài không? Đợi chúng ta phá xong thảm án 88, bầu trời Ngư Đồng sẽ trong sáng trở lại, đến lúc đó Cục Tài chính thành phố cũng dư giả rồi, chúng ta nhận được tiền sẽ thỉnh Lâm Đại Nhân trở về nơi cũ. Đương nhiên, cống hiến của Lâm Đại Nhân đối với Cục chúng tôi, toàn thể các cảnh sát đều khắc cốt ghi tâm. Tất cả đều vì phá án, để mấy triệu dân chúng Ngư Đồng có thể sống những ngày bình yên, buổi tối có thể yên tâm ra đường, Diệp Phàm tôi sẽ cố hết sức. Nói đến đây. Khí thế hào hùng của Diệp Phàm khiến mọi người vỗ tay như sấm. Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta quyên góp chút tiền cho Cục Công an mua xăng? Một giọng nói chợt vang lên. Đúng đúng, tôi quyên 1.000 tệ. Một giọng nói khác phụ họa vào. Còn rút ra 1.000 tệ cầm trên tay. Bỏ chút tiền ra cũng không phải có vấn đề gì. Cái chính là tôi muốn hỏi cho rõ, có phải thật sự là Cục Tài chính thành phố không có tiền? Một giọng nói khác không hài hòa càng vang dội, át tiếng những người khác. Ai bảo không có tiền, vừa rồi còn rút hơn 10 triệu, tôi vừa mới gọi điện, một người bạn cũ nói với tôi thế. Một giọng khàn khàn khác nói. Bí thư Diệp, anh có thể giải thích ra sao về chuyện này? Một phóng viên hỏi. À, là như vậy, hôm qua tôi cũng đến trưng cầu ý kiến, Cục trưởng An nói,
số tiền mấy trăm triệu trong sổ sách là tiền của người ta, chúng tôi đến chậm rồi. Tôi tin là Cục trưởng An sẽ không lừa người. Huống chi, việc này Bí thư Hà cũng từng đích thân hỏi han. Lẽ nào đồng chí An Lôi lại dám lừa gạt Bí thư Hà phải không? Một thành phố lớn như vậy cũng thật sự khó xử lý, Cục trưởng An phải hao tâm tổn trí rồi. Diệp Phàm bình tĩnh cười nói, nhấn mạnh mấy chữ hao tâm tổn trí. Các đám phóng viên đều là đám người danh mãnh, lập tức cũng nghĩ ngợi. Có lẽ sẽ có người mắng cục trưởng như tôi chẳng ra làm sao, đến bức tượng mà các nhân sĩ quyên tặng cũng đem bán, thật chẳng ra thể thống gì cả. Diệp Phàm tôi muốn nói, muốn mắng chửi thì cứ mắng một mình Diệp Phàm tôi thôi, tôi tình nguyện mang trên vai trách nhiệm bị bêu danh. Diệp Phàm nói xong lùi về phía sau. Tránh văn phòng An vệ dân đi lên phía trước, hô lớn một tiếng. Bắt đầu phiên bán đấu giá. Người trả giá cao sẽ có được tượng đồng, giá khởi điểm là 2 triệu. Tuy nhiên, Bí thư Diệp cũng đã nói rồi, về sau khi cục thành phố có tiền rồi, liệu người mua được tượng có thể trả lại chúng tôi không? Chúng tôi sẽ trả thêm 20% giá bán để vận chuyển tượng đồng đến. Đương nhiên, mọi người cũng có thể tính cả các loại chi phí như công nhân vận chuyển hay gì đó vào luôn. Mọi người im lặng một lúc lâu mới có người đáp. Công ty Phong Lâm chúng tôi chi 2 triệu 2. Lâm đại nhân là anh hùng, một thân chí khí, vừa đúng lúc mời về công ty Trấn Tà, Tà không đè nổi chính. Công ty Hồng Kỳ trả 2 triệu 2 năm chục, nghe nói pho tượng Lâm đại nhân là do nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới làm ra. Công ty chúng tôi không thể bỏ lỡ. Một giọng nữ hô. Sau đó lại có thêm mấy công ty tranh giành với nhau, người ta thi nhau nói. Thật ra cũng là để nhân cơ hội quảng bá thương hiệu công ty miễn phí. Dám bán thật à, làm thế nào, mũi giáo của bọn họ hình như nhằm thẳng vào cục tài chính. Khang Văn Sinh có chút nóng nảy. Không chỉ riêng cục tài chính thành phố, anh không nghe nói sao. Từng câu của Diệp Phàm luôn nhắc đến Bí thư Hà, có ý gì vậy? Giang Ly Ly có chút tức giận. Có ý gì, cái này chính là con giận trên cái đầu chốc. Diệp Phàm đang đánh trả chúng ta mà. Hà Chấn Nam đột nhiên lạnh giọng hừ nói. Hắn ta mà cũng dám, chỉ là một thằng hề nhảy nhót thôi. Chỉ cần hắn ta đem bán tượng đồng đi, chúng ta sẽ lập tức mở hội nghị thường vụ cùng nhau lấy mũ quan của hắn, hừ. Khang Văn Sinh khí thế mãnh liệt. Ừ, chắc chắn là Phó Chủ tịch tỉnh Lâm cũng sẽ ủng hộ tước mũ của hắn. Giang Ly Ly nói. Lấy mũ hắn, không dễ như vậy đâu. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ bị đảng xử phạt nặng. Tuy nhiên, cũng không hẳn không có cơ hội bắt cậu ta. Nếu có thể bắt được cậu ta, có lẽ Bách Sinh còn có hy vọng. Bằng không chúng ta mất không một ghê hội nghị thường vụ. Trưởng ban tuyên giáo Phan Kim Ngọc nói. Có cần sai người báo cho Phó Chủ tịch Lâm một tiếng không? Khang Văn Sinh nhìn Hà Chấn Nam, hỏi. Chờ một chút. Hà Chấn Nam khoát tay áo. Vui quá. Phó Chủ tịch thành phố Thôi Minh Khải đập tay xuống mặt bàn, phát ra cả tiếng động. Lão Thôi, bà tay anh không đau sao? Cái bàn của tôi sắp nứt ra rồi này. Chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng thật sự cao hứng, trêu chọc cười nói. Chủ tịch thành phố, có phải anh đang đùa không đấy? Cậu ta dám bán thật sao? Thôi Minh Khải cười. Bán, tuyệt đối không dám. Một khi bán tượng đồng thì mũ quan của cậu ta cũng mất. Lý Quốc Hùng lắc lắc đầu. Tôi xem Hà Chấn Nam có thể tại vị đến khi nào. Ông ta mà còn không ra mặt. Đến lúc đó cục diện sẽ phiền phức đó, ha ha. Thôi Minh Khải cười nói. Không khống chế được, ông ấy đang chờ xem chuyện cười của Diệp Phàm, xem cậu ta sẽ xử lý ra sao. Lão Hà là người lắm mưu nhiều kế, ông ta sớm đã biết Diệp Phàm dùng pho tượng làm vũ khí tấn công mình. An Lôi tuy nhiên chỉ là một quân cờ đáng thương thôi, trở thành mồi lửa cho trận chiến giữa Diệp Phàm và Lão Hà. Hà Chấn Nam mượn cơ hội này ra uy phủ đầu đối với Diệp Phàm. Diệp Phàm thì mượn cơ hội này để tạo uy thế đối với cục thành phố. Cũng là tỏ thái độ cho Hà Chấn Nam xem, ta đây cũng không phải kẻ nhu nhược để ngươi có thể nắm trong tay. Tuy nhiên, cuối cùng, kẻ bại trận chắc chắn là Diệp Phàm. Để thoát khỏi tình trạng nguy cấp, ít nhất khi có được căn cơ nhất định thì liên hợp lại cùng chúng ta phản kích, khiến Lão Hà bị một vố đau, chẳng phải càng tốt hơn sao? Thanh niên mà, đây là cái giá mà tuổi trẻ phải trả. Tuổi trẻ tốt. Nhưng tuổi trẻ cũng không tốt. Lời nói cuối cùng của Chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng thật sâu sắc, khiến Thôi Minh Khải chợt suy nghĩ.
Phó Chủ tịch Thường trực Lâm Phong năm nay vừa tròn 50 tuổi, vẫn chưa làm tiệc mừng thọ. Người trông vẫn còn rất có tinh thần, ông đang ngồi trên ghế xoay xem văn kiện, cảm giác có chút phiền muộn. Tay cầm số báo phát hành hôm nay đã được cô thư ký chuẩn bị từ trước cho, tiện tay lật qua lật lại. Tuy nhiên, vừa dở đến trang thứ nhất, phía trên không thấy có tin gì mới. Chỉ toàn là mấy vị lãnh đạo trên tỉnh đi địa phương nào đó khảo sát, làm chỉ thị, đi phỏng vấn địa phương nào đó. Toàn thứ vô nghĩa, chẳng câu nào là sự thật. Lâm Phong hừ một tiếng, cũng không biết nói ai. Ánh mắt nhìn quanh, nhìn thấy một tiêu đề lớn bí thư đảng ủy công an Ngư Đồng Tham đến khi nào. Tiêu đề khá thu hút sự chú ý của người đọc tuy nhiên, chữ tham kia đặt trong dấu ngoặc kép. Lâm Phong lập tức ngơ ngẩn cả người, nhăn mày, lập tức nhìn kỹ. Xem xong trầm ngâm một hồi, nói. Hà Chấn Nam, anh làm cái gì vậy? Phải hỏi xem anh ta vì sao lại dở trò này, thật là đau đầu. Chương 1127, đơn giản là một chữ lợi làm đầu. Khó trách Lâm Phong tức giận, trò đùa của Hà Chấn Nam đương nhiên ông ta liếc mắt là có thể biết ngay. Bởi vì lãnh đạo tỉnh ủy cũng có cái bao để chịu trách nhiệm. Mà cái bao của Lâm Phong lại chính là thành phố Ngư Đồng. Lâm Phong năm nay mới 50 đã ngồi lên ghế phó chủ tịch thường trực tỉnh. Đương nhiên hy vọng có thể tiến thêm một bước nữa, qua vào năm có thể giành vị trí chủ tịch tỉnh. Nếu cơ hội đến, cũng có khả năng được làm một nhiệm kỳ. Đương nhiên, có cơ hội được vào danh sách bộ chính trị thì sẽ hoàn hảo. Hơn nã, ông ta cũng đang trong độ tuổi thích hợp, không phải quá già. Mặc dù không thể vào tỉnh ủy nhưng trước khi về hưu có thể làm một chủ tịch tỉnh cũng là một sự kiện đáng tự hào rồi, cũng là một sự chuyển giao viên mãn đối với cuộc đời mình. Việc phát sinh ở Ngư Đồng, ông ta đương nhiên luôn để tâm đến. Thảm án 88 năm ngoái đã khiến Lâm Phong khá bất mãn, không ngờ năm nay lại phát sinh sự việc đáng xấu hổ tương tự. Đồng chí Diệp Phàm của Đảng ủy Cục Công an thành phố không ngờ nghèo đến mức phải bán tượng đồng. Cục Tài chính Ngư Đồng không có tiền sao? Không thể thế được, ở đây, đơn giản chỉ là cuộc tranh giành quyền lực thôi. Hà Chấn Nam thì đang bảo vệ quyền uy đứng đầu của mình, Diệp Phàm thì đang tranh thủ lợi ích cho bản thân. Ở đây một chữ lợi thâu tóm toàn bộ sự việc. Đương nhiên, chữ lợi này không chỉ là tư lợi, giống như Diệp Phàm, chuyện phá án cũng là để cho dân chúng có một cuộc sống yên bình, hắn nghĩ cho lợi ích quốc gia. Đương nhiên, đứng từ phương diện khác mà nói, cũng có thể cho là thêm một phần khá hoành tráng vào kinh nghiệm lý lịch của hắn. Trong cùng một thời gian, Triệu Sương Sơn ở tỉnh ủy cũng đang xem tin tức này, xem xong trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Quái, tiểu tử này muốn làm gì đây? Thật là không cho người khác đỡ bận tâm, vừa đến Ngư Đồng đã muốn gây sóng gió, chẳng lẽ cố tình dở mánh lưới gì để phá được án. Triệu Sương Sơn thâm trầm, đột nhiên, trên mặt lộ vẻ thản nhiên, cười nói. Hà Chấn Nam, nên gọi điện cho ông ta xem sao. Công ty Hoành Địa ra giá 3 triệu rưỡi, có ai trả cao hơn không? An vệ dân hô lên bằng giọng khàn khàn, nghe như đang có con quạ đang ở đấy. Cũng khó trách anh ta. Cả đêm qua không ngủ, lại thêm lo lắng, bị áp lực đến mức này rồi. Không có ai trả thêm, an vệ dân gõ mạnh đầu búa gỗ xuống mặt bàn làm việc một tiếng, hô. Giao dịch hoàn thành, mời người phụ trách công ty Hoành Địa lập tức ký kết hiệp định, trả tiền. Đồng chí Hà Chấn Đông, lập tức chỉ thị cho Cục Tài chính cấp tiền. Nếu tượng đồng thực sự bị bán, đồng chí phải chịu trách nhiệm. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, Lâm Phong, giọng điệu khá nghiêm trọng. Hà Chấn Nam sau khi buông điện thoại, mặt tái mét, mắng, là ai đâm vậy, ông đây còn chưa động thủ đã có người đâm trước rồi. Ngoài Lý Quốc Hùng và Thái Chí Dương thì còn ai vào đây nữa? Bản thân Diệp Phàm, tuyệt đối không thể. Khang Văn Sinh nói. Hừ. Hà Chấn Nam rút điện thoại gọi cho An Lôi. Nói đến công ty Hoành Địa của Việt Châu này, Diệp Phàm đương nhiên không biết đây là đại thần phương nào. Tuy nhiên, bây giờ Diệp Phàm đã hiểu. Bởi vì Diệp Phàm gọi điện cho Thượng Thiên Đồ, chủ tịch công ty Hoành Xương Thủy Châu, yêu cầu anh ta phái người đến mua cho được tượng đồng này. Vừa rồi, Thượng Thiên Đồ cười nói công ty Hoành Địa Việt Châu chính là công ty anh em với bọn họ. Một Hoành Xương, một Hoành Địa, xem ra rất khí phách. 5 phút đồng hồ qua đi, mua bán giao dịch xong, chủ tịch công ty Hoành Địa, Trần Phong Đài lấy tiền mặt, đầy một thùng tiền. Cảm ơn sự ủng hộ của chủ tịch Trần dành cho chúng tôi. Chủ tịch Trần, về sau cục chúng tôi có tiền rồi,
có thể bán lại tượng đồng cho chúng tôi được không? Chúng tôi tình nguyện trả thêm 20%. Diệp Phàm cười nói. Cái đó, đến lúc đó sẽ xem xét lại. Tượng đồng to như vậy, có lẽ sang năm công ty chúng tôi sẽ đến mang đi, tạm thời để lại đây có được không? Trần Phong Đài vẻ mặt cười đầy ẩn ý, nói. Biết Diệp Phàm không đơn giản, Thượng Thiên Đồ thiếu chút nữa tâng bốc hắn thành thần thánh. Được. Diệp Phàm vừa mới gật đầu, bên kia sớm có người hô lên. Diệp Phàm, không cần bán tượng đồng. Vừa rồi Cục trưởng Cục Tài chính thành phố đã huy động tiền từ nhiều nguồn, đã huy động được 5 triệu, trực tiếp gửi đến Cục các anh rồi. Lúc này, một người đầy mồ hôi chen chúc từ bên ngoài vào vội hô lớn. Anh là... Diệp Phàm cố ý hỏi. Tôi là Lôi Dương ở Cục Tài chính thành phố, Cục trưởng An bảo tôi tới. Lôi Dương đầm đìa mồ hôi, đương nhiên là nói cho các phóng viên tại đó nghe. Muộn rồi, đã bán tượng đồng cho công ty Hoành Địa. Đây chính là Chủ tịch Trần Phong Đài. Diệp Phàm chỉ vào Trần Phong Đài nói. Không lâu sau, Diệp Phàm nhận được điện thoại của Hà Chấn Nam ở Thành ủy, nói. Đồng chí Diệp Phàm, lập tức mua lại tượng đồng. Trả nhiều thêm một chút cũng không sao, tiền trả thêm sẽ do Cục Tài chính thành phố trả cho các cậu. Cái này chỉ e là không ổn lắm, Cục Tài chính thành phố đã hết tiền từ lâu, như vậy có phải làm họ khó xử quá hay không? Đặc biệt là Cục trưởng An, là phụ nữ, quản lý tài vụ không dễ, có biết bao nhiêu là vấn đề, hơn nữa, số tiền lớn. Nghe nói, để lấy được đủ số tiền 5 triệu này, cô ấy đã phải chạy đôn chạy đáo. Diệp Phàm thản nhiên nói. Trong lòng thầm nói, bây giờ ông đã gấp rồi cơ đấy, nhưng mà muộn rồi. Ông gấp nhưng tôi không gấp. Cái khác chưa bàn tới, trước tiên hãy mua lại tượng đồng. Hà Chấn Nam giọng điệu nghiêm túc. Vậy để tôi hỏi Chủ tịch Trần đã rồi sẽ nói sau. Diệp Phàm gác máy, bàn bạc với Chủ tịch Trần về việc này, tuy nhiên, Trần Phong Đài lại thẳng thừng lắc đầu, nói là tạm thời không có ý định bán lại tượng đồng cho Cục thành phố. Diệp Phàm đành phải trở về nói với Hà Chấn Nam, thiếu chút nữa lão tức nổ phổi, hừ giọng nói. Việc này để tôi bảo thư ký Giang qua can thiệp bên công ty Hoành Địa, hừ. Cậu làm tốt lắm. Tôi chẳng làm chuyện tốt gì cả. Diệp Phàm bình tĩnh phản công. Thịch một tiếng, bên kia dập máy. Tên khốn kiếp này, ngu xuẩn. Hà Chấn Nam đập tay lên bàn, bật dậy, môi run lẩy bẩy. Chỉ vào Giang Lily nói. Cô lập tức liên hệ với Trần Phong Đài của công ty Hoành Địa, dù có phải làm gì, cũng phải đem được tượng đồng về Cục thành phố. Nếu họ thét giá bằng trời thì làm thế nào ạ? Giang Lily có vẻ chần chừ. Có thể đòi bao nhiêu tiền chứ? Tuy nhiên để giải quyết thủ tục, tượng đồng không nhúc nhích tí nào. Nhiều nhất cho họ thêm 200 ngàn nữa. Đây là thành phố Ngư Dương, bọn họ còn muốn làm ăn kinh doanh không, hừ. Hà Chấn Nam lộ rõ khí phách. Cái đó, trước tiên anh đừng gấp, tuy nhiên tôi cũng vừa hỏi thăm về công ty Hoành Địa, bọn họ kinh doanh ở phạm vi tỉnh thành, có những việc chúng ta không tiện nói. Khang Văn Sinh vẻ mặt khó coi, nói. Trên tỉnh thành thì có gì mà ghê gớm, nếu làm tôi bực mình thì tôi cho đóng cửa công ty của bọn họ dễ như bỡn. Nhanh đi giải quyết công việc đi, lằng nhằng làm gì. Văn Sinh, cậu cũng đi cùng, hết sức thuyết phục Trần Phong Đài. Hà Chấn Nam thực sự tức giận. Quát Giang Lily. Mọi người, có hơn 8 triệu này, khấu trừ nợ 2 triệu, còn lại hơn 5 triệu, cục chúng ta có tiền rồi. Số tiền này sẽ dùng để phá án. Tôi đề nghị lấy ra 500 ngàn để thưởng cho các đồng chí có cống hiến lớn trong việc phá án, mọi người thấy sao? Buổi chiều, Diệp Phàm ngồi trong phòng họp, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chủ tịch phòng chính trị Hoàng Chí Minh không do dự, trực tiếp gật đầu, nói thêm vào. Tôi tán thành đề nghị này, các đồng chí, cục chúng ta đã tới thời khắc mấu chốt, tôi không muốn người khác mắng chúng ta là một đám giá áo túi cơm. Đúng, tôi tán thành. Phó Cục trưởng Vi Minh Phi không đợi Phó Cục trưởng Chu Thiết Kiếm thể hiện thái độ đã tranh tán thành trước. Thấy rằng đa số mọi người đều tán thành, Chu Thiết Kiếm đành phải gật đầu tỏ vẻ tán thành. Diệp Phàm, có phải nên thay đổi cách xử phạt đối với đồng chí Từ Lâm và Trung Nhất Minh hay không? Chẳng qua là chỉ là đến muộn 10 phút, bình thường biểu hiện của hai đồng chí ấy cũng không đến nỗi, cứ khai trừ như vậy có chút đáng tiếc. Lúc này, Phó Cục trưởng Trần Cương dò hỏi, bởi vì, Chu Thiết Kiếm hướng ánh mắt về phía ông ta. Đúng thế, Từ Lâm và Trung Nhất Minh là hai đồng chí tốt, làm cảnh sát hình sự đã mười mấy năm.
cũng đã từng đổ mồ hôi và máu cho sự nghiệp, giành được rất nhiều giấy khen, thư vinh dự. Tôi thấy khai trừ là hình thức xử phạt có phần nặng nề, đổi thành cảnh cáo là được rồi. Chu Thiết Kiếm tiếp lời để dẫn vào đề. Khai trừ là quá đáng sao? Tôi thấy chưa chắc Từ Lâm và Trung Nhất Minh đã phạm lỗi gì, chủ nhiệm an vệ dân có giải thích bao nhiêu lần mà còn đến muộn. Đây không phải là vấn đề muộn hay không, đây là do trong tư tưởng nhận thức có vấn đề nghiêm trọng. Về sau còn nói năng lỗ mãng, đấu trí với Diệp Phàm ngay trước mặt mọi người. Diệp Phàm là ai? Anh ấy là nhân vật số một của cục chúng ta, đảng ủy, là đại biểu đảng. Hành vi của hai người Từ Lâm và Trung Nhất Minh khó mà chấp nhận được, chính là không phục tùng lãnh đạo của tổ chức đảng. Đồng chí như vậy thì còn ở lại trong cục làm gì, ai cũng làm trái, cục chúng ta chẳng phải phá đại án đến cùng hay sao? Các đồng chí nên hướng về một chỗ, cố gắng kiên trì đến cùng mới đúng. Diệp Phàm chính là trung tâm, chỉ có đoàn kết bộ máy, toàn cục đoàn kết mới chính là điểm mấu chốt để phá được đại án 88. Một người thân của phó chủ nhiệm phòng chính trị pháp luật Trương Đắc Lâm đã chết trong vụ thảm án 88, cho nên ông chủ trương cố gắng phá án đến cùng. Hơn nữa, người này vốn chính trực, từ lâu đã không hài lòng với bộ máy khống chế cả cục gồm 4 người do Chu Thiết Kiếm cầm đầu, và còn có Từ Lâm, Trung Nhất Minh, Trần Cương. Vì tập đoàn nhỏ này mặc kệ chuyện chính sự, thường gây sự ở các cuộc họp thường vụ. Luôn muốn giành lợi ích cho bản thân, đặc biệt khi bố trí sắp xếp nhân sự, thông thường đều xen một tay vào. Lúc trước, cục trưởng tiền nhiệm cũng không có cách nào xử lý những vụ ồn ào này. Cuối cùng, mỗi lần sắp xếp nhân sự đều dành ra một chỗ. Phân cho chút quyền nhân sự cũng không có gì đáng trách. Điều khiến cho Trương Đắc Lâm không thuận mắt nhất là việc bọn họ sắp xếp nhân sự không căn cứ vào tài đức, hoàn toàn là nhìn xem ai là người mình thích hay phong bao to hay không. Người sắp xếp vào các vị trí công việc thì làm ăn không rõ ràng, hoặc là không thực sự làm việc. Biến cả cục thành phố Ngư Đồng đầy chướng khí mù mịt. Tuy nhiên, bởi vì cục trưởng tiền nhiệm dung túng, tuy Trương Đức Lâm đã nói vài lần, nhưng không ai để ý đến lời ông ấy. Mặt khác toàn bộ thành viên tổ chức đảng đều im lặng không nói gì, cũng không bàn tiếp. Bây giờ Diệp Phàm tới rồi, khiến Trương Đức Lâm có hy vọng. Tuy chưa biết có thể đi theo Diệp Phàm hay không, trong sự tranh chấp của hai người đầu sỏ, Trương Đức Lâm kiên quyết đi theo Diệp Phàm đối đầu với những thử thách khó khăn. Sự việc bán tượng đồng của Diệp Phàm hôm nay đã thuyết phục được ông ta. Cái này, thời xưa người ta gọi là kẻ sĩ có thể hy sinh vì người tri kỷ. Phó chính ủy Uông Hồng cũng không phải thuộc tập đoàn của Chu Thiết Kiếm. Nhưng quan hệ của ông ta với Từ Lâm cũng không đến nỗi nào, Chu mồm thẻ lưỡi kiên chỉ nói. Diệp Phàm, chủ nhiệm Trương, Từ Lâm làm sai, phải phê bình giáo dục nghiêm khắc, nên xử phạt là đúng. Tuy nhiên, tôi chỉ hy vọng cậu cho anh ta một cơ hội sửa sai. Cho nên hãy cho Từ Lâm một cơ hội, để giúp hắn lập công chuộc tội. Đối với những đồng chí có thái độ tốt thì nên cho họ cơ hội lập công chuộc tội. Nhưng câu mà anh ta nói trước khi đi ông không nghe thấy sao? Để tôi nhắc cho ông nghe, chính anh ta không thừa nhận vấn đề nghiêm trọng về tư tưởng của mình. Không phải Diệp Phàm tôi không bỏ qua cho anh ta, mà là cục chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua cho những đồng chí như vậy. Cục chúng ta không tiến hành một cuộc cải cách thì không được rồi, phải tiến hành chỉnh đốn cảnh dung cảnh phong mới được, tiến hành thay đổi cách bố trí các chức danh. Thiết lập nên một cơ cấu kiểm soát tương đối hoàn thiện và công bằng. Nên thưởng sẽ thưởng, nên phạt phải phạt. Quyết không nể tình, các đồng chí, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nửa năm nữa, không phá được án, Diệp Phàm tôi tự nguyện cởi bỏ bộ cảnh phục thần thánh này. Tuy nhiên, còn tại chức thì vẫn, à hạt nhân, thành viên đảng ủy, tôi đã gửi thư quyết tâm của cục chúng ta cho dí âm đốc sở công an tỉnh Trần Bố Hòa. Trong nửa năm không phá được án, mọi người tự nhìn đi. Khi đó giám đốc Trần sau khi xem xong bình tĩnh nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu có thư quyết tâm như vậy là rất tốt. Tôi nghĩ, sở tỉnh cũng nên tạo chút áp lực cho các đồng chí trong cục. Bộ công an sẽ giám sát rất chặt việc này. Nếu trong vòng nửa năm không phá được án, sở tỉnh sẽ ra tay. Toàn bộ thành viên trong tổ chức đảng cục sở tỉnh đến lúc đó sẽ kiến nghị với thành phố Ngư Đồng để cho họ từ chức, dành những vị trí này cho những người có năng lực. Hôm nay, lời của giám đốc Trần tôi nói ra cho mọi người biết, nên làm gì thì mọi người tự quyết định. Đừng cho rằng Diệp Phàm đang tung tin giật gân, đây là chỉ thị trực tiếp của giám đốc sở. Mọi người truyền tay đọc đi.
Diệp Phàm vừa nói những lời này, toàn bộ những người ngồi đó mặt đều biến sắc. Truyền đọc chỉ thị Diệp Phàm đưa, sắc mặt nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, toàn thể mọi người đều trùng xuống. Bọn họ biết, Diệp Phàm ra tay đến bước này, là cột toàn bộ thành viên tổ chức đảng cục lại trên cùng một chiếc thuyền. Thời gian chỉ có nửa năm, không phá được án thì toàn bộ từ chức. Làm gì có ai không hiểu ý tứ đó. Nếu không cố gắng hết sức, thì cả bọn đều xui xẻo. Còn không phá được án, thì cởi cả bộ áo này. Phó chủ nhiệm Trương Đức Lâm đột nhiên hô lớn. Phá án. Vài đồng chí thành viên tổ đảng cũng hô lên. Một là tỏ ra bất bình trước cách làm của Diệp Phàm. Hai là nếu không phá được án thì cũng muối mặt. Ai mà chẳng muốn giữ thể diện, phá được án cũng oai lắm chứ. Chuyện của Từ Lâm và Trung Nhất Minh tự nhiên không ai nhắc đến nữa. Chu Thiết Kiếm cũng không dám hé răng, âm thầm ngồi đó như khúc gỗ. Chỉ lo bị vây bủa bởi toàn bộ các đồng chí thành viên tổ chức đảng. Vì cái mũ quan trên đầu, bọn họ quyết sẽ không thay đổi. Tốt, mọi người đều rất quyết tâm. Tôi mượn hoa hiến Phật, vừa rồi tính toán lại quỹ bí thư của tôi, phát hiện còn lại khoảng 100.000. Như vậy đi, chủ nhiệm An, anh lập tức sắp xếp đi, buổi tối mở đại hội tuyên thệ ở nhà ăn trước khi xuất quân. Lập tức tổ chức người đi mua chút đồ ăn. Buổi tối, tôi cùng mọi người uống vài chén. Diệp Phàm đập tay một tiếng lên bàn, một tiếng thịch, đại hội kết thúc. Phó chủ nhiệm phòng thứ 5 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Lý Long nhấc điện thoại lên gọi. Anh, dạo này sao rồi? Cũng vẫn vậy thôi, ha ha. Phó bí thư chuyên trách Ủy ban Kỷ luật thứ 2 của Ngư Đồng, Vu Chí Hải là bà con xa của Lý Long. Đương nhiên, kiểu quan hệ xa lắc xa lơ này, Chí Hải cũng không thiếu, chỉ là họ hàng thế thôi. Bởi vì cha của Lý Long là Lý Khiếu Phong lúc lên thượng tướng liền rời khỏi Ngư Đồng, Lý Khiếu Phong cũng không phải sinh ra ở Ngư Đồng. Cho nên, ở thành phố Ngư Đồng này cũng ít người biết đến Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nổi tiếng cả nước, Lý Khiếu Phong này. Sau hậu trường là đại soái vương bài của tổ đặc nhiệm A, thượng tướng cứng rắn trong giới quân sự. Vu Chí Hải, có chỗ dựa vững chắc như vậy, người Ngư Đồng cơ bản là không biết. Đương nhiên, Vu Chí Hải có thể ngồi lên vị trí này cũng là nhờ có chút quan hệ với Lý Tướng Quân. Thành phố anh có phải vừa có một bí thư đảng ủy công an mới đến tên là Diệp Phàm phải không? Lý Long bắt đầu vào đề. Chuyện này làm sao cậu biết được? Xem ra bác cũng hay quan tâm đến quê hương nhỉ. Vu Chí Hải khẽ khen tặng, mặc dù là thân thích, cũng phân cao thấp, thỉnh thoảng phải nịnh nọt chút. Bằng không, nếu mình cho rằng thân thích thì không sao cả, thì người ta rồi sẽ đối xử với mình không ra sao, tạo nên quan hệ thân thiết chính là do đạo lý này. Cha En đương nhiên không thể quên quê hương, tuy nhiên, cha En và bí thư Diệp Phàm của thành phố anh có quan hệ rất thân thiết. Lý Long nhắc đến cha là Lý Khiếu Phong. Có phải muốn tôi chiếu cố hắn? Vu Chí Hải vừa nghe liền hiểu ngay. Dù sao bản thân cũng là phó bí thư thành ủy, hơn nữa lại là người bản địa ở Ngư Đồng. Bản thân cũng có tiếng nói trong cuộc họp hội ý bí thư. Diệp Phàm là một bí thư mới đến, ảnh hưởng còn kém xa mình. Không phải chiếu cố, mà là ủng hộ cậu ấy. Lý Long nói không chút khách sáo. Về sau lại nói thêm. Đây là ý của cha em, không phải ủng hộ bình thường, mà là toàn lực ủng hộ. Vu Chí Hải có chút kinh hãi, bảo bản thân chiếu cố hắn thì còn có lý. Ủng hộ hai chữ này thật khiến bản thân phải cân nhắc, còn phải toàn tâm toàn ý ủng hộ. Nói trắng ra là, chính là bảo mình làm người hầu cho Diệp Phàm. Lúc nào cũng theo hắn đánh trận, rút cục hắn có lai lịch thế nào. Vu Chí Hải đương nhiên không phản kháng lại Lý Khiếu Phong, đó là một pho tượng lớn không thể đạp đổ. Vu Chí Hải biết rõ, không có lý ra, mình cũng chẳng có gì. Vu Chính Hải muốn thám thính về Diệp Phàm một chút. Cái khác em không muốn nói. Triệu Sương Sơn, nhân vật số 1 của tỉnh các cậu đã từng gặp hắn. Lý Long thản nhiên cười và tung ra con át chủ bài. Hắn là người của Triệu gia. Vu Chí Hải có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ là Diệp Phàm không phải họ Diệp, làm sao có thể là người Triệu gia được, có lẽ là họ hàng xa. Giống như quan hệ của mình và Lý gia vậy. Điều càng khiến Vu Chính Hải không hiểu đó là quan hệ của Lý gia và Triệu gia cũng bình thường thôi, khi trước hình như còn xảy ra mâu thuẫn gì đó. Đương nhiên, về những vấn đề lớn, hai gia tộc vẫn rất khách khí. Lý Khiếu Phong là một người điềm đạm, không lẽ
Triệu gia và Lý gia có hiệp định gì đó, có vẻ thế mà cũng không giống lắm. Việc này đúng là nghĩ không ra. Dường như Lý Long biết được tâm tư của Vu Chí Hải, cười nói. Không phải là người của Triệu gia, hắn có quan hệ khá tốt với tiểu thư Triệu Tứ nhà Triệu gia. Ôi! Vu Chí Hải bừng tỉnh, thầm nhủ hóa ra là con rể tương lai. Anh lại sai rồi, hắn chỉ là có quan hệ tốt với Triệu Tứ thôi, cũng không phải loại quan hệ mà cậu tưởng tượng đâu. Ha ha! Lý Long khá vui vẻ. Mới đây, Diệp Phàm quyên góp cho anh ta một khoản tiền hợp pháp lớn. Về mặt kinh tế đã được rảnh tay, hơn nữa, cơ thể được điều trị bởi thảo dược cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Thêm vào đó, theo như Thiết Chiêm Hùng nói, biết được Diệp Phàm đã là tướng quân rồi. Cùng với cảm giác kinh ngạc thì cũng quyết định sẽ đi theo Diệp Phàm đến cùng, tranh thủ trở thành thế hệ tương lai của Diệp Phàm. Cái này, kiểu người có tiền đồ rộng mở không lường được như Diệp Phàm. Nếu không bị ngã, tương lai chắc chắn sẽ xây dựng tổ chức của riêng mình. Bản thân giành tiến vào trước cũng được coi là giành được cơ hội đầu tiên, chiếm được một phần đất. Nói trắng ra, không khác lắm so với khai quốc công thần. Tuy nhiên, trước mắt Lý Long chỉ có thể xem là bước nửa chân vào được thôi. Hơn nữa, liên quan đến vụ việc lần này, Lý Long cũng đã bàn bạc với cha mình, Lý Tướng Quân không nói thêm gì, liền bảo Lý Long đi theo Diệp Phàm. Lần này, Lý Tướng Quân tự mình ra mặt giúp Diệp Phàm có được vị trí này, cũng là vì đất nước. Một là không muốn lãng phí nhân tài cho đất nước, hai cũng là vì dự định cho Lý Long về sau. Nói là trải đường trước cũng không quá, cho nên, công tư đôi đường trọn vẹn được cả. Diệp Nhi đã gia nhập tập đoàn Pháp Nhãn Hải Phái từ lâu. Xem chừng là người nối nghiệp được Trấn gia đương thời cầm quyền bồi dưỡng. Đương nhiên, cũng không phải nói Diệp Phàm chính là người nối nghiệp thế hệ sau, con đường của hắn thực ra còn rất dài. Cho nên, dùng từ tiền đồ vô lượng đối với Diệp Phàm là hoàn toàn chính xác. Hai người Lý Khiếu Phong và Triệu Bảo Cương sớm đã nhìn thấy được điều này. Bằng không, với thân phận Triệu Bảo Cương, làm gì thể hiện thiện ý với Diệp Phàm? Mặc dù Diệp Phàm hiện nay đã là thiếu tướng, trong mắt Lý Khiếu Phong và Triệu Bảo Cương, cũng chẳng là gì cả. Không phải, vậy lạ nhỉ? Vu Chí Hải cau nhau một câu, đương nhiên muốn nghe lý do thật sự. Để bản thân có đi theo Diệp Phàm thì cũng hiểu được là vì sao. Nếu không cứ tối như hũ nút, thật khó chịu. Thứ trưởng công an Thiết Chiêm Hùng là anh em kết nghĩa với hắn. Đại tiểu thư Kiều Viên Viên của Kiều gia ở ban tổ chức trung ương cũng có quan hệ khá thân thiết với hắn, có vẻ đã đi tới bước đó rồi. Không nói nữa, anh hãy thay đổi quan điểm một chút. Anh ủng hộ hắn, tuyệt đối không thiệt thòi. Lý Long khẩu khí chắc nịch, đương nhiên là để cổ vũ cho Vu Chí Hải. Thảo nào, ngày đó theo hắn xuống còn có phó bộ trưởng thường vụ Cố Danh, còn có một vị là giám đốc sở tỉnh Trần Bố Hòa, hóa ra có một tầng quan hệ như vậy. Lý Long, cậu nói với bác một câu, tôi nghe lời bác. Vu Chí Hải biểu lộ thái độ kiên quyết. Sự lựa chọn của anh là rất chính xác. Lý Long buông điện thoại. Đêm khuya, Diệp Phàm đến phân khu quân đội thành phố Ngư Đồng, nghe nói Lộ Tư lệnh đang làm thêm ở văn phòng. Sắp cuối năm rồi, đối với người bình thường mà nói là nghỉ ngơi, nhưng phân khu quân đội thì càng bận hơn. Bởi vì nhiều sự việc cần phải đích thân ông ấy xử lý. Diệp Phàm nhậm chức bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng, lính gác không dám chậm trễ. Còn tưởng cục công an thành phố cần quân đội phối hợp bắt giữ tội phạm bỏ trốn hay gì đó. Bởi vì, cái loại sự việc như thế này cũng đã phát sinh vài lần, không phải điều gì mới mẻ. Trực tiếp tới văn phòng Lô An Cương. Hoan nghênh bí thư Diệp, mời ngồi. Lô An Cương khá là khách sáo. Thấy đêm khuya Diệp Phàm còn tới chơi, Lô An Cương cũng có chút nghi hoặc. Trong lòng nghĩ chắc là hắn cần sự ủng hộ của mình, hoặc nói trắng ra là hắn muốn lôi kéo cách mình. Lô An Cương cao to, nhìn áng chừng 30 mấy tuổi, khá có phong cách quân nhân. Diệp Phàm có điều tra qua về lý lịch của anh ta. Người này cũng không có nhiều chỗ dựa lắm. Có thể ngồi lên tới vị trí này, tất cả đều dựa vào bản thân tự mình cố gắng. Đương nhiên, cũng là may mắn nữa. Anh lính phục vụ pha trà xong mang ra. Lộ Tư lệnh. Đêm khuya đến thăm, quấy rầy rồi. Diệp Phàm có vẻ hơi ngượng ngùng, nói. Không có gì, dù sao buổi tối tôi cũng không được ngủ, phải làm thêm. Lô An Cương thản nhiên cười cười. Như vậy đi, tôi nói ngắn gọn, đêm khuya tới đây,
tôi cần anh giúp đỡ. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, quyết định tung ra quân bài chưa lật. Chương 1128, Hội nghị đấu tranh phê bình. Hỗ trợ, không phải là cần quân khu chúng tôi phái người đi bắt giữ phạm nhân chứ? Lô An Cương cố ý nói vậy. Không phải. Diệp Phàm trực tiếp phủ nhận. Không phải, vậy là việc tư rồi. Bí thư Diệp cứ nói đi. Lô An Cương khách sáo nói. Đối với một bí thư đảng ủy công an có được quyền lực từ lúc mới hai mấy tuổi như Diệp Phàm. Lô An Cương vừa kinh ngạc vừa tò mò đồng thời nghĩ hẳn là hắn có lai lịch gì đó. Nếu nói hắn không có quan hệ hùng mạnh mà có thể lên đến chức này thì có lẽ không thể, cán bộ cấp phó giám đốc sở, không phải dễ dàng mà có được. Toàn bộ Trung Quốc có bao nhiêu cán bộ cấp cục trưởng có thể gõ được cánh cửa phó giám đốc sở? Nói về bản lĩnh của Diệp Phàm, Lô An Cương tin hắn tuyệt đối không phải loại nhân tài bình thường. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể chế phân biệt đối xử, dù là người có tài năng đến đâu mà không có gia thế tốt cũng không có cơ hội thăng quan tiến chức. Cho nên, gia thế vẫn có vị trí cao hơn so với tài năng. Tôi cần Lô Tư lệnh ủng hộ tôi ở hội nghị thường vụ. Diệp Phàm khí thế thay đổi. Ủng hộ cậu ở hội nghị thường vụ, cái này, nói thật Bí thư Diệp, tôi chưa từng tham gia gì vào việc của Ngư Đồng. Lô An Cường nhẹ nhàng từ chối. Tôi biết tính của anh, tuy nhiên, nói vậy Lô Tư lệnh bằng lòng với vị trí này sao? Diệp Phàm nói, đưa cho Lô An Cường cái bánh hấp dẫn. Đương nhiên, người hướng lên trên, nước chảy xuống dưới. Đi ngược dòng mới là điều tôi nên làm. Đặc biệt đối với chúng ta là những quân nhân, lại càng không thể ẻo lả. Ha ha! Lô An Cương cười bình tĩnh, đột nhiên cũng là có uy thế, hào hùng. Anh ta là người không chịu phục tùng người khác bao giờ. Ha ha! Vậy thì có thưởng, lần này tôi đến Ngư Đồng có nhiệm vụ đặc biệt. Diệp Phàm quyết định ngả bài. Tấm biển ban quân vụ bộ tổng tham mưu chưa dùng đến bao giờ, cũng đã đến lúc nên dùng rồi. Làm kẻ ăn bám lâu cũng không hay lắm, đúng không nào? Có nhiệm vụ đặc biệt. Lô An Cường sắc mặt có chút biến đổi, còn chút điềm tĩnh, liếc nhìn Diệp Phàm, chờ câu sau. Hơn nữa, rất mong đợi. Bình thường cấp bậc có sứ mệnh đặc biệt có thể tìm đến mình thì chắc chắn không phải thấp, chắc là cấp trên cử người. Cái này hẳn Lô Tư lệnh đã nhìn thấy rồi. Diệp Phàm lấy thẻ công tác của ban quân vụ bộ tổng tham mưu từ trong cặp ra, nhẹ nhàng đẩy về phía Lô An Cương. Lô An Cương nhìn lướt qua, giật mình, cầm trên tay, cẩn thận lật qua lật lại, có vài cái dấu chạm nổi. Chẳng những có chữ ký của bộ tổng tham mưu, còn cả hai phó chủ tịch đồng thời ký tên. Đầu tiên là Triệu Bảo Cương, phía dưới là người vừa thay chân Triệu Bảo Cương, Phó Chủ tịch Tần Chí. Phía sau còn có chữ ký của Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lý Khiếu Phong. Cái này, đương nhiên hắn là đại biểu thay mặt cho tổ đặc nhiệm A ký tên. Người ngoài chắc chắn không nhìn ra mánh khóe. Lô An Cương sau khi xác định, không chút do dự, đứng lên, chào theo nghi thức quân đội, nói với Diệp Phàm. Đại tá Lô An Cương của phân khu quân đội Ngư Đồng tham kiến tướng quân. Tốt lắm, ngồi đi. Diệp Phàm gật gật đầu cũng không cãi lại, làm một động tác tay ra hiệu. Cái này, người ta lúc nên nắm lấy thì nắm lấy. Đây được gọi là phong cách lãnh đạo. Không có phong thái lãnh đạo thì ai sẽ kính trọng mình. Không biết thủ trưởng cần tôi phối hợp như thế nào để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Lô An Cương tin Diệp Phàm rút ra hổ. Bởi vì thân phận bí mật của Diệp Phàm chắc chắn là không thể giả dối. Đối với Phó trưởng Ban quân vụ Bộ Tổng tham mưu, quân hàm thiếu tướng này, Lô An Cương khó có thể giữ được bình tĩnh. Thật là chuyện nghịch thiên, thiếu tướng 23 tuổi. Chuyện này trong lịch sử quân đội xem chừng là người đầu tiên. Vậy gia thế của Diệp Phàm hẳn là phải thuộc trong số 10 đại gia tộc hạng nhất ở thủ đô. Có thể dựa vào người như thế. Mặc dù Lô An Cương không còn lựa chọn nào khác nhưng thực ra quyết định cũng khá quyết đoán. Thực ra, gần đây Lô An Cương cũng đang tích cực xem xét vài lãnh đạo cao cấp của quân đội, ông ta cũng muốn tìm một chỗ dựa. Dù sao, ông ấy cũng có thể tự dựa vào mình để thăng lên chức tư lệnh quân phân khu địa khu, muốn đi lên chức quân khu tỉnh mà không có sự nâng đỡ của nhân vật cấp trên trong giới quân sự thì không thể được. Vẫn là câu nói quen thuộc. Tôi cần anh ủng hộ tôi vô điều kiện tại hội nghị thường vụ, anh làm được chứ? Diệp Phàm vẻ mặt uy nghiêm nói. Được. Lô An Cương lại đứng lên, hành lễ nói. Trong mắt anh ta ánh lên một tia vui mừng. Anh ta biết,
cơ hội mà mình tìm kiếm bấy lâu đã xuất hiện. Nếu giúp vị thiếu tướng Diệp Phàm có gia thế lớn như vậy hoàn thành được nhiệm vụ, mình cũng có nền tảng cho việc đi lên sau này. Hơn nữa, Diệp Phàm trẻ tuổi như thế mà được làm thiếu tướng, việc được thăng làm trung tướng hay thượng tướng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với những người trẻ tuổi tiền đồ vô biên như vậy, Lộ An Cương cảm thấy mình không thể bỏ lỡ cơ duyên này được. Lộ Tư lệnh, về sau chúng ta kết giao rồi không cần khách sáo thấp. Chuyện của tôi muốn nói cho anh biết một chút, đều là chuyện cơ mật, bao gồm lãnh đạo của anh, người thân, bạn bè cũng không được hé răng nửa lời. Diệp Phàm hừ giọng nói. Được, tôi hiểu, tôi xin đảm bảo với tư cách là một đảng viên, một quân nhân. Lộ An Cương đáp thẳng thắn. Về vụ thảm án, nói vậy Lộ Tư lệnh cũng nghe nói qua rồi. Có thể cung cấp chút thông tin liên quan đến phương diện này được không? Diệp Phàm sắc mặt dịu đi, làm cho mọi việc trở nên bình thường. Vụ thảm án, là ngày đen tối nhất của Ngư Đồng. Chỉ một buổi tối đã chết 10 người. Cái này, cũng khá trùng hợp. Nếu nói là trùng hợp, vậy cũng quá trùng hợp đi. Lẽ nào nhiều người như vậy ngẫu nhiên lại ở chung với nhau? Tôi nghĩ, trong ngẫu nhiên tồn tại tất nhiên. Lô An Cương nói, rót thêm trà cho Diệp Phàm. Anh nói tiếp đi. Diệp Phàm gật gật đầu. Lúc đó, tôi cũng chú ý đến những điều này. Những người chết hình như đều là người có liên quan đến việc chấp pháp giám sát đất đai, khoáng sản, bất động sản. Hẳn không phải là những người này động chạm gì đến lợi ích của nhân vật quan trọng nào đấy chứ, khiến cho người ta không thể không ra tay nặng làm ra một loạt sự kiện kinh người như vậy, hay có chứng cứ gì đã bị những người chết nắm được khiến phía sau màn không thể không đưa ra hạ sách hạ độc thủ. Bút tích quá lớn, có nhà suýt chút nữa là diệt môn. Lô An Cương nói tới đây, nhìn về phía Diệp Phàm. Ừ, vậy anh có thăm dò được chút tin tức nào không? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Người này không phải là vị lãnh đạo nào ở Ngư Đồng. Lô An Cương chần chừ một lúc rồi nói. Không loại trừ khả năng này, người có thể làm ra việc này thì hẳn là người có quyền lực lớn trong tay. Nhưng vài kẻ có tiền cũng không thể loại trừ. Bọn họ có tiền trong tay, tiền là thứ đồ làm được nhiều việc, bao gồm giết người phóng hỏa, phá nhà, diệt khẩu. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Cho nên thủ trưởng muốn bán cái tượng đồng kia, định nhân đây đánh động một chút. Nước trong khó có sóng gợn, nước đục bắt thì dễ cá. Lô An Cương cười nói. Cũng có chút ý tứ về phương diện này. Tuy nhiên, đưa ra vấn đề này trong thời gian tranh giành quyền lực giữa các lãnh đạo cấp thành phố, thật là phức tạp. Người không muốn thấy tôi làm việc này nhất đương nhiên là Bí Thư Hà. Người muốn tôi làm vậy nhất chính là Chủ tịch Lý và vài người khác. Thủ trưởng muốn thử thăm dò Bí Thư Hà. Nếu ông ta là kẻ đứng sau lưng người khác, ông ta cũng có khả năng này. Nhưng làm như vậy, ông ta được lợi gì chứ? Huống chi ông ta đã có được Ngư Đồng, chẳng dại gì đi làm việc ngu xuẩn như thế. Lô An Cương không kìm lại được hỏi. Một là lợi ích kinh tế rất lớn, hai có lẽ là có điều gì đó gây xúc động thần kinh. Cái này, hiện nay còn mù mờ, không tìm được đầu mối. Cuối năm đến nơi rồi, việc này tạm thời phải chậm lại, đợi sang năm rồi tính tiếp. Tôi hy vọng anh có thể luôn để ý đến phương diện này, âm thầm thu thập tài liệu có liên quan, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo với tôi. Diệp Phàm căn dặn, tôi sẽ dốc toàn tâm toàn lực, Tết tôi còn phải trực, cũng không định về quê ăn Tết, tôi sẽ ở lại Ngư Đồng âm thầm điều tra một chút. Lô An Cương thái độ kiên quyết nói, anh vất vả rồi. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Lô An Cương, xoay người cáo từ. Lúc đi, Lô An Cương đích thân tiễn ra tận cửa. Khiến binh lính ngạc nhiên đến mức suýt rơi tròng mắt. Đêm, đương nhiên không yên lành, đám người Hà Chấn Nam không sao ngủ ngon. Đêm khuya còn tụ tập bàn tán chuyện gì đó. Sáng ngày hôm sau, hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Ngư Đồng được tổ chức. Bên trong, 13 ủy viên thường vụ Ngư Đồng đang ngồi, họ cũng chính là trung tâm quyền lực của thành phố Ngư Đồng. Bí thư thành ủy Hà Chấn Nam vẻ mặt nghiêm túc ngồi vị trí trung tâm, tập trung hút lấy hút để điếu thuốc. Chủ tịch Vũ Quốc Hùng vẻ mặt thản nhiên, tay giơ trên bàn chỉ trỏ trỏ như thể đang có ý định xây nhà cao tầng hay gì đó. Bí thư đảng quần chúng, Thái Chí Dương trông như ông già. Bởi vì dốc sức cho công tác, tóc rụng gần hết, sắp trông như con gà trụi lông rồi, một lúc lại đếm đầu ngón chân, ngồi nhàn nhã, như kiểu hội nghị này là cái hồ câu cá. Phó bí thư ủy ban kỷ luật Vu Chí Hải vẻ mặt thản nhiên ngồi như Bồ Tát,
Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Thôi Minh Khải nghịch chiếc bút máy trong tay, chiếc bút lăn qua lăn lại mà không rơi trên bàn, tay nghề khá thành thạo. Diệp Phàm ngồi đó âm thầm ngưỡng mộ, nghĩ rằng liệu có phải do Phó Chủ tịch nhàn quá hay không, có thể chơi bút máy giỏi đến thế, không đi CCTV Xuân Vãn biểu diễn một chuyến kỹ thuật văn phòng thật là đáng tiếc. Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch thành phố Chu Ngọc Minh ánh mặt âm thầm thăm dò mọi người, nhưng không liếc qua Diệp Phàm một cái. Trưởng ban tổ chức cán bộ Khang Văn Sinh tình cờ nhìn Diệp Phàm một cái, sắc mắt tự dưng lạnh lùng như một con sói phương Bắc, bất cứ lúc nào cũng trực vồ lấy đồng chí nào đó cho uống một cụm. Trưởng ban tuyên giáo Phan Kim Ngọc dường như mãi đùa nghịch mái tóc già nua trên trán. Diệp Phàm lo lắng bà ta làm mình thành con gà trụi lông giống đồng chí Thái Chí Dương thành nhau. Trưởng ban thư ký thành ủy Giang Ly Ly vẻ đoan trang ngồi trên ghế. Dù sao cũng là thục nữ. Nói sai rồi, đã là phụ nữ rồi. Vì con người ta đã đi học trung học mà. Tuy nhiên, bộ ngực kia vẫn khá là to. Tuy nói hơi xệ một chút, nhưng lại đẹp hơn không ngực nhiều. Hơn nữa, vẫn còn khá hấp dẫn với những người đàn ông trung niên. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không hứng thú chút nào, có to đến đâu cũng già rồi, không có ý nghĩa. Tư lệnh quân phân khu Lô An Cương cũng đến đây, đeo quân hàm đại tá, mắt không nhìn ngang liếc dọc, nhìn thẳng vị lãnh đạo nào đó ngồi đối diện. Ngồi đó như tướng quân, khí thế kinh người. Chương 1129, ra tay mạnh mẽ. Đồng chí đối diện bị anh ta nhìn chằm chằm dần trở nên không tự nhiên, sờ sờ cái mũi của mình, âm thầm buồn bực trên mặt mình hẳn không bị dính hạt cơm nào chứ. Bằng không sao Lô tư lệnh lại chú ý đến bộ mặt già cỗi của mình. Đương nhiên vị lãnh đạo này cũng bình tĩnh ngồi. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lô tư lệnh, buồn bực nhưng tuyệt không nói ra. Bởi vì, trận đấu hôm nay có chút khác thường, xem chừng mọi người sẽ đều giả câm giả điếc hết. Bí thư thị ủy thành phố Thanh Châu, La Bình, rất trẻ, xem chừng chỉ khoảng 35, vẻ mặt sáng láng ngồi trên ghế, nhìn quanh, quan sát sắc mặt các vị ủy viên thường vụ, đang cân nhắc điều gì đó, đặc biệt là vẻ mặt của Diệp Phàm và Hà Chấn Nam. Đồng chí La Bình cứ luôn thầm tính mệnh tương của hai người. Liệu có phải thủy hỏa tương khắc, hay kim khắc mộc gì đó hay không? Nếu chỉ bàn về âm dương ngũ hành, Diệp Phàm không kỵ xúc chính là mệnh hỏa, mà Hà Chấn Nam cũng là mệnh thủy lấy nhu khắc cương. Đương nhiên cũng có thể nói Hà Chấn Nam là một đoàn hỏa, Diệp Phàm chỉ là một đốm lửa nhỏ, có chịu được hay không cũng khó nói được. Bí thư thị ủy thị xã Thiên Đông, Phí Thủy Đông càng trẻ hơn. Đúng là thời điểm thiếu phụ Dương Xuân, khuôn mặt trắng bóc kết hợp với tóc búi cao, rất ăn nhập với trang phục, trông đáng yêu như công chúa, khiến cho các đồng chí thường ủy đã lớn tuổi cũng muốn nhảy chồm vào cắn xé. Non xanh quá cũng không thích, lại gây hiềm nghi. Tuy nhiên, với đôi mắt cú vọ, Diệp Phàm phát hiện, người phụ nữ này chỉ chú ý nhìn mình. Hơn nữa không phải là nhìn qua mà là chăm chú quan sát. Bất chợt tự giễu bản thân có phải đã coi trọng mình không? Nghĩ đến chuyện trâu già ăn cỏ non hay gì đó. Tuy nhiên, lập tức bị bác bỏ. Huống hồ mình cũng không phải thuộc loại chim quá non, chụp tha một chút thì cũng được. Đương nhiên Diệp Phàm không có hứng thú lắm. Họp thôi, xong rồi còn giải tán, chúng ta phải tận dụng thời gian, bớt nói những lời vô nghĩa đi. Hà Chấn Nam đột nhiên mở miệng nói. Mọi người vừa nghe, tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người nhìn Hà Chấn Nam, không biết mở cuộc họp để nói cái gì. Lễ tổng kết năm đã tiến hành mà việc sắp xếp Tết âm lịch cũng đã xong. Không phải là tiệc trà nói chuyện phiếm đấy chứ. Hôm nay đã xảy ra một việc lớn, chắc hẳn các vị ngồi đây cũng đều đã nghe nói qua. Về việc đồng chí Diệp Phàm sử dụng hành vi cực đoan kiểu này, nói thẳng ra là không được. Vốn là tôi không định nhắc đến việc này ở cuộc họp. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Lâm đã đích thân hỏi đến, thái độ rất nghiêm khắc. Lãnh đạo đã hỏi, tôi là bí thư Ngư Đồng. Không thể coi chuyện này là trò đùa. Cho nên, về vấn đề liên quan đến đồng chí Diệp Phàm, hôm nay ngay tại cuộc họp này chúng ta tiến hành thảo luận, nên xử lý thế nào mọi người cứ cho ý kiến, tôi sẽ báo cáo ý kiến xử lý lên Phó Chủ tịch Lâm. Hà Chấn Nam bắn loạt pháo mở màn về phía Diệp Phàm. Hơn nữa còn nói thẳng không e ngại, vừa nói đã nhắc đến Phó Chủ tịch Lâm, chụp cái mũ lớn để đè ép sự lôi đình của vạn quân. Những chuyện kiểu này rất hiếm xảy ra. Thông thường, bí thư không hay nói ra những từ ngữ cực đoan như thế. Điều này cho thấy Hà Chấn Nam đã rất bất mãn với Diệp Phàm, đã tới mức phẫn nộ.
Đó là bởi vì Giang Ly Ly và Khang Văn Sinh đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố bàn bạc với công ty Hoành Địa cả nửa ngày mà vẫn không thuyết phục được chủ tịch Trần Phong Đài, tượng đồng Lâm Tắc Tử đương nhiên cũng chưa mua lại được. Hà Chấn Nam rơi vào đường cùng đành phải báo cáo việc này với phó chủ tịch Lâm. Kết quả lại bị chút giận lên đầu. Hà Chấn Nam hoảng hốt, hôm nay vận khí tốt khẳng định sẽ lấy lại được từ Diệp Phàm. Hơn nữa, phải nặng tay trừng trị. Không chỉ là trừng trị, Hà Chấn Nam đã hạ quyết tâm muốn đá tiểu tử không biết nghe lời này ra khỏi thường vụ. Bí thư Hà, lời này ông nói tôi thật sự không hiểu. Rút cục tôi có vấn đề gì, xin ông giải thích cho rõ. Diệp Phàm quyết định không khách sáo nữa, ra mặt đấu với Hà Chấn Nam. Kể cả hôm nay có thất bại đi chăng nữa thì cũng tỏ rõ được thái độ của mình. Bằng không, việc phá án không thể trông cậy vào một người yếu đuối được. Không phá được án thì cũng mất chức, vì chức quan nên phải dũng cảm tiến tới. Vấn đề gì, vừa rồi Bí Thư Hà đã nói rất rõ ràng, chính là việc bán đấu giá tượng đồng Lâm Tắc Tử. Tôi muốn hỏi đồng chí Diệp Phàm một chút. Người ta là Hoa Kiều ở Hồng Kông ưu ái quyên tặng, Phó Chủ tịch Lâm đích thân xuống cắt băng tượng đồng, anh có quyền gì mà đem đi bán đấu giá? Nói khó nghe một chút, anh là một lãnh đạo vô tổ chức, vô kỷ luật, không để ý đến biểu hiện nghiêm túc của lợi ích quốc gia. Trưởng ban tổ chức cán bộ Khang Văn Sinh nghiêm khắc phê bình. Cùng với Hà Chấn Nam tấn công mạnh mẽ về phía Diệp Phàm. Tượng đồng nếu là Hoa Kiều Hồng Kông quyên tặng Cục Công an thành phố, thì quyền sở hữu tượng đồng là của Cục Công an thành phố. Đồng chí Diệp Phàm xử lý như vậy cũng hợp tình hợp lý. Thật ra tôi không thấy biểu hiện của sự vô tổ chức vô kỷ luật lại còn vô lãnh đạo nữa ở chỗ nào cả. Phó Bí Thư Thành ủy Vu Chí Hải, người vẫn luôn im lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng. Anh ta được phân công quản lý ủy ban kỷ luật, xếp thứ tư trong nội bộ đảng, Vu Chí Hải so với Khang Văn Sinh, trưởng ban tổ chức cán bộ, thì sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, vừa nói đã là thái độ rất rõ ràng, lời lẽ chặt chẽ. Chưa từng thấy anh ta như vậy bao giờ. Lời nói lập tức kinh động bốn phương. Rõ ràng muốn nói đỡ Diệp Phàm, Hà Chấn Nam không chỉ ngạc nhiên mà còn nghi ngờ. Nếu bảo Diệp Phàm thuyết phục Vu Chí Hải thì hẳn là không có khả năng. Bản thân mình ở với cậu ta mấy năm cũng chưa nói đến chuyện bảo cậu ta gia nhập hội của mình. Trước kia cũng định dở thủ đoạn càn khôn đại na gì bắt cậu ta chuyển đến nơi khác. Tuy nhiên rất kỳ lạ là cấp trên không đồng ý. Người này luôn có vẻ bí hiểm, không ra mặt bao giờ, có vẻ như là không có chỗ dựa vững chắc. Hà Chấn Nam vẫn khá nghi ngờ, không hiểu được người này rút cục thế nào. Mà một cậu thanh niên như Diệp Phàm làm sao có khả năng chỉ trong 3 ngày mà thuyết phục được một người có lập trường kiên định như Vu Chí Hải. Bí thư Vu, việc này Diệp Phàm đã báo cáo với Bí thư Hà, đã được sự đồng ý rồi đúng không? Sau một lúc sững sờ, trưởng ban tuyên giáo Phan Kim Ngọc phát động đợt tấn công thứ hai. Nói nhảm, chuyện gì cũng phải báo cáo với lãnh đạo, thế thì e Bí thư Hà mệt muốn chết. Bí thư Hà nắm trong tay toàn bộ thành phố. Trước kia chính ông ấy cũng thường giải thích ở hội nghị, nói là những việc nhỏ nhặt quá thì không cần báo cáo với ông ấy. Nói vậy đồng chí Diệp Phàm quyết định hàng ế bán kèm với hàng bán chạy cũng là đã suy nghĩ trước sau rồi mới quyết định. Vậy làm gì có chuyện vô tổ chức không tôn trọng lãnh đạo ở đây? Lúc này, Phó Chủ tịch Thành phố, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chu Ngọc Minh phản kích lời nói của Phan Kim Ngọc. Lại một Ủy viên Thường vụ lập trường kiên định đứng ra bảo vệ Diệp Phàm khiến cho đám người Hà Chấn Nam đầy tự tin bắt đầu thấy bị đả kích. Cảm thấy liệu có phải hôm nay gặp quỷ? Có phải hay không thời tiết ngư đồng thay đổi, sao lại khác thường như vậy? Hà Chấn Nam lén nhìn Lý Quốc Hùng và Thái Chí Dương, phát hiện hai người vẻ mặt thản nhiên, âm thầm nghĩ đây không phải là hai người họ liên kết với nhau tạo để diễn trò. Với sức ảnh hưởng của Diệp Phàm thì không có khả năng thuyết phục được hai ủy viên thường vụ khá cẩn trọng là Vu Minh Hải và Chu Ngọc Minh. Tượng đồng tuy nói bán không được bao nhiêu tiền, cũng chỉ mấy triệu, nhưng ảnh hưởng mà nó tạo nên thì rất lớn. Đây là do Hoa Kiều người ta có tấm lòng quyên tặng, làm sao có thể bán lấy tiền. Chỉ nói về bản thân tượng đồng, đó là vấn đề về mặt tinh thần, là tượng trưng cho chính nghĩa. Khi đó Lâm gia ở Hồng Kông quyên tặng tượng đồng cũng từng nói, muốn để anh hùng một thân chính nghĩa Lâm Tắc Tử, vĩnh viễn bảo vệ Cục Công an thành phố để đảm bảo việc chấp pháp theo lẽ công bằng, bảo vệ bình an. Trưởng ban thư ký thành ủy, Giang Ly Ly dùng yếu tố tinh thần để phản bác Chu Minh Ngọc. Đồ quyên tặng không thể bán lấy tiền, thật là những lời vô nghĩa.
trưởng ban thư ký Giang, cô không thấy, lần nào thiên tai địch họa cũng được người ta quyên tặng. Ví dụ như chăn bông quần áo, máy móc lớn, có lúc giao thông bất tiện cũng còn chưa phải đổi thành tiền để quyên góp. Cho nên mấu chốt là tiền bán được sẽ dùng vào việc gì. Tôi đã nghe đồng chí Diệp Phàm nói qua, tất cả đều là để phá án. Cái này, vì sao bí thư Diệp phải bán tượng đồng? Hẳn phải có nguyên nhân. Chúng ta không ngại việc thảo luận về việc bán pho tượng. Tư lệnh quân phân khu Lô An Cương là quân nhân, lời nói rất không hoa mỹ nhưng lại rất có chính nghĩa. Ha ha, thật ra tôi có nghe nói, hình như cục công an thành phố còn không có gạo cho vào nồi. Lúc này, phó chủ nhiệm thường vụ thành phố, Thôi Minh Khải mới nhìn thấy ánh mắt của Lý Quốc Hùng hướng về phía anh ta. Lập tức góp lời để hỗ trợ. Ừ, cảnh sát đi công tác phải ở trọ, xe cảnh sát cũng sắp chẳng đi được nữa rồi. Hôm đó tôi kiểm tra nợ nần của cục công an, không ngờ là bị âm nhiều chục nghìn. Diệp Phàm với một vẻ mặt chua xót mỉm cười một tiếng. Đương nhiên là để mọi người thấy cảm thông. Diệp Phàm ngừng lại một chút, nhìn mọi người một lượt, còn nói thêm. Chắc hẳn C hôm trước khi tôi nhậm chức ở cửa cục công an thành phố đã bị ném chứng thối, chuyện đáng xấu hổ này đã truyền đi khắp Ngư Đồng. Nhật báo Ngư Đồng chẳng phải đều đăng, hình như còn là bài đầu tiên ở trang đầu. Tôi ngạc nhiên vì sự coi trọng của trưởng ban Phan cũng đồng thời với tin tưởng rằng phó trưởng ban Phan của Bộ Tuyên giáo cũng là vì cục thành phố mà đánh tiếng, muốn nhân cơ hội tuyên truyền về thái độ của cục thành phố đối với vụ thảm án. Về điểm này, trước tiên tôi xin cảm ơn sự coi trọng và chiếu cố mà trưởng ban Phan dành cho chúng tôi. Tích cực ủng hộ trợ giúp công tác của tôi. Hơn nữa, khi đó tôi cũng từng nói, phá án trong vòng nửa năm, nếu không phá được án tôi cởi bỏ quân phục cảnh sát. Lúc ấy Di Âm Đốc Trần cũng nói qua, trong nửa năm không phá được án, bộ máy thành viên của tổ chức đảng cục đều phải từ chức. Đây được gọi là chiến đấu đến cùng. Tôi đang ở trong tình huống này. Trứng gà chỉ là mồi lửa, tuy nhiên, không có kinh tế mạnh làm hậu thuẫn, đến xe cảnh sát còn tắt máy, cục chúng ta phá án thế nào đây? Ngựa muốn chạy cho nhanh, dù sao cũng phải có chút vốn liếng. Hôm đó tôi tìm Chủ tịch Thôi và Chủ tịch Lý. Hai người đó đều rất ủng hộ công tác của cục chúng ta. Liền cấp cho cục mấy triệu, để phá án. Đúng là có chuyện này. Khi đó tôi cũng nghĩ đến khó khăn đặc biệt của cục. Hơn nữa, xu hướng phát triển của một vài ngành kinh tế trẻ của Ngư Đồng chúng ta cũng khá tốt. Khu thắng cảnh du lịch Mỏ Dương Điền và Cửu Tử Câu lần lượt xây dựng xong, cũng cho chúng ta cơ hội tài chính lớn. Trong tình trạng không bị thiếu tiền nữa, mà bóng đen của vụ thảm án cứ bao phủ Ngư Dương. Nói khó nghe chút, bây giờ hơn 10 giờ tối, trên đường khó nhìn thấy vài bóng người. Chương 1130, Đảng giáo dục chúng ta phải có trách nhiệm. Ngày xưa Ngư Đồng phồn hoa sao giờ thành quạnh hiu như này, chính vì vụ thảm án. Nếu bí thư Diệp đã có quyết tâm như vậy, Ủy ban Nhân dân chúng ta có phải cũng nên tỏ thái độ ủng hộ chứ? Việc phá án là cảnh sát xông vào tiền tuyến, chúng ta là hậu tuyến cũng tuyệt đối không được làm cho họ bị vướng chân. Gần đây tôi cứ hay suy nghĩ, tòa nhà của cục thành phố có phải cũng nên xây thêm vài tầng không? Nói thật ra, cục thành phố cũng hơi cũ nát rồi. Con trâu già làm sao kéo được cả đội ngũ của cả cục thành phố lớn như vậy? Cục không có sức mạnh, không tràn đầy sức sống, bụng đói làm sao phá án được? Thế thì thành thần thoại rồi. Việc này tôi cũng bàn bạc qua với đồng chí Thôi Minh Khải rồi, tiện ở đây cũng đề cập luôn. Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định cấp thêm 10 triệu cho cục thành phố xây dựng tòa nhà, cải thiện tình trạng xuống cấp của cục thành phố. Về điểm này, bởi vì số tiền cũng không nhỏ, các đồng chí thử cho ý kiến xem. Chủ tịch Lý Quốc Hùng giọng điệu thản nhiên, nhưng từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm vào Hà Chấn Nam khiến ông ta lập tức đứng dậy đập bàn, chửi bới cả đoàn thể. Ha ha, cảm ơn ý tốt của chủ tịch Lý. Chỉ có điều, số tiền đó chắc chẳng đến tay được. Cục trưởng Lôi của Cục Tài chính thành phố cũng nói không còn tiền, phải chờ tới sau tháng 4 sang năm. Tôi nghĩ, bọn họ chờ được chúng ta cũng chờ được, không thể cứ lãng phí thời gian, để lỡ cơ hội phù hợp nhất để phá án. Cho nên, chúng ta cũng được ăn cả ngã về không. Phải biết rằng, Cục thành phố cũng không có cái gì để mà kiếm ra tiền. Dù sao cũng thể bảo tôi bán đấu giá mấy cái xe cảnh sát cũ nát. Hơn nữa, bán cũng chẳng được mấy tiền. Huống chi, có người dám mua sao? Chỉ có pho tượng đồng còn đáng giá chút tiền. Hơn nữa, tôi cũng đã tính toán từ trước, chỉ tạm thời chuyển nhượng cho người khác,
khi có tiền tôi chắc chắn sẽ chuộc lại, đương nhiên phải được sự đồng ý của người mua mới được. Diệp Phàm thản nhiên nói, mũi nhọn chỉ thẳng về phía người phụ nữ là cục trưởng cục tài chính, An Lôi. Cục tài chính thành phố không có tiền, sao có thể thế được nhỉ? Diệp Phàm, anh có thể dùng danh phận đảng viên chứng minh lời anh nói là sự thật không? Lúc này, bí thư đảng quần chúng Thái Chí Dương đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn có vẻ không tin Diệp Phàm. Thực ra là tấn công về phía cục trưởng cục tài chính An Lôi. Đương nhiên, tôi dùng danh phận đảng viên và cả nhân cách của tôi làm bằng chứng. Lúc ấy cùng đi còn có vài đồng chí của cục thành phố. Ví như mấy người là trưởng phòng hậu cần Lưu Đông Thăng, phó cục trưởng thường trực Chu Thiết Kiếm. Hơn nữa, việc này tôi còn tự mình đi tìm Bí Thư Hà để hỏi, Bí Thư Hà cũng rất khẩn trương, trực tiếp gọi điện hỏi cục trưởng An về việc này, kết quả trả lời là không có tiền. Nói ra cũng thật ngại, khi đó tôi còn nhờ người lén kiểm tra sổ sách của cục tài chính, phát hiện bên trong còn có hơn 100 triệu. Đương nhiên, về điểm này là người của cục thành phố đã làm sai, nhưng cũng là vì bất đắc dĩ. Về điểm này tôi xin nhận lỗi với các vị ngồi đây. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, cục trưởng An nói khoản tiền kia là của người khác. Cuối cùng Bí Thư Hà còn trích quỹ ra mấy trăm cấp cho cục tôi. Chỉ có điều, đối với bộ máy khổng lồ của cục thành phố, không có nhiều tác dụng lắm. Tuy nhiên, tôi cũng phải cảm ơn Bí Thư Hà đã ủng hộ tôi rất lớn đối với công tác của tôi. Điểm này, các đồng chí cảnh sát của cục thành phố đều nhớ kỹ trong lòng. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Ủa, xem ra đúng là cục tài chính không có tiền, ha ha. Lý Quốc Hùng cười nhạt nói, đầy thâm ý. Dù có khó khăn thế nào, anh cũng có thể nói lại tình hình với chúng tôi, cũng có thể báo cáo với hội nghị thường vụ. Nhưng không thể bán tượng như thế, đây là việc làm tuyệt đối không được cho phép. Trong việc này, đồng chí Diệp Phàm xử lý không được ổn thỏa lắm. Tôi kiến nghị xử phạt theo lỗi nặng nhất, về vấn đề này, các đồng chí có thể bàn bạc. Hà Chấn Nam nói tới đây, liếc mắt nhìn mọi người. Lão ta còn nói thêm. Tuy nhiên, trước khi tiến hành thảo luận, tôi phải nhắc với mọi người một chút, đối với việc này, Phó Chủ tịch Lâm rất để tâm, cũng có thể nói là khá phẫn nộ. Đã đề nghị thành lập tổ điều tra do công an, viện kiểm sát và tòa án hợp lại để điều tra việc này của ngư đồng chúng ta. Thái độ của Phó Chủ tịch Lâm, tôi đề nghị các ủy viên thường vụ ngồi đây suy xét một chút. Nếu tỉnh đã hạ quyết tâm, thành phố chúng ta cũng không làm gì được. Cứ im lặng không mở miệng, nhưng ít ra trước khi họ xuống chúng ta cũng phải tỏ rõ thái độ mới được. Quyết định hôm nay sẽ được ghi lại, mọi người cho ý kiến đi. Hà Chấn Nam đem Phó Chủ tịch Lâm ra để gây áp lực với mọi người. Muốn cho các ủy viên thường vụ thấy được áp lực phía trước, Hà Chấn Nam lôi cả thái độ của Phó Chủ tịch Lâm ra để ám chỉ. Phái tổ điều tra, ý tứ rất đơn giản, chính là muốn điều tra Diệp Phàm. Đương nhiên là đồng chí Diệp Phàm làm sai, nếu không làm sao phái tổ điều tra liên hợp xuống. Xử phạt lỗi nặng, Diệp Phàm có sai hay không bây giờ còn chưa điều tra rõ ràng, hơn nữa, tôi cho rằng, việc Diệp Phàm làm cũng không phải lỗi gì lớn cả, nếu nói là sai thì vài đồng chí có thể cũng đều có vấn đề. Vu Chí Hải thầm nhắc nhở một chút. Hà Chấn Nam khóe miệng hơi co giật, biết ông ta ám chỉ cục trưởng cục tài chính An Lôi. Phải điều tra, thì tôi thấy cũng phải điều tra cả cục tài chính thành phố mới được. Về phần xử phạt đối với đồng chí Diệp Phàm, tôi thấy trước khi điều tra rõ thì chẳng có lý do gì để làm như này. Lý Quốc Hùng không ngờ đề nghị như vậy. Đúng, không điều tra thì không có quyền phát ngôn. Thôi Minh Khải nói thêm vào một câu. Các vị, Phó Chủ tịch Lâm đã tỏ thái độ, chúng ta còn cần phải chờ người trên tỉnh xuống mới có thái độ rõ ràng sao? Tôi thấy việc xử phạt đối với đồng chí Diệp Phàm là thích đáng, chẳng có gì không ổn cả. Nếu đợi Phó Chủ tịch Lâm về giải quyết, chúng ta có vẻ khá bị động. Khang Văn Sinh lạnh lùng nói. Nếu ý kiến mọi người khó có thể thống nhất, ta giơ tay biểu quyết, thế nào? Lý Quốc Hùng liếc nhìn Hà Chấn Nam nói. Biểu quyết cái khỉ ý. Hà Chấn Nam thầm mắng, miệng hừ nói. Nếu ý kiến mọi người về việc xử phạt mà khác nhau quá lớn, vậy để đến sau khi tổ điều tra trên tỉnh về đưa ra kết luận rõ ràng rồi bàn tiếp. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm phải nhận điều tra, cho nên phải tạm thời cách chức. Tạm thời cách chức, Bí Thư Hà, thảm án còn đang chờ tôi, hơn nữa, việc này cũng chưa rõ ràng, tôi kiên quyết phản đối việc ngừng công tác của tôi.
và cũng chẳng có lý do gì bắt tôi ngừng công tác. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đúng, còn chưa bắt đầu điều tra đã tạm thời cách chức. Đạo lý này ở đâu ra vậy, thật không thể hiểu nổi. Vu Chí Hải lạnh lùng nói. Tôi cũng cho rằng việc tạm thời cách chức là không thể, cục thành phố không thể không có người cầm lái. Tất cả đều phải lấy vụ thảm án làm trọng. Nếu không phá được án, anh và tôi đều là tội nhân của Ngư Đồng. Nếu vì thế mà khiến dân chúng bị khủng hoảng, những khách tham quan bên ngoài không dám tới Ngư Đồng, khiến kinh tế thụt dốc, chúng ta bị thụt lùi so với toàn tỉnh, lòng người không ổn định, chẳng những tôi và anh khó sống, khi phía tỉnh hỏi đến, mọi người đều không thể gánh hết trách nhiệm, hậu quả khá nghiêm trọng. Chu Ngọc Minh đánh giá vấn đề từ phương diện kinh tế, phản đối cách chức. Về vấn đề có tạm thời cách chức không cũng có thể giơ tay biểu quyết. Lúc này bí thư đảng quần chúng Thái Chí Dương lại đột ngột lên tiếng. Hà Chấn Nam hận không thể tiến đến cho thằng nhãi này cái bạt tai. Cảm thấy người này rất hay làm việc bất thình lình, lúc nào cũng khiến mình giật mình, khiến người khác khá là khó chịu. Trước tiên chúng ta nên xin ý kiến Phó Chủ tịch Lâm trước chẳng phải tốt hơn sao? Lúc này, Khang Văn Sinh đột nhiên nói. Hà Chấn Nam giật mình nói. Đề nghị của trưởng ban Khang rất hay. Chúng ta hãy tạm chưa đưa ra ý kiến, chờ xin chỉ thị của Phó Chủ tịch Lâm. Nói xong, nhấc điện thoại, báo cáo việc phải lựa chọn trong vấn đề của Diệp Phàm với Phó Chủ tịch Lâm. Việc này còn cần phải hỏi tôi sao? Các đồng chí biết không? Bí thư tỉnh ủy Triệu cũng đã đích thân hỏi đến. Nói là Lâm gia ở Hong Kong đã kiến nghị với tỉnh ủy, ảnh hưởng rất lớn. Các đồng chí tổ điều ta chắc cũng sắp đến Ngư Đồng, mọi người chuẩn bị dần đi. Lâm Phong lạnh giọng nói, gác máy. Lời nói của Lâm Phong tất cả mọi người đều nghe thấy, vẻ mặt các ủy viên thường vụ không giống nhau. Ha ha, nếu tổ điều tra sắp đến rồi, vậy để các đồng chí ở tổ điều tra xử lý Diệp Phàm đi, tan họp. Hà Chấn Nam tâm trạng đột nhiên vui hẳn lên. Phó Chủ tịch Lâm truyền đạt một tin quá rõ ràng, đến bí thư tỉnh ủy cũng để ý đến, việc này chắc chắn quá rồi. Và tuyệt đối là bất lợi cho Diệp Phàm. Triệu Sương Sơn làm cái gì? Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ. Nếu ông ta muốn nhân cơ hội này động đến mình, tuyệt đối không thể nào. Mình đến Ngư Đồng cũng không đắc tội gì ông ta. Hơn nữa, phân lượng của mình cũng không đáng để người có ảnh hưởng lớn như Triệu Sương Sơn phải động vào. Hay là Triệu Sương Sơn muốn thông qua mình để động vào ai khác? Vậy cũng tốt, ông mượn thế tôi mượn thế ông. Diệp Phàm giật mình thầm nghĩ. Người phụ nữ An Lôi cũng quá kiêu ngạo. Phải cho cô ta thấy chút màu sắc mới được. Tổ điều tra của tỉnh xuống có tổ trưởng là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tống Quang Huy nắm giữ ân soái. Một người trung niên ôn hòa, mắt hí không to. Tổ điều tra ở tại nhà khách Ngư Đồng, Hà Chấn Nam dẫn theo vài người đích thân đi đón. Nói là mai sẽ nghỉ để mừng năm mới, tranh thủ thời gian ngắn làm rõ sự việc. Cho nên buổi chiều sẽ bắt đầu điều tra thu thập chứng cứ. Trước tiên bắt đầu từ Cục Công an thành phố. Những nhân viên có liên quan đều được gọi lên hỏi. Sau đó là lãnh đạo thành ủy có liên quan đến việc này, Diệp Phàm là người đầu tiên. Sau đó là Thôi Minh Khải, Lý Quốc Hùng đều được gọi lên. Mà Hà Chấn Nam đã có chỉ thị, An Lôi đương nhiên cũng bị gọi đến hỏi chuyện. Điều lạ là việc điều tra Cục Công an còn không chi tiết tỉ mỉ bằng việc điều tra Cục Tài chính thành phố. Mà về vấn đề này, Diệp Phàm đã sớm giao cho mấy cảnh sát hình sự giỏi đem tất cả tài liệu liên quan giao cho Tống Quang Huy. Hà Chấn Nam mơ hồ cảm thấy điều gì, sắc mặt khá khó coi. An Lôi, Cục Tài chính thành phố còn khoản tiền hơn 100 triệu, sao không rút ra để cấp cho Cục Công an thành phố? An Lôi ngồi trên sofa, Tống Quang Huy ngồi trên ghế xoay cạnh bàn làm việc, bên cạnh còn có ba bồi thẩm viên, tư thế nghiêm khắc giống như phòng thẩm vấn của Cục Công an. Tuy nhiên, Tống Quang Huy đích thân hỏi việc này, An Lôi để lộ ra chút hoảng hốt. Dù sao, Tống Quang Huy là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Bình thường không có việc gì ông vẫn thường tươi cười, đột nhiên bây giờ trở nên nghiêm nghị như bao hắc tử, khiến cho người ta khá sợ hãi. Mọi quan chức đều sợ ủy ban kỷ luật, huống chi là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, chức danh đó càng khiến người ta hoảng sợ hơn. Tôi đã giải thích qua rồi, khoản tiền kia là của người khác. Đã đồng ý với người ta, tôi không thể lật lọng được. Đảng giáo dục chúng ta phải có trách nhiệm. An Lôi lấy lại bình tĩnh nói. Chương 1131, Cục trưởng Cục Tài chính nhận bài học. Khi bí thư Hà đích thân hỏi đến việc này, cô
cô cũng trả lời như vậy sao? Tống Quang Huy thản nhiên hỏi, không nhìn ra được vẻ mặt và tâm lý. Đúng vậy, khi Bí Thư Diệp hỏi tôi dựa theo tình hình thực tế trả lời, sau đó khi Bí Thư Hà gọi điện thoại tới hỏi, tôi cũng trả lời như thế. An Lôi bình tĩnh nói, mịt mờ quét Tống Quang Huy liếc mắt một cái, phát hiện người này vẫn không thay đổi vẻ mặt, chẳng thể nhận ra đang buồn hay vui. Làm cục trưởng cục tài chính thành phố, chẳng lẽ thật sự sẽ không kiếm đâu ra vài triệu để cấp cứu tạm thời cho cục công an thành phố sao? Ngư Đồng các cô không phải là thành phố có nền kinh tế mạnh xếp thứ tư toàn tỉnh sao? Hơn nữa, dù sao, thảm án 88 vẫn còn đang chờ để phá án cơ mà. Tống Quang Huy vẻ mặt chân thành nói. Sắp nghỉ lễ rồi, bận rộn quá, cả ngày tôi cứ bận với mấy khoản tiền trong kế hoạch, thật sự chẳng có thời gian nữa. An Lôi trả lời, cảm giác phó bí thư Tống này bề ngoài thì thấy nói năng nhẹ nhàng, nhưng lại tạo cho người ta một áp lực vô hình nặng như núi đè vậy. An Lôi cảm giác sắp không thở nổi nữa rồi. Vậy cô có thể nói khoản tiền 100 triệu kia sẽ cấp cho ai không? Người đàn ông trung niên bên cạnh đột nhiên hỏi. Cái này, đối tượng được cấp trong kế hoạch khá nhiều, tôi nhất thời không thể nhớ rõ. Nếu như lãnh đạo cần tài liệu cụ thể, tôi có thể về cục tài chính bảo người ta chỉnh lý đem đến. An Lôi nói, nhưng kỳ thực trong lòng có chút hoang mang. Hừ, xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cái này là cái gì, cô tự xem cho kỹ đi. Người trung niên kia hừ lạnh một tiếng, đưa tài liệu mà Diệp Phàm cung cấp cho An Lôi. Sau khi nhận An Lôi lật xem một lượt, mặt hơi trắng ra, nói. Cục công an thành phố chưa được phép đã điều tra cục tài chính chúng tôi, cái này rõ ràng là trái pháp luật, tài liệu này không thể làm chứng cớ. Thịch một tiếng, người trung niên vỗ mạnh tay xuống bàn, hừ giọng nói. Còn dám ngụy biện à, sao cô biết tài liệu này là do cục công an thành phố đưa lên, chẳng lẽ ủy ban kỷ luật chúng tôi khi điều tra lấy chứng cứ thì không có quyền điều tra cục tài chính các cô sao? Cô có cái suy nghĩ gì vậy? Cục tài chính thành phố không phải là cơ quan nhà nước do đảng lãnh đạo sao? Xem ra, tư tưởng nhận thức của cô lệch lạc ngay từ bước đầu tiên rồi, cục tài chính các cô lớn bằng trời. Có thể đứng độc lập ngoài sự lãnh đạo của đảng, hơn nữa, cấp trên đã có toàn bộ nhân chứng vật chứng rồi, cô còn gì để nói nữa không? Tôi, cái này, An Lôi nhất thời hoảng thần, thì thào một lúc. Có người nói với tôi, cô chẳng cấp tiền, mà cục công an thành phố thì đang toàn lực phá vụ thảm án 88, cô lại đứng ở giữa ngang ngược ngăn cản, có phải là đang lo lắng gì không? Lẽ nào cô có liên quan đến thảm án 88? Nếu như không nói rõ, thế thì chúng tôi có quyền hoài nghi động cơ của cô. Tống Quang Huy đột nhiên hừ giọng nói. Giọng khá lạnh. Không phải như thế, cái này. An Lôi chu mồm thè lưỡi, nói nửa câu cũng không nói được. Thế nào, có phải thực sự là đã đoán đúng rồi không? Thành thật chút đi, thảm án 88 rốt cuộc là như thế nào? Tống Quang Huy bức chặt, nếu như An Lôi không nói thật, thế thì vụ thảm án 88 thực sự có liên quan đến cô. Nếu như có dính vào vụ thảm án, vậy thì cô ta còn hy vọng gì chứ? Không tới 2 tiếng đồng hồ, dưới sự tấn công mạnh mẽ của Tống Quang Huy, An Lôi đã nói ra đây là lãnh đạo mờ mịt có ý sắp xếp. Nhìn khẩu cung của An Lôi, tuy Tống Quang Huy không nói gì, nhưng mặt Hà Chấn Nam hơi tối lại, một lúc lâu không nói được gì. Thật lâu sau, mới nói. Tôi cũng không có ý gì khác, cái đó, là do đồng chí An Lôi hiểu sai lệch thôi. Là nhân vật số 1 ở Ngư Đồng, tôi không thể làm ra những chuyện tổn hại đến lợi ích cục công an thành phố, tổn hại lợi ích dân chúng, lợi ích quốc gia được. Đương nhiên, đối với đồng chí An Lôi luôn có tác phong hống hách, tôi đã không kịp thời phát hiện và uốn nắn, gần đây tôi cũng có nghe nói, đồng chí An Lôi có chút vấn đề về tư tưởng. Đối với những chuyện vì nhân dân phục vụ đồng chí ấy có hơi kéo dài, thậm chí, có lúc cũng cố ý làm khó dễ các đồng chí bộ phận khác đến nhận tiền. Trước kia tôi cứ tưởng đây là tin đồn nhảm, xem ra, cần phải giáo dục lại cô ấy một chút. Hơn nữa, chức vị của cô ấy trước kia là do tôi đề cử, tôi không thể nào trốn tránh trách nhiệm lãnh đạo được. Xin các lãnh đạo cứ xử phạt tôi, khi về tôi lập tức mở hội nghị thường vụ, thảo luận vấn đề xử lý đồng chí An Lôi. Đối với những đồng chí kiểu tư tưởng lười nhác, coi tiền của quốc gia như tiền của mình có quyền tùy tiện sử dụng, thành ủy chúng tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Cần đổi người sẽ lập tức đổi người, nên khai trừ cũng sẽ quyết nghiêm túc. Liên quan đến lợi ích của mình là Hà Chấn Nam liền ném rất quân cờ An Lôi không chút do dự.
liếc nhìn Tống Quang Huy một cái, còn nói thêm. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm cũng làm hơi quá. Không có tiền thì có thể nghĩ biện pháp khác, cục tài chính thành phố cũng đâu phải là không đưa tiền, chẳng hạn tạm thời vây ở ngân hàng một khoản, hoặc nghĩ cách gì đó. Người di chuyển thì sống, cây di chuyển thì chết, chỉ cần kéo dài một thời gian thôi mà. Hôm nay, tạo ra chuyện thế này gây ảnh hưởng bất lợi, anh ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Bí thư Triệu đã từng nói lúc tôi xuống đây, nói là các cán bộ chúng ta đều phải triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của đảng, tất thảy đều phải lấy chỉ huy của đảng làm chuẩn. Đồng chí Diệp Phàm không đem chuyện này nhẫn nại giải thích rõ cho bí thư đảng ủy anh, là anh ta hơi nôn nóng. Nhưng, vì thấy anh ta một lòng phá án, chuyện này có thể cho qua. Còn chuyện Tượng Đồng cứ giao cho anh ta đi xử lý, coi như lập công chuộc tội đi. Chỉ có điều, với Cục Công an thành phố, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Ngư Đồng các anh cũng nên ủng hộ mạnh mẽ mới đúng, phải ủng hộ tài lực vật lực, tranh thủ phá án sớm. Còn để nhân dân Ngư Đồng có được bầu trời trong sáng nữa chứ. Về phần An Lôi, đó là chuyện của đảng ủy thành phố Ngư Đồng các anh, bên trên không can thiệp chuyện các anh xử lý cô ấy. Tuy nhiên, cá nhân tôi muốn nói vài câu ở đây, các anh cứ coi là nói chuyện bình thường không cần làm thật. Tống Bí Thư, anh cứ nói. Hà Chấn Nam vẻ mặt cung kính nói, biết không bảo vệ được An Lôi nữa rồi. Bí Thư tỉnh ủy Triệu Sương Sơn ở trên mượn tay Diệp Phàm, chỉnh An Lôi là để chỉnh chính mình. Diệp Phàm và An Lôi, đơn giản là hai quân cờ vừa đúng lúc thôi, mà mục tiêu chủ yếu của tổ điều tra này chính là Bí Thư thành ủy mình đây. Được đi thăm đỉnh núi rồi. Hà Chấn Nam trong lòng thầm lẩm bẩm câu này. Vì Hà Chấn Nam là thân tín của nguyên bí thư tỉnh ủy Lôi Đạo Toàn, là do một tay ông ta để bét lên. Còn nguyên bí thư tỉnh ủy Lôi Đạo Toàn với Triệu Sương Sơn Triệu gia không cùng thuộc một tập đoàn chính trị. Sau khi Triệu Sương Sơn điều đến tỉnh Việt Đông, Hà Chấn Nam trong lòng có chút băn khoăn. Làm cho Lôi Đạo Toàn bất mãn, không thể làm chuyện đáng xấu hổ người xưa đi trà đã lạnh được. Quan trường có quy củ của quan trường. Nếu như anh làm việc tuyệt tình quá thì sau này sẽ chẳng ai dám kết bạn với anh nữa, dù là để anh dựa vào đi lên, lãnh đạo người ta cũng chẳng dám dùng anh, chỉ sợ loại cỏ đầu tường như anh sau lưng lại ngầm đâm một dao thì thật là thảm bại. Cho nên, cho đến giờ, Hà Chấn Nam vẫn chưa đến chỗ Triệu Sương Sơn chào hỏi. Chuyện lần này, Hà Chấn Nam sớm nghĩ đến Triệu Sương Sơn. Bằng không, tổ điều tra sao lại có tin tức mạnh đến thế, kết quả khiến người ta không thể ngờ. Tiếng sấm to mưa lại nhỏ, Diệp Phàm lại chẳng bị chuyện rắm gì, còn thân tín An Lôi của mình ngược lại trở thành vật hy sinh. Đây là Triệu Sương Sơn muốn nhắc nhở Hà Chấn Nam, muốn nắm được người của anh chỉ cần bỏ chút sức thôi. Nếu còn không nghe lời, lần sau sẽ đến lượt anh đó. Cá nhân tôi cảm thấy đồng chí An Lôi không hề thích hợp với vị trí này, làm ra một chuyện lớn như vậy mà cô ấy lại trốn tránh trách nhiệm. Nếu như cô ấy có thể cấp khoản tiền ấy xuống đúng lúc, thì sẽ không xảy ra chuyện bán Tượng Đồng, cũng không xảy ra những ảnh hưởng lớn thế này. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của cá nhân tôi, anh không cần để ý, coi như nói chuyện phiếm thôi. Còn chuyện Ngư Đồng các anh trở về đích thân tôi sẽ báo cáo với Bí Thư Triệu. Tống Quang Huy vẫn chưa ăn cơm chiều, lái xe về ngay, tổ điều tra vừa điều tra xong đã bỏ đi, thời gian dừng lại ở Ngư Đồng còn không được 20 tiếng, thực sự không thể tưởng tượng được. Sáng sớm hôm sau, thành ủy thành phố Ngư Đồng lập tức phản ứng rất nhanh, đồng chí An Lôi bị cách chức tạm thời chưa được phân công, đưa cho đảng xử phạt lỗi nặng nhất. Chức cục trưởng cục tài chính của cô nàng tạm thời do phó cục trưởng thường trực Uông Đạo Thuận xử lý, chủ tịch thành phố Lý xét thấy tình hình đặc thù của cục công an thành phố, quyết định cấp thêm 10 triệu để cục công an thành phố xây lại trụ sở làm việc. Nghe nói Tương Đồng Lâm Tắc Từ nhờ Diệp Phàm thành tâm nhờ chủ tịch công ty Hoành Địa Trần Phong Đài giúp đỡ, đã mua về với giá 3 triệu rưỡi. Mới một ngày, mà cục tài chính thành phố đã phải bỏ ra nhiều hơn 500 ngàn. Trần Phong Đài đương nhiên cười tủm tỉm, cái này, mới một ngày, chẳng qua chỉ động mồm động mép một chút đã kiếm được 500 ngàn, có gì mà không làm chứ. Tuy nhiên, chủ tịch Trần Phong Đài rất thích làm việc nghĩa, trước mặt các phóng viên đã đem 500 ngàn này biến thành hai chiếc Santana 2000 quyên tặng cho cục công an thành phố làm xe cảnh sát. Trong chuyện Tượng Đồng này Triệu Sương Sơn là người thắng lớn nhất. Hung hăng chỉnh được Hà Chấn Nam. Mà Diệp Phàm cũng chiếm được ưu đãi, thứ nhất là mò được một khoản tiền không nhỏ, đó là vì Lý Quốc Hùng chiếm được vị trí cục trưởng cục tài chính, tâm tình rất tốt nên đã cấp thêm cho Diệp Phàm 10 triệu thể hiện thiện ý.
Còn Diệp Phàm gây ra chuyện lớn như vậy mà không ngờ chẳng bị chuyện dám gì, còn được chủ nhiệm ủy ban kỷ luật luôn miệng khen ngợi, nói hắn một lòng phá án, tinh thần này đáng để mọi người học tập, có được một bí thư tốt như vậy, án gì mà lại không phá được. Chỉ trong vài ngày, hình tượng Diệp Phàm đã được tạo dựng. Còn Trần Phong đài công ty Hoành Địa cũng kiếm được danh tiếng, những tờ báo lớn cũng đã quảng cáo miễn phí cho công ty Hoành Địa, Trần Tổng cảm thấy chỉ cảm kích Diệp Phàm thôi chưa đủ. Còn đến mời khi nào bí thư Diệp đến tỉnh thành nhất định phải ghé qua chỗ anh ta. Ngoài ra, cũng khiến một số lãnh đạo thành phố Ngư Đồng lờ mờ thấy được năng lượng của Diệp Phàm. Lần này tổ điều tra tiếng sấm lớn đổ mưa nhỏ, hình như có ý ra mặt vì Diệp Phàm. Cái này, làm các vị lãnh đạo đều đoán, chuyện này có phải do Diệp Phàm làm ra không? Đoán thì rốt cuộc cũng chỉ là đoán, chưa chứng thực được, nhưng, phân lượng của Diệp Phàm vô hình chung đã tăng lên rất nhiều. Dân gian đồn, Đại cục trưởng An vì gây chuyện với bí thư Diệp, kết quả bị tước mất mũ quan. Chắc chắn trải qua chuyện này các quan chức ở thành phố học Diệp Phàm phải cẩn thận, đừng có chọc vào cục cưng này. Đêm khuya sông Áp Tử nước chảy ào ào, đế thuyền sông Áp Tử lửng lờ dừng ở ven sông. Nơi này, kỳ thực là một số người đã dùng con thuyền cũ thay đổi thành tử lâu trên sông. Trên thuyền có 5 tầng lầu, vì nơi đế thuyền đậu là một chỗ ngoặt khá lớn trên sông Áp Tử. Đế thuyền này cứ cách 2 tiếng lại dạo một vòng sông, để khách nhân vừa ngắm cảnh đẹp bên sông vừa uống rượu nói chuyện phiếm, tương đối thoải mái. Trên tầng cao nhất trong căn phòng bao riêng xa hoa có vài người ngồi. Chương 1132, trung tâm vòng tròn. Diệp Phàm tuổi trẻ nhất, nhưng lại được mọi người đưa lên ngồi ở vị trí chính. Còn những người khác là Vu Chí Hải, Chu Ngọc Minh, Lô An Cương cùng với Túc Nhất Tiêu. Vì chuyện điều tra cục tài chính chuyện Túc Nhất Tiêu cũng dốc rất nhiều sức lực, trước kia anh ta cũng từng tiếp xúc với An Lôi, nên biết một số chuyện của người phụ nữ này. Lúc Diệp Phàm đấu với An Lôi, Túc Nhất Tiêu đã gọi điện cho Diệp Phàm, đem những gì mình biết nói hết ra, hơn nữa, còn đưa ra vài chủ ý. Thấy Túc Nhất Tiêu thực sự coi mình là bạn, Diệp cũng đối xử tử tế. Tối nay vòng tròn nhỏ Diệp hệ tụ tập cũng gọi anh ta tới. Túc Nhất Tiêu kỳ thực trong lòng thầm cao hứng. Trong cái vòng tròn nhỏ này thêm Diệp Phàm là có 4 ủy viên thường vụ, ở Ngư Đồng này mà nói đã là một cỗ lực lượng tương đối mạnh mẽ rồi. Chỉ cần mình có thể dán chặt vào Diệp Phàm, sau này muốn sáo xếp vài thủ hạ, chỉ cần Diệp Phàm đồng ý gật đầu, thực lực của lực lượng này có thể sẽ khiến bí thư thành ủy Hà Chấn Nam có chút kiêng kỵ. Huống chi, Lão Kê cũng có nghe nói, hình như lần này Hà Chấn Nam đã bị lỗ. Ngay cả An Lôi phụ nữ của mình mà còn chẳng bảo vệ được. Coi như cũng rất mất mặt rồi. Đương nhiên, quan hệ của Ân Lôi và Hà Chấn Nam, Túc Nhất Tiêu cũng chỉ tình cờ phát hiện. Trước khi Diệp Phàm tới, Túc Nhất Tiêu có ý tiếp cận An Lôi. Không phải đơn giản chỉ muốn thể hiện thiện ý với Hà Chấn Nam sao? Trước khác nay khác, Diệp Phàm thế lực cũng không kém, hơn nữa cả hai cũng là bạn, dĩ nhiên là sẽ chọn Diệp Phàm rồi. Bí thư Diệp, chuyện hôm qua thực sự kinh hãi nhưng lại chẳng nguy hiểm. Túc Nhất Tiêu cười nói. Lúc tổ điều tra xuống, tôi cũng chẳng đoán được rốt cuộc tỉnh ủy muốn làm cái gì. Nhưng, hiện giờ thì đã đoán được một chút rồi, chắc chắn không phải là tấn công bí thư Diệp. Nhưng đồng chí Hà Chấn Nam thì phải suy nghĩ rồi. Chu Ngọc Minh đột nhiên nói, lập tức mọi người cười rộ lên. Hừ, Hà Chấn Nam cũng quá hống hách, bí thư Diệp mới đến Ngư Đồng ông ta liền trực tiếp ra uy. Ra uy phủ đầu cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng, ông ta quá nóng vội. Ông ta không cấp tiền thì không phải là chặt mất chỗ xoay sở phá án của bí thư Diệp rồi sao, đây quá bằng chỉnh chết người ta à. Hơn nữa, rõ ràng quá rồi, một cục trưởng nhỏ mà cũng đòi gõ nhịp bí thư đảng ủy công an. Trên đời này còn có thiên lý vậy sao? Tôi thấy lấy mũ của An Lôi là còn nhẹ đó, đáng ra phải bắt giam nữ yêu này lại. Trước kia ỷ có Hà Chấn Nam ủng hộ chẳng thèm để mấy ông già chúng ta vào mắt. Ngay cả ủy ban kỷ luật chúng tôi mà đi nhận khoản tiền nào cũng bị cô ta làm khó dễ, đáng đời. Vu Chí Hải lạnh giọng nói. Bí thư Diệp, về An Lôi chắc Hà Chấn Nam đang đợi con gió này qua đi sẽ lại tiếp tục sử dụng cô ta. Cục tài chính hẳn là cô ta không thể nào làm nữa rồi, nhưng, Ngư Đồng lớn như vậy, có bao nhiêu là cục tốt? Thái độ đối với cô ta nên như thế nào, mời bí thư Diệp chỉ ra một chút. Chúng ta nếu đã ở cùng một chiếc thuyền, thì cũng nên tin tưởng nhau một chút mới đúng. Lô An Cương có vẻ hơi cung kính khi nói câu này.
Làm Túc Nhất Tiêu xoa xoa mắt, trong lòng thầm khiếp sợ. Từ khi nào Lô Tư Lệnh dường như đã thành lính của Bí Thư Diệp vậy, chuyện này đúng là quá kỳ lạ. Chuyện này chúng ta cứ chờ xem đã, ắt hẳn chưa được vài tháng thì đồng chí Lão Hà chẳng dám dùng đến An Lôi này đâu. Dù sao, trên tỉnh cũng có người đang nhìn chằm chằm mà. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, liếc nhìn mọi người một cái, lại nói thêm. Lô Tư Lệnh nói rất đúng, chúng ta ở cùng trên một chiếc thuyền, sau này càng nên giúp đỡ nhau mới đúng, người nhiều lực lượng càng lớn, đoàn kết chính là sức mạnh. Các vĩ nhân đã nói như thế, giờ dùng để nói về chúng ta đúng là rất thích hợp. Nhưng, lần này mời mọi người đến đây, một là để nói chuyện, tăng thêm thịnh tình, hai là chuyện hôm qua Diệp Phàm tôi rất cảm kích, muốn mượn chén rượu này để cảm ơn mọi người. Uống, cùng uống một ly nào. Lô An Cương kêu lên, năm cái chén cụng vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo. Cảm ơn. Diệp Phàm một ly đã khác, nhìn mọi người, nói. Còn một chuyện tôi muốn nhờ mọi người, liên quan đến thảm án 88, tôi nghĩ, ba thợ sửa giày hơn một gia cát lượng. Ở đây chúng ta có đến năm thợ sửa giày, cho nên, hợp mưu hợp sức chắc chắn sẽ hơn chỉ có mình tôi. Thời gian không còn nhiều nữa, chỉ có nửa năm. Nói thật với các vị, đến bây giờ ngay cả một cái gật đầu tôi cũng chẳng có. Đầu mối của vụ án này ở đâu, hy vọng các vị có thời gian thì có thể nhìn ngó giúp tôi chút tin tức về chuyện này, kịp thời báo lại cho tôi. Dĩ nhiên là vậy rồi, chuyện của Bí Thư Diệp là chuyện của chúng tôi. Hơn nữa, là một người trong nhóm chúng ta, tôi cảm thấy sau này nên thương lượng với nhau nhiều hơn, nghe ý kiến của Bí Thư Diệp ý, thế nào? Vu Chí Hải thể hiện thái độ đầu tiên, khiến đám Chu Ngọc Minh thầm thấy kỳ lạ. Chu Ngọc Minh phó bí thư thành ủy quản ủy ban kỷ luật này hình như đã lung lay rồi. Trước kia khuôn mặt nghiêm túc rất ít nói chuyện, càng chẳng có ý nghiêng theo bên nào. Hôm nay ông ta lại cướp đoạt tiên cơ khắp nơi, nghiêm chỉnh tỏ ra có hứng thú với Diệp Phàm, cái này, hình như có mùi gì kỳ lạ. Bí thư Diệp nói bây giờ nên làm gì? Lô An Cương là quân nhân, càng trực tiếp, mấy người còn lại cũng không chậm, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chủ tịch Mai Hồng tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô hôm qua có gặp tôi, nói là muốn mời Bí Thư Diệp ăn bữa cơm, không biết Bí Thư Diệp có rảnh không? Túc Nhất Tiêu đột nhiên nói. Chắc là cô ta có gì đó muốn chờ Bí Thư Diệp. Vu Chí Hải nhíu mày, bỏ một hạt đậu phộng vào miệng. Nhờ tôi không quen cô ta, sao có thể giúp cô ta được, kỳ lạ thật. Diệp Phàm nhíu mày, nói. Kỳ thực, kể ra công ty của cô ta cũng hơi kỳ lạ. Trước kia khi chồng cô ta Đổng Phương còn sống, tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô tương đối náo nhiệt. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ một công ty nhỏ tài sản mấy chục triệu đã phát triển thành công ty lớn có gia tài gần trăm triệu. Cổ phần khống chế những công ty dưới trướng của tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô có tài sản gần 200 triệu. Hai khu dân cư nổi tiếng của thành phố Ngư Đồng chúng Tam Giang Ảnh Hào Đình và khu dân cư Sơn Thủy đều là do công ty cô ta khai thác, trong một thời gian ngắn buôn bán cũng rất được. Nhưng, ngày vui chẳng tay gang, vì ảnh hưởng của thảm án, nhiều nhân sĩ thành công vốn định ở tại Ngư Đồng đã bị bóng ma của vụ án thanh máu dọa cho sợ hãi. 300-400 căn hộ lập tức bị bỏ không, cái này ắt là vốn của công ty đã rơi vào tình trạng khó xoay vòng. Xui xẻo hơn nữa là Đổng Phương chồng cô ta chẳng biết vì nguyên cớ gì mà lại bị nhốt vào tù. Càng kỳ lạ hơn nữa là cách thời gian xảy ra vụ thảm án không lâu. Khoảng tháng 10 năm ngoái Đổng Phương không ngờ bệnh chết trong tù. Để lại mẹ góa con côi một cục diện rối rắm khiến người ta thực sự thương xót. Vu Chí Hải hít một hơi, sờ vài sợi tóc trên đầu, ánh mắt sáng rực. Ừ. Diệp Phàm lên tiếng giả bộ không để ý, cùng mọi người uống rượu. Cũng trong thời gian đó, có hai cơ thể trần truồng đè lên nhau tiêu hao cho đến chút sức lực cuối cùng rồi mới chịu ngừng lại, cả căn phòng đầy một xa đọa thối khiến người ta bồn chồn. Trấn Nam, chẳng lẽ anh cứ đứng trơ mắt nhìn phụ nữ của anh bị thằng nhóc đó ức hiếp? Một giọng nữ tương đối bất mãn hừ giọng nói. Đừng nóng vội mà cục cưng, chúng ta có thời gian để trừng trị nó. Trước mắt đang là thời kỳ rất đặc biệt, anh phải tránh được ánh mắt của lão thất phu Triệu Sương Sơn trước đã. Lão lãnh đạo không ở Việt Đông, chúng ta ngay lập tức mất đi chỗ dựa vững chắc, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút. Hà Trấn Nam dùng tay xoa người An Lôi, cười nói. Họ Diệp đó không phải là tay sai của Triệu Sương Sơn chứ? An Lôi giật mình nói. Không rõ lắm,
nhưng, hình như không phải. Chắc là Triệu Sương Sơn mượn tay thằng nhóc đó để gõ xuống, cảnh cáo anh. Hà Chấn Nam thản nhiên nói. Cảnh cáo, Chấn Nam, anh lẽ nào vẫn chưa có chủ định? Em nghe nói Triệu Sương Sơn là người của Triệu gia ở Bắc Kinh, gia thế mạnh, anh chịu đi theo ông ta cũng sẽ không thiệt đâu. An Lôi khó hiểu nói. Em không hiểu, vị Triệu gia kia đã về hưu rồi. Thực lực Triệu gia đã yếu hơn nhiều so với trước kia. Hơn nữa, quan trọng là lãnh đạo của với Triệu gia không cùng chí hướng. Chấn Nam anh không thể làm loại người vừa thấy sóng cả đã ngã tay chèo được. Huống chi, Chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền cũng lờ mờ đề cập với anh, giờ đang tiến thoái lưỡng nan, dù là đứng bên nào thì cũng sẽ đắc tội với bên còn lại, hơn nữa, còn đắc tội với lãnh đạo cũ. Chấn Nam thở dài, tay vô thức phùng vẫy trên thân mình ở trần bóng loáng của An Lôi, cứ như một thầy giáo đang luyện chữ. Em nghe nói gần đây bí thư Triệu với chủ tịch tỉnh Uông gần đây đang đọ nhau kịch liệt, chắc là muốn rửa bài sắp xếp lại nhân sự mới phía dưới. Thời điểm này, anh phải cẩn thận một chút, bằng không, hơi nguy hiểm đấy. An Lôi vẻ mặt lo lắng, nói. Ha ha ha, sợ cái gì, tốt xấu gì anh cũng là một tiểu lại biên cương, lãnh đạo cũ dù đi rồi, nhưng nhất hệ lãnh đạo cũ vẫn còn lưu lại vài người. Có bọn họ chống giúp, Triệu Sương Sơn muốn đụng đến anh, còn phải coi lại độ trọng lượng đó. Hà Chấn Nam cười thể hiện khí phách. Được cái gì chứ, ngay cả phụ nữ của mình còn chẳng bảo vệ được, còn huênh hoang gì chứ, hứ. An Lôi bất ngờ giận dữ hung hăng cắn ngực Hà Chấn Nam một cái. Không phải đã nói với em rồi sao, chuyện trừng trị nó chỉ là một bữa sáng. Không phải nó tuyên bố nửa năm sẽ phá được án sao, chỉ cần qua nửa năm, hắn phải cút xéo đi rồi. An Lôi, nửa năm nhanh lắm, chúng ta việc gì phải tốn thời gian đấu với hắn. Từ hội nghị thường vụ hôm nay có thể thấy, Lý Quốc Hùng và Thái Chí Dương có chút dục dịch. Hôm nay cũng thực sự kỳ lạ. Phù Chí Hải, Chu Ngọc Minh và Lô An Cương ba người này sao lại đứng ra nói giúp cho Diệp Phàm? Hơn nữa, giọng điệu tương đối cứng rắn. Không phải bọn họ buộc cùng một khối đem cơ hội đến cho đám Lý Quốc Hùng và Thái Chí Dương, thì Diệp Phàm đã sớm bị anh tạm thời cách chức, còn uy phong cái rắm gì? Hà Chấn Nam nói đến đây, mặt u ám như Diêm La Vương. Em không chờ được, còn nửa năm nữa, ai mà chịu nổi? Em sẽ kêu vài người đến chọc cho hắn bận việc. Chẳng có thời gian mà phá án nữa. An Lôi chu miệng nói. Đừng làm loạn, giờ đang là lúc quan trọng. Đừng để hắn nắm lấy được cơ hội gì đó thì sự việc lại càng phiền phức. Hơn nữa, để bám trụ vào vụ thảm án này cũng không dễ. Hà Chấn Nam cũng không phải nói không cho phá án. Chỉ là kéo dài nửa năm, để tên nhãi đó cút đi thôi. Mẹ nó, thằng nhãi đó vừa đến là giống như cứt chuột, quấy rầy ngư đồng chẳng được bình an. Hà Chấn Nam vẻ mặt nghiêm túc, nói. Em biết rồi. An Lôi kéo dài giọng ậm ừ nói, người phụ nữ này, trong lòng đang nghĩ cách. Đối với Diệp Phàm có thể nói, cô ta đã thua quá thảm bại. Chương 1133, bị hại. Cái này, cô quyết không thể nhẫn nhịn được. Bình thường, người phụ nữ này có Hà Chấn Nam chống, ở ngư đồng có thể nói muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, ai mà lại không nịnh bợ đại thần tài này. Biết cô có quan hệ bất chính với Hà Chấn Nam, đám thương nhân càng cung phụng cô như nữ hoàng. Không thể tưởng tượng được giờ lại bị Diệp Phàm chỉnh cho thê thảm như thế, đúng là chẳng còn biết giấu mặt vào đâu. Mẹ, sao mẹ lại trốn ở đây mà khóc? Đồng Oanh Oanh thức giấc, nghe thấy tiếng khóc bị đè nén, chẳng lẽ là gặp ma, Đồng Oanh Oanh nghĩ thầm trong lòng, day day mắt trong chốc lát, cảm thấy hình như là truyền từ trong phòng vệ sinh nhà mình, mơ có ánh đèn chiếu ra. Lắng nghe lần nữa, cảm thấy càng lúc càng giống giọng của mẹ Mai Hồng, vì thế nhẹ nhàng bước đến, nhìn qua khe cửa, thấy mẹ cả người chẳng mặc gì, đang dùng khăn che miệng khóc. Đồng Oanh Oanh nhớ rõ, mẹ mình là người đoan chính, lạc quan. Trước kia khi cha cô còn sống khi nào cũng nở nụ cười. Ngay cả hôm nhận được tin ba chết trong tù bà cũng chẳng hề khóc. Còn dùng chính đôi vai của mình gánh lấy trọng trách nặng nề vực dậy tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô. Không. Không có gì, mẹ đột nhiên nhớ đến ba con, cho nên, không có gì, đánh thức con rồi. Mẹ Mai Hồng lau nước mắt, dùng khăn tắm chùm lấy cơ thể mê người rồi về giường. Tuy nhiên, Đồng Oanh Oanh cũng đã đuổi theo, nằm trong lòng mẹ, lẩm bẩm nói. Mẹ, mẹ đừng coi con là con nít nữa, năm nay con đã 19 rồi, lớn rồi mà. Mẹ biết,
Oanh Oanh của chúng ta lớn rồi. Mau về ngủ đi, mẹ không sao đâu. Mai Hồng vỗ vỗ vai con gái cưng của mình. Mẹ, mẹ có chuyện giấu con. Một lúc lâu sau, Đồng Oanh Oanh nói ra câu này, cặp mắt phượng nhìn chằm chằm vào mẹ, dường như muốn nhìn thấu bà. Không, không có, mẹ có chuyện gì chứ, có lẽ gần đây công ty có nhiều chuyện phiền lòng nên mới mệt mỏi. Ánh mắt Mai Hồng hơi mất tự nhiên, Đồng Oanh Oanh dĩ nhiên là thấy được, truy vấn nói. Mẹ, mẹ thực sự không nói cho con sao, con chịu được mà. Thực sự không có gì, con đừng nghĩ lung tung. Mai Hồng khôi phục bình tĩnh, nói. Mẹ nói dối, cho rằng con không biết, mấy ngày nay, mẹ luôn hỏi thăm tình hình Diệp Phàm, ngay cả chuyện đời sống cũng hỏi thăm. Hôm đó hắn bán đấu giá tượng đồng, mẹ cũng yên lặng đứng trong đám người. Hơn nữa, thấy tượng đồng bán không được, mẹ còn chuẩn bị một tấm chi phiếu 3 triệu. Cái này, con nghĩ rằng con không biết, có phải là mẹ coi trọng hắn, một công tử bột, hắn mới bao nhiêu, muốn làm cha dưỡng con à? Không thể nào, con chắc chắn không đồng ý. Một thằng nít danh, hừ. Đồng Oanh Oanh đột nhiên hét lớn, phẫn nộ chỉ vào mẹ hét lên. Oanh Oanh, con nghe mẹ nói đã, không có chuyện đó đâu. Mặt Mai Hồng trầm xuống, lo lắng đến mức chảy nước mắt, liếc nhìn con gái, nói. Hắn chỉ đáng tuổi anh con, làm sao mà mẹ xem trọng hắn được, đầu óc con đừng nghĩ ngợi lung tung. Không thể nào, thật sự mẹ đã coi trọng hắn. Buổi tối hôm đó, con chính mắt thấy mẹ yên lặng đứng trước cửa sân xa hắn lặng lẽ nhìn, đứng khoảng 3 tiếng, con nghĩ là con không biết, mẹ đứng ở dưới gốc cây đại thụ kia. Đồng Oanh Oanh không chịu buông tha mẹ. Con theo dõi mẹ. Mai Hồng tức giận đến nỗi toàn thân run lên, khăn tắm đã rớt xuống sàn nhà, lộ ra bộ ngực tròn cao ngất. Con mặc kệ, nếu mẹ dám sống phóng đãng với hắn, con sẽ chết cho mẹ xem, hừ, con nói được là làm được. Đồng Oanh Oanh hai mắt đỏ hoe, khóc lóc về phòng chùm chăn không để ý đến ai. Một tiếng sau, nghe thấy tiếng bước chân. Oanh Oanh, con lớn rồi. Có một số việc cũng nên đẻ cho con bước, nhưng, con phải đồng ý với mẹ là sẽ giữ được bí mật, bằng không sẽ rước lấy họa sát thân đó. Mai Hồng vuốt tóc Đồng Oanh Oanh, vẻ mặt bị thương, nói. Mẹ, mẹ nói đi, con sẽ ghi nhớ trong lòng. Đồng Oanh Oanh lúc này vô cùng bình tĩnh. Nhìn mẹ chằm chằm nói, hai mí mắt hơi nhấp nháy. Ba con là bị người ta hại chết. Mai Hồng nói ra một câu, Đồng Oanh Oanh lập tức chấn động. Mở to mắt thực sự là khó có thể tiếp nhận. Tình hình cụ thể mẹ cũng không rõ lắm, nhưng gần đây, mẹ có cảm giác có người ngầm mưu mô. Con xem, công ty chúng ta hiện nay vốn khó lưu chuyển, mấy trăm căn hộ bị bỏ không. Nếu không bán được thì khó mà vượt qua được. Ngân hàng đã mấy lần thúc giục. Giám đốc ngân hàng thôi trước kia đối xử với ba con rất tốt, xưng anh xưng em. Nhưng, trước khác nay khác, hiện đã mấy lần thúc giục rồi. Bọn họ đưa thông điệp cuối cùng, nếu trong một tháng vẫn chưa trả, bọn họ sẽ khởi tố công ty chúng ta. Đến lúc đó, những căn nhà kia đều bị bán đấu giá, công ty của chúng ta sẽ bị lỗ. Hai, khoảng thời gian này, mẹ trong lúc vô ý đã lật lại những di vật của ba con. Thấy được một dấu hiệu hình mũi tên quen thuộc. Trong lòng mẹ lúc đó rất đau xót đi xem chỗ đó, nào ngờ phát hiện được bí mật kinh thiên, ba con giấu trong đó một quyển nhật ký. Bên trong nói gần đây có người xuống tay, muốn thâu tóm tập đoàn chúng ta, chủ yếu nhất là muốn chúng ta rời khỏi khu mỏ. Mai Hồng vẻ mặt ngưng trọng, nói. Vậy phải làm sao? Đồng Oanh Oanh hỏi. Mẹ quyết định, ngày mai con rời khỏi thành phố Ngư Đồng, đến Bắc Kinh ở nhờ nhà cô con một thời gian. Sau này không cần liên lạc với mẹ, nếu phải liên lạc thì để mẹ liên lạc với con. Mẹ tại sao luôn hỏi thăm về Diệp Phàm, vì mẹ phát hiện người này rất đặc biệt. Con thấy không, hắn còn rất trẻ. Mẹ đã hỏi thăm rõ, hắn mới 23 tuổi đã làm quan lớn cấp phó giám đốc sở. Gia thế của người này chắc chắn rất thâm hậu. Hơn nữa, ngay cả tượng đồng mà hắn cũng dám đem bán, thì có chuyện gì mà hắn không dám làm. Huống chi. Hắn đã nói nội trong nửa năm sẽ phá án, mẹ vẫn nghi ngờ, cái chết của ba con có phải liên quan đến thảm án tối hôm đó. Mai Hồng vẻ mặt kiên định, nói. Mẹ không đi, con cũng không đi, có chết chúng ta cùng chết. Đồng Oanh Oanh hừ giọng nói, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Đi thì chắc chắn phải đi, nhưng, mẹ muốn làm rõ chuyện này, thù ba con không thể không báo. Vì đồng gia chúng ta,
mẹ chẳng xá gì. Chỉ cần Diệp Phàm có thể điều tra rõ sự thật, báo thù cho ba con. Hắn muốn gì mẹ cũng cho, dù là toàn bộ tài sản mẹ cũng đưa, còn nữa, nếu như hắn muốn, thân mẹ đây cũng chẳng cần quan tâm. Mai Hồng Miệng nói xong, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Mẹ, mẹ không thể. Đồng Oanh Oanh khóc, trong phòng truyền ra tiếng khóc thê lương của hai mẹ con. Đêm khuya, từ sông Áp Tử trở về nơi ở, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện dưới chân tường căn phòng có mấy bóng người. Vì thành phố Ngư Đồng có tiền, nên mỗi ủy viên thường vụ thành ủy đều được phân một tòa nhà riêng ba tầng, xung quanh đều là cây cối che lấp, cảnh tương đối đẹp. Là ai? Diệp Phàm lạnh giọng nói, đôi mắt ưng phát hiện hình như là phụ nữ. Ha ha ha, hi 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 hi, la la la. Miệng người phụ nữ kia nhỏ giọng kêu gào bậy bạ, sau đó cả người xoay vào chân tường nằm ngủ, hình như là đang nói mớ. Diệp Phàm trở lại phòng tìm đèn pin, cẩn thận quan sát một lúc, trong đầu lóe lên một bóng dáng, đó chính là gia đình Lý Đinh Ngư có 4 người chết, 3 ở khu dân cư Trung Đông Hà trong thảm án 88, người duy nhất sống sót là con gái ông ta Lý Nguyệt. Nghe nói Lý Nguyệt là công an, nhưng sau đó bị điên, ngay cả phân heo cũng ăn, tối thì căn bản đều ngủ với mấy tên ăn mày. Không thể ngờ được đêm nay cô ấy lại ngủ ở chân tường nhà mình. Nên biết bên ngoài có bảo vệ cổng, Lý Nguyệt chắc chắn là trèo tường vào. Nghĩ cô từng là cảnh sát, có thể trèo tường cũng chẳng tính là gì. Nhưng, giờ đã là cuối năm, mùa đông rồi, Diệp Phàm cũng không muốn Lý Nguyệt lại chết vì lạnh ở ngay cạnh nhà mình. Huống chi, Lý Nguyệt cũng thật đáng thương, tuy nói cô điên rồi. Nhưng, một cô nàng điên, cũng không dễ xử lý. Diệp Phàm nhẹ nhàng lắc lắc, thấy Lý Nguyệt chẳng nhúc nhích, trong lòng đột nhiên khẽ động, đột nhớ đến một câu chuyện quân sự thời cổ đại Tôn Tẫn giả điên trốn về nước. Vì thế càng lắc mạnh thêm vài cái, Lý Nguyệt quả nhiên ngủ rồi, nhưng, vẫn cứ y y a a chẳng thèm nhìn Diệp Phàm cứ dựa vào chân tường ngủ. Tuy nhiên, Lý Nguyệt dù nói vô cùng mơ màng, nhưng, dưới đôi mắt ưng của Diệp Phàm vẫn phát hiện ra được một số chuyện dị thường, chẳng hạn như, ánh mắt Lý Nguyệt dường như lóe lên trong đêm đen, người thường khó phát hiện, nhưng đôi mắt ưng của Diệp Phàm vẫn phát hiện ra. Chẳng lẽ cô ta cũng giả điên, Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, trở về phòng cầm một chiếc chăn bông dày nhất trên giường đem đến nhẹ nhàng đắp lên người Lý Nguyệt đang dựa vào chân tường, bản thân mình cũng bước lên lầu, Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ. Trở về phòng cầm một chiếc chăn bông dày nhất trên giường đem đến nhẹ nhàng đắp lên người Lý Nguyệt đang dựa vào chân tường, bản thân mình cũng bước lên lầu. Diệp Phàm đang thử Lý Nguyệt, nếu như Lý Nguyệt không điên, chắc hẳn cô ấy đang thử mình. Trước khi chưa giành được sự tin tưởng của Lý Nguyệt, Diệp Phàm quyết định phải quan sát Lý Nguyệt. Trở về phòng, Diệp Phàm gọi điện cho Trần Quân, dĩ nhiên sắp xếp y đến giám sát Lý Nguyệt. Trần Quân không có ý kiến gì, suốt đêm chạy đến. Sáng hôm sau, Diệp Phàm vừa thức giấc, đến chân tường xem thử, chẳng thấy bóng dáng Lý Nguyệt đâu. Nhưng, cái chăn mà hắn đắp cho cô đã bị nhào nặn thành một đống trên mặt đất. Hơn nữa, Diệp Phàm thấy buồn nôn, phảng phất mùi gì đó, hình như Lý Nguyệt coi chiếc chăn của mình như băng vệ sinh, cho nên đã tiểu ở trong chăn. Diệp Phàm bèn thu dọn lại, muốn xem thử tối nay Lý Nguyệt có tới ngủ nữa không. Trước mắt vụ án vẫn chưa rõ đầu đuôi. Lý Nguyệt người may mắn sống sót này chính là đầu mối để phá án, Diệp Phàm đang chờ đợi. Tết đến, Diệp Phàm không định hôm nay về nhà, vì chuyện của Đỗ Gia ở thành phố Phổ Hải đã bị Trấn Đông Hải thúc giục mấy lần rồi. Chuyện của Đỗ Phong không giải quyết thì anh ta vẫn bị giam lỏng, đôi mắt Trấn Đông Hải đang trông ngóng cao thủ thất đẳng chưa được dùng cho tổ đặc nhiệm A này, xem ra thì đã gấp lắm rồi, chuyện này Đỗ Phong người ta đã quyết rồi, không phải Diệp Phàm đích thân xử lý thì không được. Cho nên, Trấn Đông Hải mới gấp gáp, ép Diệp Phàm Tết này phải đi xử lý cho xong. Hơn nữa còn đồng ý cho hắn tùy ý điều khiển tất cả binh lính của tổ đặc nhiệm A, muốn gọi ai cũng đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Diệp Phàm chỉ có thể thở dài trách số mình trời sinh đã số khổ, dường như từ sau khi tốt nghiệp đến giờ chả có năm nào mà được đón Tết yên ổn cả. Sáng 30, Trần Quân tới Ngư Đồng, bên người còn mang theo cả một thanh niên trẻ tuổi. Chỗ gặp mặt cũng không phải nơi Diệp Phàm ở, Phàm việc gì cũng cẩn thận, Diệp Phàm đoán có người đang chăm chú nhìn mình. Bất kể có hay không, cẩn thận cũng không thừa.